Tam đệ muội, chuyện này ngươi không đồng ý cũng phải đồng ý, Lục gia ta đã đáp ứng ngươi, nhưng đó là chuyện lão gia tử đồng ý, nếu ngươi có ý kiến thì đi tìm lão gia tử mà bàn, về phần khác, chúng ta đã quyết định, dù cho rằng có với Triệu gia thì chuyện này cũng không sửa đổi, hy vọng ngươi có thể tự hiểu. Lục Đông nói ra, tốt cho Lục gia, tốt lắm. Triệu Tuệ giận dữ, nhưng cũng không thể làm gì, nàng có một tay bị lão gia tử bắt được, lúc trước nàng hạ thủ trên người Lục Lâm Thiên cho nên hiện tại cũng không thể nói thêm cái gì. Đệ muội, vậy là được rồi, cho dù La Lan ngang hàng cùng ngươi thì thế nào, nàng vẫn là một nha hoàn thôi. Lục Nam nói nhỏ, hừ, Triệu Tuệ hừ lạnh một tiếng, nói, Lục Trung đâu rồi, hắn nói như thế nào, vì cái gì xuất quan cũng không tới gặp ta. Tam đệ đã bế quan lần nữa. Lục Đông nói nhỏ, thần sắc Triệu Tuệ cực độ khó nhìn, lập tức nhìn chằm chằm vào mọi người trong đại sảnh, vì kế hoạch trong tộc nên nàng phải nhìn. Hiện tại còn không phải lúc trở mặt với Lục gia. Hừ, Triệu Tuệ hừ lạnh lần nữa, lập tức nói. Các ngươi đã có quyết định, cần gì phải để cho ta tới, Lục gia các ngươi tự quyết định là tốt rồi. Nói xong Triệu Tuệ rời khỏi đại sảnh. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt Lục Lâm Thiên bế quan luyện đan đã 5 ngày. Mà lúc này tại trấn Thanh Vân trở nên náo nhiệt, vũ giả ở mấy thành trấn gần đó. Còn có người trong các tiểu gia tộc đi tới trấn Thanh Vân, trong lúc nhất thời trấn Thanh Vân trở nên cực kỳ náo nhiệt, dòng người hối hả nhược xuôi, so với mấy ngày thường còn náo nhiệt hơn nhiều. Trên đường, trong một tửu quán bên đường, mọi người đàm luận chỉ có một chuyện, chính là Vân Dương Tông tuyển đệ tử mới 3 năm một lần. Nhắc tới Vân Dương Tông, trên trấn Thanh Vân này không người nào không biết, thân là vũ giả cùng linh giả thì càng như sấm bên tai. Vân Dương Tông, một trong tam tông tứ môn, đệ tử ngàn vạn. Thế lực khổng lồ, trấn Thanh Vân chính là địa bàn của Vân Dương Tông, mà Vân Dương Tông cũng là thánh địa của tất cả vũ giả nơi này. Vân Dương Tông 3 năm mới nhận đệ tử một lần, hơn nữa người không có thiên phú không thu, mỗi một lần tuyển nhận đệ tử mới, trên trấn Thanh Vân chỉ nhận 5 người, mà cả trấn Thanh Vân đều tranh đoạt 5 vị trí này, nhất là dùng 5 đại gia tộc trấn Thanh Vân tranh đoạt càng lợi hại nhất. Mỗi 3 năm một lần. Vân Dương Tông phân danh ngạch đệ tử mới trên cơ bản đều rơi vào trong túi các đại gia tộc, các tiểu gia tộc rất ít khi đạt được danh ngạch, từ bồi dưỡng đệ tử, tiểu gia tộc kém đại gia tộc rất nhiều. Mà năm đại gia tộc trên trấn Thanh Vân phân biệt là Dương gia, Tần gia, Lục gia, La gia còn có Vương gia, năm đại gia tộc này ở trấn Thanh Vân không kém bao nhiêu, cũng ngăn cản lẫn nhau, nhưng đều muốn vượt qua 4 đại gia tộc khác. Lần này không biết là người trong các gia tộc nào tiến vào Vân Dương Tông đây. Đây còn phải nói, nhất định là người trong năm đại gia tộc, những người khác muốn đi vào, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Chuyện này cũng không nhất định, chỉ cần là thiên phú không tồi, cũng có thực lực đi vào, dù sao đến lúc đó Vân Dương Tông sẽ có cường giả tự mình tới đây lựa chọn đệ tử. Nhưng mà đệ tử trẻ tuổi trong năm đại gia tộc từ nhỏ được bồi dưỡng rất tốt, những người khác làm sao so được, trừ phi là thiên tài trong thiên tài thì không kém bao nhiêu. Đúng thế. Dựa vào tình thế những năm trước mà nhìn, năm danh ngạch đều là người trong năm đại gia tộc. Nghe nói lần này Lục gia có vận khí rất tốt, ra một vũ giả song hệ, còn có một vũ giả tam hệ, đều là vũ sĩ, thiên phú dọa người a hát. Nghe nói vũ giả tam hệ chính là Lục Lâm Thiên, trước kia bị gọi là thiếu gia củi mục của Lục gia, từ nhỏ bị kiểm tra không cách nào trở thành vũ giả, không nghĩ tới bây giờ đột nhiên trở thành vũ giả tam hệ. Tóm lại, Lục gia lần này vận khí cũng không tệ a hát, vũ giả song hệ, vũ giả tam hệ, sau đó không lâu thực lực Lục gia sẽ tăng mạnh a. Trên phố lớn ngõ nhỏ, khắp nơi đang nghị luận chuyện Vân Dương Tông chọn đệ tử mới, mà Lục Lâm Thiên là vũ giả tam hệ Lục gia cũng bị truyền ra, không ít người cũng biết rõ Lục gia có một vũ giả tam hệ xuất hiện, đây là chuyện mọi người chấn kinh. Trong mật thất dưới kho củi Lục gia, Lục Lâm Thiên tiếp tục luyện chế đan dược. Linh lực rót vào hỏa long đỉnh hóa thành hỏa diễm nóng bỏng, cả gian mật thất cũng trở nên vô cùng nóng bỏng. 8 ngày trôi qua, lúc nào linh khí Lục Lâm Thiên hao hết thì ngồi xuống điều tức, sau đó lại luyện chế đan dược, 8 ngày dốc sức liều mạng, rốt cục cũng luyện chế được một lượng lớn quán đính đan. Phanh! Hỏa long đỉnh mở ra, dược hương nồng đậm truyền ra ngoài, một viên đan dược sáng bóng xuất hiện. Thu! Lục Lâm Thiên quát một tiếng. Đan dược xuất hiện trong lòng bàn tay. 108 viên. Lục Lâm Thiên nói nhỏ, trên mặt của hắn đầy vui vẻ, lúc này có 100 phần dược liệu quán đính đan,
hắn luyện chế lại ra 108 viên quán đính đan, trên chuyện khống chế dược liệu, chính mình không thể nghi ngờ là tiến bộ không ít, có thể tiết kiệm không ít tài liệu, mà phẩm chất đan dược so với trước kia cũng không kém hơn bao nhiêu. Lục Lâm Thiên lại không biết, 100 phần tài liệu dược liệu quán đính đan lại luyện ra 108 viên quán đính đan, nếu bị một ít linh giả biết được, nhất định sẽ kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm, đây không nghi ngờ là kỹ xảo và khả năng khống chế dược lực đạt tới trình độ kinh người. Nói như vậy, cho dù là linh giả cấp độ linh phách luyện chế đan dược nhị phẩm cũng khó có thể làm được một bước này, mà Lục Lâm Thiên hiện tại chỉ là linh sĩ đã làm tới bước này, điểm này trừ thiên phú thật tốt ra, linh hồn lực cũng vượt xa người khác. Siêu siêu. Tiểu Long leo ra khỏi áo Lục Lâm Thiên, nhìn chằm chằm vào quán đính đan trong tay Lục Lâm Thiên, cái lưỡi tham lam duỗi ra, ánh mắt nhìn chằm chằm vào một viên quán đính đan. Tiểu Long, ta quên ngươi đói, thế nhưng mà thứ này ngươi không thể ăn. Nhìn thấy Tiểu Long, Lục Lâm Thiên mới nhớ tới, Tiểu Long đã 8 ngày không ăn uống gì. Suy suy, thân hình Tiểu Long giãy giụa, tham lam nhìn chằm chằm vào quán đính đan trong tay Lục Lâm Thiên, dường như đang nói cái gì đó. Ngươi nói ngươi muốn ăn quán đính đan, được. Lục Lâm Thiên hỏi, liên hệ với Tiểu Long trong lúc vô hình đã hiểu rõ Tiểu Long muốn nói gì. Suy suy, Tiểu Long khẽ gật đầu, giãy giụa cái đuôi, nó ngửi mùi thuốc đã không nhịn được rồi, con mắt nhìn chằm chằm vào một viên quán đính đan. Ngươi xem ra cũng đói, ngươi tham ăn thì ăn đi. Đối với Tiểu Long, Lục Lâm Thiên giống như đối với thân nhân của mình vậy, một viên quán đính đan cũng không có gì không nỡ. Suy. Tiểu Long lập tức há mồm nuốt viên quán đính đan vào trong miệng, cái đầu nhỏ còn không lớn bằng quán đính đan nhưng khi há miệng dễ dàng nuốt quán đính đan vào trong bụng, sau đó nó lại quay vào trong tay áo Lục Lâm Thiên không thấy nữa. Lục Lâm Thiên nghi hoặc một chút, lập tức cười cười, Tiểu Long thân là linh hoàng thú, nói không chừng ăn quán đính đan cũng có được chỗ tốt, hiện tại một khỏa quán đính đan đối với hắn mà nói không coi là gì. Còn có 10 viên tăng nguyên đan. Thu hồi 107 viên quán đính đan đặt vào trong vài bình ngọc đã chuẩn bị sẵn, lúc này hắn bắt đầu luyện chế tăng nguyên đan. Lần trước hắn bị đánh lén ở hậu sơn, trong lòng Lục Lâm Thiên cũng đã nhớ kỹ, nhất định phải nhanh chóng tăng thực lực của mình lên, nếu không hắn không có được cảm giác an toàn, lần trước thiếu chút nữa hắn đã mất mạng rồi. Chỉ có thực lực mạnh mới có thể cam đoan chính mình an toàn, đề cao thực lực cũng chỉ có không ngừng phục dụng đan dược. Lục Lâm Thiên tiếp tục bắt đầu luyện chế đan dược, điều tức hoàn tất thì hắn nhanh chóng kết xuất thủ ấn, linh lực rót vào hỏa long đỉnh, hỏa diễm không ngừng tràn ra ngoài. Tài liệu luyện chế tăng nguyên đan đã được Lục Lâm Thiên khống chế, bắt đầu đưa vào trong lò, tăng nguyên đan chính là đan dược nhị phẩm, Lục Lâm Thiên càng không dám khinh thường, toàn tâm toàn ý chìm đắm vào trong quá trình luyện chế. Tăng nguyên đan này đã luyện chế thành công 2 lần, Lục Lâm Thiên tương đối có chút kinh nghiệm. Nhưng áp lực so với luyện chế quán đính đan thì lớn hơn rất nhiều. Thời gian từ từ qua đi, trong cuộc sống luyện đan này, tất cả chuyện xảy ra bên ngoài Lục Lâm Thiên hoàn toàn không biết gì ngoài việc luyện đan. Lục gia, gần đây đã xảy ra đại sự, rốt cuộc La Lan thì cũng được Lục gia thừa nhận, thành nhị phu nhân chẳng phân biệt lớn nhỏ với đại phu nhân Lục gia, chuyện này làm cho không ít người hầu nghi hoặc, đại phu nhân không ngờ lại không có phản đối, đây cũng không phải là tính cách của đại phu nhân a. Cũng có người hầu suy đoán, Lâm Thiên thiếu gia chính là vũ giả tam hệ, thiên phú đặc cấp trong vũ giả, mà người ta nói mẫu bằng tử quý, đại phu nhân có phản đối cũng không dùng được. Nhưng mà bất kể nói thế nào, La Lan thị đã trở thành đối tượng được người hầu hâm mộ, rốt cục khổ tận cam lai, những năm này ăn không ít nước mắt, thu không ít ủy khuất, rốt cục hết khổ, không giống như bọn họ, cả đời này cũng không thể thay đổi cái gì. Mà hâm mộ La Lan thị. Không ít người hầu càng hâm mộ một người khác hơn, đó là Lục Tiểu Bạch, vô duyên vô cớ trở thành vũ giả, lại có quan hệ thân cận với Lâm Thiên thiếu gia, tiền đồ của hắn thật sáng lạn. Phanh! 3 ngày sau đó, hỏa long đỉnh mở ra, hương thơm của đan dược thấm vào ruột gan, một viên đan dược lao ra khỏi dược đỉnh, chính là tăng nguyên đan mà Lục Lâm Thiên luyện chế. Trên đan dược có hào quang sáng lạn lưu động, mùi thuốc mê người, Lục Lâm Thiên không ngừng kết xuất thủ ấn. Một đạo hào quang màu vàng đất thu lấy tăng nguyên đan vào trong tay, hào quang sáng bóng trên đan dược lúc này mới biến mất. Rốt cục đã xong. Sắc mặt Lục Lâm Thiên tái nhợt, linh khí trong cơ thể tiêu hao gần như không còn, thời gian 3 ngày này hắn rốt cuộc cũng luyện ra 10 viên tăng nguyên đan. Nhìn thấy 10 viên tăng nguyên đan trong tay, Lục Lâm Thiên mỉm cười,
không biết lúc này ăn tăng nguyên đan thì thực lực của hắn có thể đột phá hay không, mình bây giờ bức thiết cần tăng cường thực lực. Trước ăn một viên rồi nói sau. Lục Lâm Thiên nói nhỏ, liền cầm một viên tăng nguyên đan ném vào trong miệng, đan dược vừa vào bụng, lập tức hóa thành một dòng năng lượng kinh người. Thậm chí Lục Lâm Thiên cảm giác rõ ràng một dòng năng lượng kinh người đang lao nhanh trong người của mình, vội vàng thúc giục âm dương linh vũ quyết bắt đầu luyện hóa. Một dòng năng lượng này bị Lục Lâm Thiên luyện hóa và hóa thành chân khí tinh thuần, đồng thời linh khí trong đầu không ngừng gia tăng, nhưng mà so sánh với trước kia, tuy tăng nguyên đan có hiệu quả tăng cường linh lực, nhưng so với tăng cường chân khí thì yếu đi không ít, tăng nguyên đan chỉ tăng cường linh lực tương đối mà thôi. Sau một lát, hào quang sáng bóng màu vàng nhạt quanh người Lục Lâm Thiên hóa thành một đạo hào quang bao phủ lấy hắn, nhìn qua vô cùng huyền ảo. Năng lượng trong tăng nguyên đan không nhỏ, Lục Lâm Thiên chậm rãi tự động luyện hóa chúng, quá trình luyện hóa này vội vàng không được, không có khả năng luyện hóa trong thời gian ngắn. Trong quá trình luyện hóa này cũng còn có một chút điểm phải chú ý, đó chính là luyện hóa đan dược, đầu tiên phải luyện hóa đan dược thành năng lượng, cuối cùng luyện hóa năng lượng này thành chân khí và linh khí. Lần trước đã là luyện hóa qua một viên tăng nguyên đan, lúc này lại luyện hóa những năng lượng đang tràn ngập trong kinh mạch quanh người Lục Lâm Thiên không còn cảm giác đau đớn như lúc trước, nhưng kinh mạch vẫn bành trướng, được không ít năng lượng tràn ngập, kinh mạch toàn thân lại khuếch trương lần nữa. Trong khí hải đan điền của Lục Lâm Thiên, từng đạo chân khí không ngừng tiến vào trong đan điền, Lục Lâm Thiên có thể cảm giác được khí hải của mình không ngừng bành trướng, loại tốc độ này không phải tu luyện bình thường có thể so sánh được. Thời gian chậm rãi trôi qua, cũng không biết từ lúc nào, khí thể quanh người Lục Lâm Thiên chung quanh hào quang khí thể, đều là trục gần đã biến thành một tầng năng lượng vàng nhạt, kinh mạch trong người lúc này đã nhẹ đi rất nhiều, đau đớn trong kinh mạch cũng nằm trong phạm vi có thể thừa nhận. Không ngừng hấp thu năng lượng tràn ngập trong kinh mạch hấp thu chân khí cho nên càng ngày càng mạnh hơn không ít. Cũng có thể nói như vậy, kinh mạch quanh người Lục Lâm Thiên hiện tại nếu là bình thường, một giây đồng hồ có thể thông qua một hai sợi chân khí như đầu ngón tay trẻ con mà thôi, kinh mạch Lục Lâm Thiên hiện tại đã to gấp đôi, tốc độ vận chuyển chân khí cực nhanh, dưới tình huống nào đó mà nói, đây đại biểu cho thực lực khi chiến đấu chiếm tiện nghi lớn. Từ trong quá trình luyện hóa năng lượng, Lục Lâm Thiên cũng không dám khinh thường, Nam Thúc cũng đã từng nói qua, nếu như luyện hóa năng lượng quá lớn, kinh mạch toàn thân không chịu nổi, đến lúc đó kinh mạch sẽ bị hủy, đồng thời cũng có thể thậm chí ảnh hưởng tới thần trí. Khi đó mình tuyệt đối nguy hiểm. Đối với chuyện gặp nguy hiểm, Lục Lâm Thiên vẫn luôn nhớ kỹ trong lòng, không dám có bất cứ sai lầm nào cả. Năng lượng trong tăng nguyên đan được Lục Lâm Thiên luyện hóa, hóa thành chân khí vận chuyển một chu thiên trong người, cuối cùng không ngừng rót vào trong đan điền. Thời gian từ từ trôi qua, chân khí trong khí hải đan điền Lục Lâm Thiên càng ngày càng nhiều, lúc này Lục Lâm Thiên cảm giác trong khí hải của mình dường như sinh ra khí thế như gió lốc. Chân khí càng no đủ, tốc độ xoay càng lúc càng nhanh, khí tức quanh người chậm rãi tăng lên. Tiếp tục như thế tới ngày thứ ba, một tia năng lượng cuối cùng tiến vào khí hải Lục Lâm Thiên, năng lượng trong người Lục Lâm Thiên lay động, cuối cùng quanh quẩn xoay vòng trong người Lục Lâm Thiên. Vị trí đan điền khí hải ở bụng dưới, Lục Lâm Thiên lập tức cảm giác năng lượng cực lớn đang điều động, nổi lên gợn sóng cực lớn, cuối cùng nó gào thét xông lên. Vào lúc này, trong mật thất, Lục Lâm Thiên đang nhắm mắt. Bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong hai mắt bắn ra một đạo tinh quang vô cùng mãnh liệt, một lát sau tinh quang trong hai mắt từ từ thu liễm lại, trong mắt Lục Lâm Thiên, trong đôi mắt đen kịt vào lúc này trở nên thâm thúy, trong lúc vô hình khí chất toàn thân sinh ra biến hóa. Vũ sĩ tứ trọng. Lục Lâm Thiên cảm giác chân khí hùng hồn trong cơ thể, lúc này so với lúc vũ sĩ tam trọng còn mạnh hơn gấp bội, khó trách lúc trước chính mình ngạnh kháng lại không phải là đối thủ của Chu Hải Minh. Chu Hải Minh thực lực vũ sĩ thất trọng, chính mình lúc đó là vũ sĩ tam trọng còn kém quá xa. Mới đột phá một trọng. Tuy thực lực đột phá một trọng, Lục Lâm Thiên lại nhướng mày, lúc trước hắn phục dụng một viên tăng nguyên đan, một hơi đột phá đến hai trọng, từ vũ sĩ nhất trọng đột phá đến vũ sĩ tam trọng, mà bây giờ ăn viên tăng nguyên đan thứ hai lại miễn cưỡng đột phá lên một trọng, cứ theo đà này, càng lên cao, muốn đột phá càng tiêu hao lớn hơn. Mình bây giờ nếu ăn một viên tăng nguyên đan vào cũng khó có thể đột phá vũ sĩ ngũ trọng, hơn nữa chính mình vừa mới luyện hóa một viên tăng nguyên đan, luyện hóa trong cơ thể cần một quá trình, nếu tiếp tục phục dụng thêm một viên tăng nguyên đan, không thể nghi ngờ là lãng phí tăng nguyên đan. Mà nếu mình muốn dựa vào tăng nguyên đan đột phá đến vũ sư, đây tuyệt đối cần không ít tăng nguyên đan,
đối với mình mà nói là tiêu hao kim tệ thật lớn. Đồng thời Lục Lâm Thiên cũng cảm giác được mình bây giờ là vũ sĩ tứ trọng, nhưng mà tu vị linh lực vẫn là linh sĩ nhất trọng mà thôi, tăng nguyên đan gia tăng linh khí cũng không có nhiều như chân khí, chính mình muốn tăng cường linh khí phải luyện chế đan dược mới được, dựa vào tăng nguyên đan tuyệt đối không có biện pháp đột phá linh vũ. Cũng nên đi chuẩn bị thôi, vào trong Vân Dương Tông tìm bảo vật gì, cũng nên đi hỏi Nam Thúc. Trong lòng Lục Lâm Thiên nghĩ thầm, Nam Thúc bảo mình đi vào trong Vân Dương Tông, nhưng mà mình không biết phải đi lấy thứ gì, hôm nào phải hỏi Nam Thúc mới được. Thu hồi Hỏa Long Đỉnh và đan dược, Lục Lâm Thiên rời khỏi mật thất phòng chứa củi, lập tức đi về phía tiền viện, lần này bế quan mất 13 ngày, đoán chừng mẫu thân cũng đã sốt ruột. Bái kiến thiếu gia. Trên đường đi, Lục Lâm Thiên gặp người hầu đều hành lễ với hắn, trong mắt cũng không dám khinh thị thiếu gia củi mục nữa, không ít nha hoàn thậm chí ánh mắt phóng điện, nếu như được thiếu gia vừa ý, vận mệnh của các nàng sẽ thay đổi. Một đường thông suốt, hắn đi vào tiền viện của mình, vừa vào cửa Lục Lâm Thiên nhìn thấy nhiều người hầu và nha hoàn đang quét dọn. Ra mắt công tử, là năm người hầu, hai nam ba nữ, nữ đều chừng 20 tuổi, nhìn thấy Lục Lâm Thiên thì hành lễ. Được Lục Tiểu Bạch an bài tất cả đều đổi từ thiếu gia sang công tử. Lục Lâm Thiên khẽ gật đầu, Lục Tiểu Bạch đúng là cơ linh, những người khác gọi mình là thiếu gia, mình cũng không có cách nào, cũng không thể gặp ai cũng nói không được gọi mình là thiếu gia a. Nhưng nha hoàn trong đình viện của mình thì có thể sửa, xưng hô thiếu gia này làm cho Lục Lâm Thiên nghe không được tự nhiên. Công tử, người rốt cục trở về, phu nhân lo lắng muốn chết. Lục Tiểu Bạch nghe tiếng mà ra. Tiểu Bạch, mẫu thân ta đâu? Lục Lâm Thiên cũng không suy nghĩ nhiều, hắn biết mẫu thân lo lắng. Ta thu thập một ít đồ mà thôi, cái đứa nhỏ này, vừa đi ra ngoài là đi lâu như thế, làm ta lo lắng chết đi được. La Lan thị từ trong viện đi tới, những ngày này nàng lo lắng không thôi, lúc này nhìn thấy Lục Lâm Thiên mới thở ra một hơi. Mẫu thân, bảo người hầu thu dọn là được rồi, chính mình không cần phải làm gì cả. Lục Lâm Thiên nói nhỏ. Lúc này thấy mẫu thân thần sắc tốt hơn không ít, cũng một thân áo tơ trắng, nhưng khí chất đã mơ hồ sinh ra biến hóa. Ta còn chưa có già, còn có thể hoạt động một chút, lại nói ta thu dọn đồ vật khi còn bé của con, để những người khác thu dọn ta không yên tâm. La Lan Thị nói ra. Sau đó Lục Lâm Thiên cũng nghe nói Lục gia đồng ý yêu cầu của mình, cho mẫu thân trở thành phu nhân Lục gia, nhìn thấy bộ dáng mẫu thân hiện tại, trong nội tâm Lục Lâm Thiên sinh ra cảm giác hạnh phúc. Làm phu nhân Lục gia cũng không phải to tát gì, phu nhân Lục gia thì Lục Lâm Thiên tự nhiên không đặt vào mắt, nhưng đối với mẫu thân mà nói lại phi thường trọng yếu. Mà làm cho Lục Lâm Thiên cao hứng chính là có thể cải biến tâm tình mẫu thân, làm cho mẫu thân không cần phải chịu ủy khuất nữa. Sau đó trò chuyện với mẫu thân một phen, Lục Lâm Thiên ý định đi gặp Lục Vô Song bên kia, chính mình ý định đi tàng vũ các Lục gia, nhưng lại không biết đường, bảo Lục Vô Song mang theo mình đi mới được. Hắn không có chút trí nhớ nào về tàng vũ các, chỉ biết đây là cấm địa của Lục gia, cho dù là đệ tử Lục gia phải trải qua cho phép mới được đi vào. Đình viện của Lục Vô Song ở ngay bên cạnh, trong nội viện Lục gia có không ít đình viện như thế, đệ tử trực hệ Lục gia đều có một tòa đình viện. Đến đình viện của Lục Vô Song, Lục Lâm Thiên cũng không có nhìn thấy người hầu, Lục Vô Song lần này từ Vân Dương Tông trở về cũng không có bao lâu. Bình thường đều ở trong Vân Dương Tông cho nên đình viện này không cần ngươi chăm nom. Vô Song tỷ, Lục Lâm Thiên đến đình viện, hô hai tiếng sau đó không thấy người lên tiếng, do dự một chút liền đi tới tiền viện. Vô Song tỷ, tỷ ở đâu? Lục Lâm Thiên hô một tiếng. Lâm Thiên, sao tự dưng đệ lại tới, chờ ta một chút. Trong một gian phòng truyền ra âm thanh bối rối của Lục Vô Song, sau đó nghe tiếng sột soạt và tiếng nước. Chẳng lẽ đang tắm? Nghe được âm thanh sột soạt của tiếng nước, Lục Lâm Thiên lập tức nghĩ thầm, nhớ tới trong nội viện của mình đã bị Lục Vô Song xem sạch, nếu bây giờ mình vào xem có tính là công bằng hay không? Vô sỉ! Trong lòng Lục Lâm Thiên mắng thầm mình một tiếng, lập tức đi vào trong phòng nhỏ, trong đầu vẫn không tự chủ nghĩ tới mỹ nhân đang tắm, dưới bụng cũng có chút phản ứng. Lâm Thiên, sao ngươi tới đây? Một lát sau, một bóng dáng xinh đẹp xuất hiện trước người Lục Lâm Thiên. Đây là đổ thêm dầu vào lửa a. Nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp này, Lục Lâm Thiên lập tức nghĩ thầm trong lòng, chỉ thấy Lục Vô Song mặc cung trang màu xanh da trời, đầu đầy tóc đen ướt sũng đọng trên vai và trước người, lộ ra nét quyến rũ động lòng người.
đuôi tóc trước ngực và vai có nước chảy xuống, vết ướt thấm dài trên nền vải xanh, vệt nước chảy xuống dưới, hai thỏ ngọc trước ngực như ẩn như hiện, càng trở nên mê người, hai hạt dâu đỏ mơ hồ có thể nhìn ra, đang kiêu ngạo đứng thẳng. Không có mặc nội y. Lục Lâm Thiên lập tức nghĩ thầm, có lẽ trên thế giới này còn không có nội y như kiếp trước, Xuân Sắc bị mình nhìn thấy. Lúc này Lục Vô Song một thân trang phục nhẹ nhàng khoan khoái, không có trang trí dư thừa, nhưng mà càng trở nên gợi cảm, Lục Lâm Thiên thật sự không ngờ, Lục Vô Song lại có mặt gợi cảm như vậy, da thịt nõn nà, eo tinh tế, bờ mông rất tròn, gương mặt tinh xảo nhỏ nhắn đang dụ hoặc Lục Lâm Thiên huyết khí phương cương. Lục Lâm Thiên nhịn không được nuốt nước miếng, đúng là quá hấp dẫn người, nhịn không được nói nhỏ. Thật là mê người. Ngươi nói cái gì đó? Lục Vô Song thẹn thùng một tiếng, cúi đầu xuống, trong lúc vô tình nhìn thấy ánh mắt Lục Lâm Thiên đang nhìn vào ngực của mình, cúi đầu nhìn lại, ngực của mình có hai hạt đậu đỏ như ẩn như hiện, mặt của nàng đỏ tới mang tai, lập tức chạy vào trong phòng. Lục Lâm Thiên, ngươi thật vô sỉ. Nhìn thấy phản ứng của Lục Vô Song, Lục Lâm Thiên thầm mắng mình một tiếng, lập tức mỉm cười, chuyện này cũng không có gì, bản thân hắn cũng bị nàng nhìn sạch rồi. Lâm Thiên, đệ vừa mới thấy cái gì? Sau một lát Lục Vô Song xuất hiện lần nữa trước mặt Lục Lâm Thiên, nàng đã thay cẩm bào màu lam nhạt, tóc cũng lau khô, trên người tràn ngập hương thơm, mùi hương thơm ngát, mặt ngọc đỏ lên, nhỏ giọng hỏi Lục Lâm Thiên. Thấy cái gì? Không có thấy cái gì a hát. Lục Lâm Thiên nói nhỏ. Đúng rồi, đệ tìm ta có chuyện gì? Lục Vô Song bán tín bán nghi nhìn Lục Lâm Thiên. Vô Song tỷ, đệ muốn đi Tàng Vũ Các, thế nhưng mà đệ chưa từng tới đó bao giờ. Lục Lâm Thiên nói ra. Lục Vô Song nói. Để ta đi cùng đệ a, còn hơn 10 ngày nữa là thi đấu tranh danh ngạch Vân Dương Tông, đệ nên chuẩn bị cho tốt. Lục Vô Song dẫn Lục Lâm Thiên xuyên qua mấy hành lang thật dài, đến trước một đình viện nhìn qua có vẻ lâu năm, trước đình viện này có hai người Lục gia đang bảo vệ, bộ dáng trung niên, Lục Lâm Thiên quan sát hai người này dường như là cấp độ vũ sĩ. Trên đình viện này có mấy chữ to, trên đó viết Tàng Vũ Các, nhìn qua có khí tức cổ xưa, Tàng Vũ Các này hẳn đã lâu năm rồi. Vô Song tiểu thư, sao ngươi tới đây? Nhìn thấy Lục Vô Song, một nam tử hỏi. Ta cùng Lâm Thiên đến Tàng Vũ Các, mở cửa ra. Lục Vô Song nói. Nam tử khác nói. Vô Song tiểu thư, muốn vào Tàng Vũ Các cần đại gia và trong tộc đồng ý mới được. Mở cửa ra, phụ thân ta nói về sau Lâm Thiên có thể tùy tiện xuất nhập Tàng Vũ Các. Lục Vô Song móc một ngọc giản màu xanh ra, dường như là tín vật Lục gia. Vâng, Vô Song tiểu thư, Lâm Thiên thiếu gia, hai vị mời vào. Nam tử nói chuyện lúc trước mở cửa, ý bảo hai người đi vào. Theo sau Lục Vô Song, Lục Lâm Thiên đi vào Tàng Vũ Các, đi vào trong gian phòng lớn. Lâm Thiên, đây là Tàng Vũ Các Lục gia, nhưng ở đây chỉ có vũ khí thần cấp và tinh cấp, về phần vũ khí hoàng cấp đều nằm trong tay trưởng lão Lục gia, nơi này có không ít tâm đắc vũ khí của các tiền bối Lục gia lưu lại, nếu dụng tâm nhận thức cũng thu được lợi ích không nhỏ. Chỉ có vũ khí tinh cấp và thần cấp. Lục Lâm Thiên sững sờ, nhưng mà cũng không có kinh ngạc, vũ khí là thứ cực kỳ chân quý. Đặc biệt là vũ khí đạt tới hoàng cấp càng trở nên chân quý, Lục gia tự nhiên sẽ không đặt nó trong Tàng Vũ Các, vạn nhất mất trộm thì tổn thất to lắm. Lâm Thiên, vũ khí nơi này ngươi tùy tiện chọn, nhưng mà mỗi lần chỉ có thể chọn một loại, đây là quy củ Lục gia, một năm chỉ có thể chọn một lần, nhưng mà trong tâm đắc của tiền bối Lục gia thì thoải mái xem, vũ khí nhiều, tạp mà không tinh, cũng không phải một chuyện tốt. Lục Vô Song tiếp tục nói. Vô Song tỷ. Trong đây có tư liệu linh giả không? Lục Lâm Thiên hỏi. Lục gia hiện tại có hai linh giả, gia tộc khác đều chỉ có một, hiện tại đang buôn bán ở bên ngoài, về phần tư liệu linh giả thật sự là không có, linh giả vốn rất thưa thớt, tất cả cần dựa vào chính mình lĩnh ngộ, kỳ thật cũng không có tư liệu gì tồn tại, nhưng mà tại Vân Dương Tông thì có tư liệu về linh giả. Lục Vô Song nói ra. A hát. Lục Lâm Thiên đáp nhẹ một tiếng, lập tức nhìn ngó. Chung quanh bày đặt một ít ngọc giản, còn có một ít tư liệu viết tay. Mặt khác còn có một ít giới thiệu các hệ thuộc tính vũ giả, những vật này Nam Thúc cũng không có nói rõ chi tiết qua, các loại ưu thế thuộc tính cùng hoàn cảnh xấu, những tài liệu này có giới thiệu kỹ càng. Còn có một chút tư liệu thậm chí càng giới thiệu vũ khí càng trở nên rõ ràng, vũ khí tổng cộng chia thành thiên, địa, huyền, hoàng, tinh, thần 6 loại, mà trên đại lục linh vũ,
vũ khí tới huyền cấp đã có giá trị liên thành, vũ khí huyền cấp vừa ra tay, uy lực đã có thể rời núi. Về phần vũ khí địa cấp, tư liệu này không có ghi lại, vũ khí địa cấp giống như phượng mao lân giác, cũng không giới thiệu gì cả, mà vũ khí thiên cấp càng là thứ chỉ tồn tại trong truyền thuyết, trong đây càng không có ghi lại. Trong vũ giả năm hệ, vũ giả phong hệ là thưa thớt nhất, mộc hệ thứ hai, hỏa hệ, thổ hệ, thủy hệ ba hệ này kém nhau không nhiều, trong vũ giả năm hệ thì vũ giả phong hệ chiếm không ít tiện nghi về tốc độ, cũng là khó chống đỡ nhất trong giao đấu. Mà trong những tư liệu này, Lục Lâm Thiên còn chứng kiến một ít giới thiệu về yêu thú, linh thú, vũ giả có thể được linh giả hỗ trợ thu phục yêu thú làm tọa kỵ, mà linh giả lại có thể thu phục linh thú cho mình sử dụng. Nhưng mà muốn thu phục yêu thú và linh thú, đây tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng, trình độ phức tạp của nó vượt qua tưởng tượng của Lục Lâm Thiên, nhưng tất cả, Lục Lâm Thiên vẫn dụng tâm nhớ kỹ trong lòng. Lâm Thiên, còn có hơn 10 ngày nữa là tỉ thí danh ngạch Vân Dương Tông, để cứ chọn vũ kỹ đi, trong gia tộc khác nghe nói có mấy thế hệ thiên phú không tầm thường, để cũng phải cẩn thận một ít. Lục Vô Song nói ra, tuyển vũ kỹ gì? Lục Lâm Thiên trong lúc nhất thời cũng do dự, không biết chọn cái gì cho tốt. Vô Song tỷ, có vũ kỹ phong hệ hay không? Lục Lâm Thiên hỏi, vừa rồi nhìn thấy giới thiệu kỹ càng về vũ giả, vũ kỹ phong hệ chiếm không ít tiện nghi về tốc độ. Không có. Lục Vô Song khẽ lắc đầu, nói. Vũ giả phong hệ vốn đã ít, vũ kỹ cũng rất ít, trong lục gia cũng không có vũ kỹ phong hệ. Không có vũ kỹ phong hệ. Lục Lâm Thiên cảm thấy thất vọng, nếu mình có vũ kỹ phong hệ, trong lúc kích chiến chiếm được không ít tiện nghi và ưu thế. Nộ diễm quyền. Lục Lâm Thiên cầm một cái ngọc giản lên, trên ngọc giản có giới thiệu kỹ càng, vũ kỹ tinh cấp nộ diễm quyền, cùng cấp độ với khai sơn trưởng của hắn, cũng rất thích hợp với tu luyện hiện tại. Lục Lâm Thiên cũng nhìn thấy không ít vũ kỹ thủy hệ và mộc hệ, nhưng mà hắn trong lục gia bạo lộ chỉ là hỏa hệ, phong hệ, thổ hệ ba hệ mà thôi, nếu tu luyện mộc hệ và thủy hệ thì không được. Sau khi do dự, Lục Lâm Thiên cũng có ý định tu luyện nộ diễm quyền, trước mắt mà nói. Tu luyện nộ diễm quyền đối với chính mình cũng không có bất kỳ chỗ nào không tốt, về phần vũ kỹ tốt hơn, về sau nghĩ biện pháp tìm trên người nam thúc nhất định là có. Vô Song tỷ, chúng ta đi thôi. Cầm lấy nộ diễm quyền, Lục Lâm Thiên nhìn Lục Vô Song nói ra, về phần những tâm đắc tiền bối lưu lại trong tàng vũ các, Lục Lâm Thiên không có quá nhiều hứng thú, ở phương diện nào đó, nam thúc hẳn còn vượt qua bọn họ một ít, chính mình có nam thúc dạy bảo là đầy đủ. Cần gì phải xem nhiều, tạp mà không tinh, cũng không phải là chuyện tốt. Đi thôi, về sau đệ tùy thời có thể đi tàng vũ các, nhưng mà nếu đệ tiến vào Vân Dương Tông, vạn vũ lâu của Vân Dương Tông còn tốt hơn lục gia này rất nhiều. Lục Vô Song nói ra. Cầm nộ diễm quyền rời khỏi tàng vũ các, hai người trực tiếp đi về đình viện, còn hơn 10 ngày nữa là tỉ thí trên trấn Thanh Vân, nam thúc bảo hắn đi tới Vân Dương Tông, Lục Lâm Thiên cũng là không dám khinh thường. Vân Dương Tông này mình phải đi mới được. Vô Song tỷ, lần tỉ thí lấy danh ngạch Vân Dương Tông này, thực lực người gia tộc khác thế nào? Trên đường đi, Lục Lâm Thiên nhìn Lục Vô Song hỏi. Xuất hiện linh giả. Trong lòng Lục Lâm Thiên cũng kinh ngạc, xem ra Tần gia vẫn ẩn tàng, đến thời điểm này mới tuyên bố có linh giả. Trấn Thanh Vân lần này vô cùng náo nhiệt, có mấy người tư chất rất tốt. Nghe nói trong Vân Dương Tông sẽ có một trưởng lão tự mình tới đây lựa chọn đệ tử, dĩ vãng cũng chỉ có một chấp sự mà thôi. Lục Vô Song cười nói. Xem ra tranh đoạt lần này rất kịch liệt a. Lục Lâm Thiên nghĩ thầm trong lòng, mình nhất định phải nhanh luyện thành nộ diễm quyền một chút mới được, bằng không muốn vào top 5, độ khó quá lớn. Trở lại trong phòng, Lục Lâm Thiên nói với mẫu thân La Lan Thị một tiếng, liền bàn giao với Lục Tiểu Bạch không cho bất cứ ai quấy rầy gian phòng của mình. Đồng thời giao cho Lục Tiểu Bạch hai viên quán đính đan, bảo hắn tu luyện cho tốt. Sau khi sẵn sàng, Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi trong phòng, trong tay đánh thủ ấn, kết xuất một đạo thủ ấn kẹp lấy ngọc giản vũ kỹ nộ diễm quyền, đôi mắt chậm rãi nhắm lại, hắn vận dụng lực lượng linh hồn, một đạo linh hồn lực rót vào ngọc giản. Khống chế chân khí và linh khí, Lục Lâm Thiên đã đạt tới tình trạng tùy tâm, nhưng mà linh hồn lực là do linh lực và linh khí sinh ra. Lục Lâm Thiên cũng rất ít đỡ upsilon.ng chạm tới, không thể nào quen thuộc, nam thúc đã từng dặn dò liên tục, linh hồn lực vô cùng trọng yếu. Khi hô hấp Lục Lâm Thiên vững vàng, tất cả trong phòng bình thường trở lại, thời điểm này trên ngọc giản nộ diễm quyền có một đạo hào quang rót vào mi tâm Lục Lâm Thiên.
Một tin tức về nộ diễm quyền hiện ra trong đầu của Lục Lâm Thiên nhanh chóng nhớ kỹ tất cả. Sau khi yên tĩnh một thời gian dài, Lục Lâm Thiên đang ngồi mở mắt ra, tay hắn đánh thủ ấn, tay phải biến hóa nắm thành nắm đấm, chân khí trong người run run, lập tức quỷ dị hóa thành màu đỏ nhạt, nhiệt độ trong phòng trở nên nóng bỏng không ít. Xuy xuy, trên nắm tay Lục Lâm Thiên lập tức có chân khí quay quanh, một đạo hỏa diễm nhàn nhạt tràn ra, đây không phải linh lực ngưng tụ ra hỏa diễm, mà là chân khí thông qua hỏa thuộc tính phát ra ngoài. Ngay vào lúc ngọn lửa này xuất hiện, nắm tay Lục Lâm Thiên biến mất không thấy gì nữa. Tiếp tục, Lục Lâm Thiên tiếp tục biến hóa thủ ấn, bắt đầu tu luyện nộ diễm quyền này, lần lượt thất bại cũng là bình thường, vũ kỹ cũng không phải là đồ dễ luyện. Thời gian chậm rãi trôi qua, 3 ngày sau đó Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi trong phòng, thủ ấn biến hóa, chân khí trong cơ thể run run, quanh người có hào quang màu đỏ nhạt biến hóa. Khi Lục Lâm Thiên khống chế, một đạo chân khí xuyên qua một đường kinh mạch đặc biệt, cuối cùng ngưng tụ vào nắm tay phải, lập tức có hỏa diễm phun trào. Phanh! Nắm đấm đánh thẳng về phía trước, trên nắm đấu mang theo hỏa diễm và khí kình mạnh mẽ nện vào vách tường. Trên vách tường nhanh chóng sinh ra tiếng nổ mạnh, vách tường dày đặc đã bị đánh ra một cái lỗ thủng, dọc theo lỗ thủng là không ít vết rạn nứt giống như mạn nhện. Công tử, ngươi làm sao thế? Cũng không qua bao lâu, bên ngoài gian phòng Lục Tiểu Bạch đã sốt ruột chạy tới hô to, tiếng nổ vừa rồi đã hủy gian phòng, người trong cả đình viện đều nghe thấy. Không có việc gì, ta đang tu luyện vũ kỹ. Lục Lâm Thiên hít sâu một hơi, khá tốt một quyền của mình vẫn chưa thành công, nếu không cả đình viện sẽ sụp xuống chôn cả hắn vào. Thật là kinh thiên động địa. Lục Tiểu Bạch nói thầm một tiếng rồi đi, nhìn qua đám người hầu khác, nói. Không có việc gì, đều lui ra đi, là công tử đang tu luyện vũ kỹ. Phải tìm nơi an toàn để tu luyện thôi, tu luyện ở đây thật bất tiện. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ. Gian phòng kia cũng không có kiên cố như gian mật thất Nam Thúc kiến tạo. Trước nghỉ ngơi một chú, nộ diễm quyền này cuối cùng vẫn có chút thành tựu. Lục Lâm Thiên nói nhỏ, 3 ngày tu luyện nộ diễm quyền, hắn miễn cưỡng cũng có chút thành tựu, nghỉ ngơi một chút lại luyện thêm. Xuy! Trên cánh tay có âm thanh nhúc nhích, Tiểu Long chậm rãi bò ra khỏi ống tay áo Lục Lâm Thiên tới lòng bàn tay. Đánh thức ngươi sao? Lục Lâm Thiên ôm lấy Tiểu Long đưa tới người người. Thần sắc lập tức kinh ngạc, trên người Tiểu Long có một tầng lân phiến mỏng, trên người vốn có màu vàng nhạt trở nên sáng hơn trước. Thân hình dài ra, Tiểu Long vốn dài 12 cm, lúc này đã dài tới 15 cm, đôi mắt đen hơn trước kia, nó đang nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên. Ngươi lại đói. Lục Lâm Thiên có thể cảm giác được cảm thụ trong nội tâm Tiểu Long dường như còn muốn ăn thêm quán đính đan. Được rồi, cho ngươi thêm một viên, về sau cũng không có. Lục Lâm Thiên nghĩ tới còn chưa có chuẩn bị cho Tiểu Long ăn, dường như cảm giác Tiểu Long ăn quán đính đan vào đạt được không ít chỗ tốt, bắt đầu từ móc một viên quán đính đan trong chữ vật giới chỉ ra. Vèo! Nhìn thấy quán đính đan, ngửi mùi thuốc mê người, Tiểu Long há mồm nhanh chóng ăn quán đính đan, thỏa mãn rũi rũi lưỡi. Tiểu Long lại bò vào trong tay áo Lục Lâm Thiên, quấn lên cánh tay Lục Lâm Thiên. Vì sao lại mất ra, chẳng lẽ là đột phá sao? Tiểu Long lưu lại một tầng da hơi mỏng trong lòng bàn tay Lục Lâm Thiên, dường như mới chóc ra, phía trên còn có một vết máu nhàn nhạt dính vào. Lục Lâm Thiên cầm lấy làn da này, mới phát hiện lần da hơi mỏng nhưng vô cùng kiên cố, chính mình ra sức cũng không xé rách được. Lục Lâm Thiên đặt làn da này vào trong chữ vật giới chỉ, vật trên người Tiểu Long không phải là thứ tầm thường. Đặt làn da này vào trong chữ vật giới chỉ, Lục Lâm Thiên trong lúc vô tình cảm giác được vũ khí thần bí mà Nam Thúc giao cho mình. Hắn đã thử rất nhiều biện pháp mở nhưng vẫn không cách nào mở ra được. Lục Lâm Thiên lúc này lại cầm ngọc giản này vào trong tay, cẩn thận cầm ngọc giản màu xanh có phong cách cổ xưa này, rất là cũ kỹ, biên giới ngọc giản thậm chí còn có không ít dấu bùn đất, cũng không biết ngọc giản này là Nam Thúc đào ra từ nơi nào. Nếu không phải tin tưởng Nam Thúc, Lục Lâm Thiên thậm chí hoài nghi ngọc giản này là do Nam Thúc trộm mộ mà có. Lục Lâm Thiên lại dùng linh hồn lực mở ngọc giản. Cho dù đã sớm thử qua rồi, linh hồn lực rót vào, Lục Lâm Thiên phát hiện còn không dùng được gì, ngọc giản này căn bản không mở ra được, Nam Thúc cũng đã nói vũ kỹ này Nam Thúc cũng không mở ra được, Lục Lâm Thiên cảm thấy rất bất đắc dĩ. Cầm ngọc giản trong tay vuốt vuốt vài cái,
nhưng Lục Lâm Thiên không biết trong tay của mình dính máu nhiễm trên lân giáp của Tiểu Long vô tình chạm vào trong ngọc giản. Vết máu này dính vào ngọc giản, lập tức chỉ thấy trên ngọc giản có hào quang sáng ngời bắn ra ngoài. Xảy ra chuyện gì? Lục Lâm Thiên nhìn qua ngọc giản biến hóa, hắn sinh ra nghi ngờ, lập tức cho linh hồn lực tiến vào trong ngọc y an. Trên ngọc giản màu xanh phong cách cổ xưa này, lúc này tỏa ra hào quang chói mắt rót vào mi tâm Lục Lâm Thiên, lập tức hóa thành tin tức khổng lồ rót vào óc Lục Lâm Thiên. Cả gian phòng này bị một đạo hào quang sáng ngời bao phủ, trong hào quang này mơ hồ có một hình ảnh hình thú đang gào thét, nhìn qua vô cùng thần kỳ, qua một lát hào quang mới thu liếm, trong phòng cũng khôi phục bình thường. Lục Lâm Thiên mở hai mắt ra, trong mắt mang theo kinh ngạc, tin tức trong ngọc giản màu xanh này truyền tới làm hắn vô cùng ngạc nhiên. Thì ra đây là tứ thần quyết. Lục Lâm Thiên lẩm bẩm nói, từ tin tức trong đầu hắn biết vũ khí này gọi là tứ thần quyết, là một bộ vũ khí vô cùng thâm ảo, mà chính mình lấy được ngọc giản màu xanh chỉ là một phần không trọn vẹn của vũ khí, chỉ có một phần tư, gọi là chu tước quyết. Tứ thần quyết tổng cộng có bốn quyết, theo thứ tự là thanh long quyết, bạch hổ quyết, huyền vũ quyết còn có chu tước quyết. Nếu hội tụ tứ thần quyết vào người thì đó là vũ khí thiên cấp. Không nghĩ tới có thể so sánh với vũ khí thiên cấp. Lục Lâm Thiên kích động run rẩy, đồ vật trên người Nam Thúc đúng là bảo vật mà. Nhưng Lục Lâm Thiên lập tức buồn khổ, từ tin tức trong ngọc giản màu xanh hắn biết được, một mình chu tước quyết cũng chỉ so sánh được với vũ khí hoàng cấp mà thôi, chỉ có thu được toàn bộ tứ thần quyết thì nó mới có thể so sánh với vũ khí thiên cấp, mà ba bí quyết khác hắn đi nơi nào tìm đây. Có lẽ đời này không tìm thấy cũng là bình thường. Bất kể như thế nào, đây cũng là thứ sánh ngang vũ khí hoàng cấp, còn mạnh hơn vũ khí tinh cấp nhiều. Lục Lâm Thiên lập tức cười cười, chu tước quyết cũng không tệ, ít nhất là mạnh hơn nộ diễm quyền, khai sơn trưởng của hắn. Tu luyện chu tước quyết. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ, chu tước quyết này vô cùng bất phàm, nếu chính mình tu luyện chu tước quyết, hơn 10 ngày sau sẽ có nắm chắc lớn hơn, về sau mình cũng có chỗ dựa vào. Không có chút do dự, Lục Lâm Thiên bắt đầu tu luyện chu tước quyết, sau một lát thủ ấn biến hóa, hào quang sáng bóng bao phủ quanh người, chân khí trước mặt không ngừng bắn ra. Thời gian chậm rãi qua đi, thời điểm Vân Dương Tông thu đệ tử ở Trấn Thanh Vân càng ngày càng tới gần, trên Trấn Thanh Vân càng ngày càng náo nhiệt, trên đường tùy ý nhìn thấy người ta tấp nập, tử quán, thương khách đều đi tới đây, sinh ý vô cùng náo nhiệt. Còn có một dạng sinh ý khác vô cùng náo nhiệt. Trên đường không ít địa phương đều có đặt cược, tỉ thí tới gần, các đại gia tộc tại Trấn Thanh Vân cho các đệ tử đi báo danh, đại tiểu gia tộc trên Trấn Thanh Vân có tổng cộng 52 người. Khi tên của những người này lộ ra ánh sáng, đặt cược chính thức bắt đầu, trong đó có 4 người tỷ lệ đặt cược thấp nhất, đó chính là Lục gia Lục Lâm Thiên, Lục Thiếu Hổ, còn có Tần Thiên Hạo Tần gia, Dương Diệu Dương gia, tỷ lệ đặt cược 4 người này vào top 5 chỉ có 10 ăn 1. Tuy có tỷ lệ đặt cược nhưng căn bản không có nhà cái nào nguyện ý tiếp nhận đặt cược 4 người này. Lý do rất đơn giản, bởi vì chi tiết của 4 người này các nhà cái đã sở rõ ràng cả rồi, Lục Lâm Thiên, Lục Thiếu Hổ Lục gia, một vũ giả tam hệ, một vũ giả song hệ, Dương Diệu Dương gia cũng là vũ giả song hệ, Tần Thiên Hạo Tần gia thì lại là linh giả, 4 người này thiên phú đặt ở đó, cho dù không đọ sức, đoán chừng Vân Dương Tông cũng sẽ kéo 4 người này vào tông. Cho dù tỷ lệ đặt cược 4 người này thấp, người đặt cược lại không ít, dù sao 4 người này chính là ngôi sao chói mắt, trong đó dùng Tần Thiên Hạo, Lục Lâm Thiên hai người này nóng nhất. Hai người một linh giả, một chính là vũ giả tam hệ, thiên phú này một vạn không được một, so về Lục Thiếu Hổ, Dương Diệu còn mạnh hơn, tiến vào Vân Dương Tông trên cơ bản là không có chút vấn đề nào cả. Đương nhiên cũng có chút người cũng không tin, thiên phú rất tốt đi nữa. Cuối cùng phải được Vân Dương Tông tự mình kiểm tra mới có thể chắc chắn, các đại gia tộc nói cũng không dùng được, có người thậm chí lo lắng là các đại gia tộc ở sau lưng cố ý tung tin vịt, cố ý thả tin tức ra để vơ vét tiền. Trên Trấn Thanh Vân, một lần duy nhất xuất hiện nhiều thiên tài như thế cũng làm cho không ít người hoài nghi. Mà thời gian này Lục Lâm Thiên đang tu luyện chu tước quyết còn khó luyện hơn nộ diễm quyền rất nhiều, sau nhiều lần thất bại, Lục Lâm Thiên tổng kết kinh nghiệm. Hắn lại tiếp tục tu luyện. Cứ thế 10 ngày trôi qua, Lục Lâm Thiên vẫn không có luyện thành chu tước quyết, mà cách Vân Dương Tông tới Trấn Thanh Vân thu đồ đệ chỉ còn lại 3 ngày. Đúng là khó luyện a, dục tốc bất đạt. Lục Lâm Thiên cười khổ một tiếng, thu thập tâm tình quyết định nghỉ ngơi một chút, cho mình hít thở không khí, tuy chu tước quyết không có tu luyện thành công, nhưng mà hắn có được không ít tâm đắc,
có lẽ kỳ ngộ đến thì hắn sẽ tu luyện thành công. Ra khỏi cửa phòng, Lục Lâm Thiên lại đi thăm mẫu thân, miễn cho mẫu thân lo lắng cho mình, lập tức không thể không phân phó Lục Tiểu Bạch đi tu bổ vách tường của mình, nói không chừng ngày nào đó phòng này sụp xuống thì không tốt. Rồi do dự cả buổi, Lục Lâm Thiên vẫn quyết định đi tới Thiên Bảo Môn, hắn muốn bán đan dược trong người, kiếm thêm chút tiền tài. Tuy lo lắng có người âm thầm đối phó mình, nhưng nghĩ đến cũng không có khả năng có người không ăn không ngủ chờ mình ra khỏi Lục gia a, lại nói sau khi Hắc Y Nhân ám sát mình thất bại, đoán chừng Triệu Tuệ cũng có điều thu liễm. Lục Lâm Thiên tìm một cái cớ liền ra khỏi Lục gia, nếu như trực tiếp nói với mẫu thân là mình ra ngoài, tất nhiên là sẽ làm mẫu thân lo lắng. Trên đường đi Lục Lâm Thiên càng cẩn thận hơn, cảm giác Trấn Thanh Vân lúc này người ta tấp nập, hắn rất là kinh ngạc, trình độ náo nhiệt này không tầm thường. Trong Thiên Bảo Môn người ta ra vào hối hả, sinh ý vẫn nóng bỏng, người lựa chọn mua sắm trong này nhiều hơn không ít. Nhìn thấy tất cả, trong lòng Lục Lâm Thiên cũng có suy nghĩ, chính mình luyện đan dược cũng không chiếm nhiều lợi nhuận bằng Thiên Bảo Môn, giai cấp lao động vĩnh viễn không giàu bằng giai cấp tư sản. Chính mình tu luyện âm dương linh vũ quyết cần có tài lực hùng hậu trèo trống, xem ra chính mình có cơ hội cũng cần phải tìm đường ra mới được, thực lực một người cho dù mạnh hơn nữa cũng có hạn so với thế lực, mặc kệ ở nơi nào, không nên làm anh hùng đoản mạng. Lục thiếu gia, ngài đến A Hát, xin mời lên lầu 2. Người Thiên Bảo Môn đã sớm quen thuộc Lục Lâm Thiên, lúc này dẫn Lục Lâm Thiên lên lầu 2. Vẫn là gian phòng nhỏ lúc trước, sau khi Lục Lâm Thiên ngồi xuống không bao lâu, hai bóng dáng xinh đẹp đi tới, ngửi được hương thơm thoang thoảng, Lục Lâm Thiên không cần nhìn cũng biết là Độc Cô Băng Lan và nha hoàn Thúy Ngọc. Lâm Thiên, còn 3 ngày nữa chính là thời gian tỉ thí danh ngạch Vân Dương Tông, ngươi không hảo hảo chuẩn bị một phen, còn rảnh rỗi đi tới Thiên Bảo Môn, chẳng lẽ tự tin như thế sao? Độc Cô Băng Lan tươi cười hỏi thăm. Không có biện pháp, ta là người thiếu nợ thì cảm thấy toàn thân không thoải mái. Lục Lâm Thiên nói nhỏ một tiếng. Lập tức móc mấy bình đan dược đã chuẩn bị sẵn ra, bên trong chính là 100 viên quán đính đan. Tính toán một chút, ta còn thiếu nợ bao nhiêu? Không vội, Vũ chấp sự một hồi sẽ tới, Lục thiếu gia chờ một chút a. Độc Cô Băng Lan nói ra. Không có vấn đề, dù sao ta cũng không vội. Lục Lâm Thiên nói ra. Lục Lâm Thiên, lần này tiểu thư nhà ta cũng muốn tự mình tham gia tỉ thí Vân Dương Tông tại Trấn Thanh Vân này. Đến lúc đó Lục thiếu gia cần phải chiếu cố nhiều mới được. Nha hoàn Thúy Ngọc nói ra. Băng Lan tiểu thư cũng muốn tham gia tỉ thí Vân Dương Tông. Lục Lâm Thiên nhìn qua Độc Cô Băng Lan, thật khiến người ngoài ý. Lục Lâm Thiên nhớ rõ Nam Thúc đã từng nói qua, thế lực đằng sau Thiên Bảo Môn không nhỏ, Độc Cô Băng Lan còn muốn đi Vân Dương Tông làm cái gì? Đúng vậy, ta cũng muốn đi học hỏi một phen, đến lúc đó có thể cùng ngươi tiến vào Vân Dương Tông cũng không tệ. Chẳng lẽ ngươi không chào đón sao? Độc Cô Băng Lan cười lúm đồng tiền nở rộ, nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên. Tiểu thư, Lục thiếu gia, ta đến. Đúng lúc này Vũ chấp sự đi vào gian phòng nhỏ. Vũ chấp sự mau giúp ta tính toán một chút a, ta còn thiếu nợ bao nhiêu tiền? Lục Lâm Thiên cầm 100 viên quán đính đan giao cho Vũ chấp sự, lập tức hỏi. Vũ chấp sự tiếp nhận quán đính đan, lập tức nói ra. Trừ tiền mua tài liệu ra, Lục thiếu gia vốn mua sắm Thanh Nguyệt kiếm là 8600 kim tệ, nhưng Lục thiếu gia chính là khách quý Thiên Bảo Môn chúng ta, mua sắm bất cứ vật phẩm gì đều có thể được tính 80% giá, cũng chính là chỉ cần 6880 kim tệ. Lục Lâm Thiên lấy ra tổng cộng 166 viên quán đính đan, một viên đề khí đan, còn có một viên tăng nguyên đan, khấu trừ thành phẩm hiện tại Thiên Bảo Môn còn cần đưa cho Lục thiếu gia 300 kim tệ. Nói như vậy hiện tại ta không còn thiếu nợ. Lục Lâm Thiên mỉm cười, lập tức cảm giác toàn thân nhẹ nhõm, khó trách trước kia người khác đều nói không nợ toàn thân nhẹ nhàng, đúng là nói đúng. Lục thiếu gia, đây là 300 kim tệ của ngươi. Vũ chấp sự móc một ngọc tinh tạp đưa cho Lục Lâm Thiên, lập tức hỏi. Lục thiếu gia, có thể thương lượng với ngươi một chuyện hay không? Lục Lâm Thiên tiếp nhận ngọc tinh tạp, nói. Vũ chấp sự mời nói. Lần trước Lục thiếu gia lấy tăng nguyên đan ra, không biết có còn hay không, nghe nói Thiên Bảo Môn có bán tăng nguyên đan, trên thị trấn có không ít gia tộc đặt trước với Thiên Bảo Môn chúng ta, người bình thường, ta dễ cự tuyệt, nhưng mà có 3 khách quen không thể cự tuyệt, không cần nhiều, chỉ cần 3 khỏa tăng nguyên đan là tốt rồi, không biết Lục Lâm Thiên trên người có hay không, phương diện giá tiền, ta
ta ra 450 kim tệ một viên, về sau Lục thiếu gia bán cho Thiên Bảo môn cũng sẽ là cái giá này. Cái này, Lục Lâm Thiên hơi do dự một chút, tự luyện chế 10 viên tăng nguyên đan, phục dụng một viên vẫn còn 9 viên, đều là dự bị cho mình, nhưng bây giờ Thiên Bảo môn hỏi mình mua, hắn không dễ cự tuyệt. Cái này không có vấn đề. Lục Lâm Thiên lập tức nói ra, móc 3 viên tăng nguyên đan ra, Thiên Bảo môn xem như rất tốt với mình, chính mình cũng không lỗ cái gì, ngược lại không nghĩ tới tự luyện tăng nguyên đan lại được hoan nghênh như vậy. Đa tạ Lục thiếu gia. Vũ chấp sự tiếp nhận tăng nguyên đan, lập tức giao cho Lục Lâm Thiên 1.350 kim tệ, đây cũng không phải con số nhỏ. Lục Lâm Thiên phát hiện đan dược là món lợi kếch xù, thành phẩm tăng nguyên đan chưa tới 80 kim tệ, nhưng lúc này lại bán ra 450 kim tệ, loại món lợi kếch xù này quả nhiên là dọa người. Về sau có cơ hội, chính mình sẽ tự bán đan dược. Lục Lâm Thiên nghĩ thầm trong lòng. Lâm Thiên, chúng ta 3 ngày sau gặp lại. Đến lúc đó cần phải chiếu cố nhiều một chút ha. Độc Cô Băng Lan nói ra. Ta xem thực lực Băng Lan tiểu thư đã đủ tiến vào Vân Dương Tông A. Lục Lâm Thiên nhẹ nhàng cười nói, thực lực Độc Cô Băng Lan này mình không cách nào nhìn thấu, nhưng tuyệt đối không phải là kẻ yếu. Lục Lâm Thiên cảm giác Độc Cô Băng Lan tiến vào top 5 không có vấn đề. Rời khỏi Thiên Bảo Môn, Lục Lâm Thiên một thân nhẹ nhõm, hắn đã trả hết nợ, một đường đi về Lục gia. Lục Lâm Thiên cũng không quen chú ý chung quanh, miễn bị đánh lén. Mau đặt đi, 3 ngày sau công bố, mua lớn bồi lớn, mọi người mau đặt đi. Lục Lâm Thiên Lục gia, 15 bồi 1, Tần Thiên Hạo Tần gia 15 bồi 1, Vương Quang Vương gia 1 bồi 8, mau tới đặt đi. Một tiếng thét to khiến Lục Lâm Thiên chú ý, bên tay phải có một cửa hàng đang có hơn 10 người cúi xem, nghe được còn có tên của mình, Lục Lâm Thiên cũng hiếu kỳ đi vào cửa hàng. Vị thiếu gia này, tới đặt cược sao, tùy tiện nhìn xem, chúng ta nơi này có giới thiệu kỹ càng về người tham gia thi đấu của các đại gia tộc, tùy tiện xem, mua nhiều bồi nhiều. Một đại hán vũ đầu nhị trọng nhìn thấy quần áo Lục Lâm Thiên tinh tế, lập tức mở miệng giới thiệu. Lục Lâm Thiên nhìn vào trong cửa hàng này, vách tường bốn phía có không ít tư liệu, đầu tiên chính diện viết Tần Thiên Hạo Tần gia, niên kỷ 18 tuổi, linh sĩ tứ trọng, tiến vào top 5, 15 bồi 1. Lục Lâm Thiên Lục gia, niên kỷ 16 tuổi, vũ sĩ tam trọng, vũ giả tam hệ, phong hệ, hỏa hệ, thổ hệ, tiến vào top 5, 15 bồi 1. Dương Diệu Dương gia, niên kỷ 17 tuổi, vũ sĩ tam trọng, vũ giả song hệ, hỏa hệ, thủy hệ, tiến vào top 5, 10 bồi 1. Lục gia Lục Thiếu Hổ, niên kỷ. Trên vách tường còn có thêm tư liệu của những người khác, cũng không biết những người này lấy tư liệu từ đâu, Lục Lâm Thiên thầm nghĩ. Đúng là chuột có đường chuột, rắn có đường rắn, mình ở đây tìm được không ít tư liệu, xem ra đối thủ cạnh tranh của mình không ít. Độc Cô Băng Lan, niên kỷ 18, thực lực không biết, thuộc tính không biết, 1 bồi 10. Mà tài liệu cuối cùng, Lục Lâm Thiên nhìn thấy tư liệu Độc Cô Băng Lan, tư liệu cũng không tỉ mỉ, cũng đại biểu cho những người này không cách nào tra tư liệu của Độc Cô Băng Lan. 1 bồi 10. Lục Lâm Thiên mỉm cười, người khác không biết Độc Cô Băng Lan. Nhưng mà mình biết rõ, đây không phải là đưa tiền cho mình sao, Độc Cô Băng Lan muốn đi vào top 5, tuyệt đối không có vấn đề. Độc Cô Băng Lan tiến vào top 5, mua 1.500 kim tệ. Lục Lâm Thiên tới quần trên cửa hàng, móc ngọc tinh tạp ra. Mua 1.500 kim tệ. Chung quanh lập tức có không ít người kinh ngạc nhìn qua Lục Lâm Thiên, đặt cược này đúng là lớn rồi, trong những năm qua có ít người thua táng ra bại sản cũng không ít. Nhưng mà mua 1.000 kim tệ trở lên lại rất ít, cũng xem như tiến vào hàng ngũ đánh bạc lớn, người bình thường làm gì có nhiều kim tệ như thế. Không có vấn đề, đây là bằng chứng, thiếu gia cầm đi. Trung niên mập mạp nhìn Lục Lâm Thiên nói, rồi cho Lục Lâm Thiên một tờ bằng chứng, lập tức lấy ra một dương ngọc, thu ngọc tinh tạp của Lục Lâm Thiên ném vào bên trong. Một bồi 10, 3 ngày sau chính là 1.500.000 kim tệ a. Lục Lâm Thiên mỉm cười. Lập tức rời khỏi cửa hàng, trong nội tâm không có quá nhiều lo lắng, dùng thực lực Thiên Bảo Môn, Độc Cô Băng Lan không có thực lực tiến vào top 5 hắn không tin. Một đường trở lại Lục gia cũng không có gặp phải nguy hiểm gì, mà Lục Lâm Thiên lần này cũng trực tiếp đi vào từ cửa chính. Bái kiến Lâm Thiên thiếu gia. Hai đại hán ở cửa nhìn thấy là Lục Lâm Thiên, lập tức bối rối hành lễ, khẩn trương run rẩy lên. Hừ. Lục Lâm Thiên hừ nhẹ một tiếng.
Hai đại hán này chính là cẩu nô tài lúc trước mình xuyên Việt vào Lục gia không cho mình qua cửa. Tuy Lục Lâm Thiên trong lòng không có ý so đo với những người hầu này, nhưng trong nội tâm vẫn mang theo tức giận. Lục Lâm Thiên cũng không có làm khó hai tên cẩu nô tài này, lập tức trở lại trong đình viện, mẫu thân đã chuẩn bị cơm tối chờ hắn, chuyện này làm cho Lục Lâm Thiên lập tức cảm giác ấm áp, sau khi ăn xong lại trò chuyện với mẫu thân mới quay về gian phòng của mình. Tốc độ làm việc của Lục Tiểu Bạch cũng không chậm, bức tường bị thủng đã sửa xong, trở lại gian phòng, Lục Lâm Thiên lại móc ra một viên tăng nguyên đan ăn vào, lần trước luyện hóa một tăng nguyên đan đột phá đến vũ sĩ tứ trọng, hiện tại cũng hoàn toàn tiêu hao hết. Có thể lần nữa luyện hóa, thực lực càng cao thì càng có cơ hội tiến vào top 5. Đan dược vào miệng lập tức hóa thành năng lượng phân tán khắp toàn thân, Lục Lâm Thiên ngựa quen đường cũ vận chuyển âm dương linh vũ quyết, bắt đầu luyện hóa năng lượng này chuyển hóa thành chân khí, sau một lát hào quang sáng ngời quanh quẩn bên thân thể bao phủ trong ánh sáng. Sáng sớm hôm sau, hào quang quanh người Lục Lâm Thiên đã thu liếm, hắn phun ra một ngụm chọc khí, mở hai mắt ra, nói nhỏ. Quả là thế, một viên tăng nguyên đan cũng không giúp ta đột phá lên vũ sĩ ngũ trọng, càng về sau năng lượng cần đột phá càng nhiều. Đi ra khỏi cửa phòng, ăn xong bữa sáng, Lục Vô Song cùng Lục Mị hai nữ đang ở trong đình viện. Lâm Thiên, còn có hai ngày nữa là thời gian đọ sức, chuẩn bị thế nào rồi? Lục Vô Song nhìn Lục Lâm Thiên hỏi. Không có gì cần chuẩn bị, đến lúc đó lại nhìn a, thích ứng trong mọi tình cảnh. Lục Lâm Thiên nói nhỏ. Đệ đúng là nhẹ nhõm, không bằng đệ hôm nay tập luyện với ta đi. Lục Vô Song cười nói. Lục Lâm Thiên nói. Như thế vừa vặn, vậy phải vất vả Vô Song tỷ. Có người luyện tập, Lục Lâm Thiên tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nộ diễm quyền của mình cần phải thuần thục và kiểm tra một chút mới được, miễn cho đến lúc đó khi đọ sức với đối thủ lại ăn thiệt thòi. Lục gia diễn vũ trường, Lục Lâm Thiên, Lục Vô Song, Lục Mị, Lục Tiểu Bạch bốn người xuất hiện. Muốn luyện tay, Lục gia diễn vũ trường mới là nơi thích hợp nhất. Lâm Thiên ca phải cẩn thận một chút, thực lực Vô Song tỷ rất mạnh đấy. Lục Mị cười nói, nhìn qua Lục Lâm Thiên, nàng vẫn dính bên người Lục Lâm Thiên. Lâm Thiên, đệ dùng toàn lực đi, không cần cố kỵ, như vậy mới có thể phát huy trạng thái thực lực của đệ lên mức tốt nhất. Lục Vô Song nói ra, Vô Song tỷ, đệ sẽ không khách khí. Lục Lâm Thiên nói nhỏ một tiếng. Thực lực Lục Vô Song đã đạt tới cấp phú sư, chính mình dùng toàn lực chỉ sợ cũng không phải là đối thủ, cho nên cũng không cần cố kỵ cái gì. Chân khí run run, thân ảnh Lục Lâm Thiên lướt tới, trường ảnh trong tay mang theo tiếng xé gió ầm ầm, không khí chung quanh bị xé rách. Thân sắc Lục Vô Song biến hóa, thân hình mềm mại uốn éo, cổ ngọc trắng nõn hơi nghiêng, nhưng lại không thể tưởng tượng nổi tránh né một trường của Lục Lâm Thiên, có thể cảm nhận được trường phong chỉ lướt qua chóp mũi của nàng mà thôi. Cũng vào lúc này, thủ ấn trong tay Lục Vô Song ngưng kết lại, bước chân rất nhẹ nhàng, bàn tay ngọc mang theo chân khí dày đặc, quanh người có chân khí màu xanh bao phủ, 10 ngón tay mang theo khí kình bén nhọn tấn công Lục Lâm Thiên. Thật mạnh! Lục Lâm Thiên không có chút do dự, thân hình lập tức lùi lại thật nhanh, chân khí tuôn ra ngoài, tốc độ của hắn càng nhanh hơn vài phần, cảm giác thực lực Lục Vô Song mạnh hơn mình, nếu ngạnh kháng mình chỉ ăn thiệt thòi mà thôi. Tốc độ nhanh! Nhưng mà phải dự phòng đối thủ có chuẩn bị, có thể tính toán phương hướng đối thủ khi lách mình. Giọng của Lục Vô Song truyền vào trong tai Lục Lâm Thiên, đồng thời bóng dáng uyển chuyển xinh đẹp lướt tới trước mặt Lục Lâm Thiên, dường như đã tính ra phương hướng tránh né của Lục Lâm Thiên. Lục Vô Song vô cùng xảo diệu xuất hiện trước người Lục Lâm Thiên, mũi chân điểm một cái, thả người bay lên, một cước đá vào Lục Lâm Thiên. Phản ứng của Lục Vô Song làm cho ánh mắt Lục Lâm Thiên đầy kinh ngạc. Xem ra kinh nghiệm giao thủ của Lục Vô Song còn mạnh hơn mình không ít, thân hình đột nhiên trầm xuống, tay của hắn hơi xoay tròn, trong tay xuất hiện một đám hỏa diễm. Nộ diễm quyền. Lục Lâm Thiên ngưng tụ một quyền đánh vào mũi chân của Lục Vô Song, lập tức quyền cước va chạm với nhau. Phanh. Khí kình hung mãnh va chạm với nhau, kình lực bắn ra từ vị trí va chạm của hai người, trong lúc giao thủ, không gian như khuếch tán ra, hỏa diễm bắn ra tứ phía. Thân hình Lục Lâm Thiên lảo đảo lui ra sau mấy bước, trên nắm tay xuất hiện từng cơn đau đớn kịch liệt, Lục Vô Song dù không có dùng toàn lực nhưng cũng không phải mình có thể chống lại. Nộ diễm quyền mới tu luyện hơn 10 ngày đã đạt tới mức này, không tệ. Lục Vô Song dường như không xa lạ gì nộ diễm quyền, mới 10 ngày Lục Lâm Thiên có thể tu luyện nộ diễm quyền tới trạng thái như thế,
rõ ràng cho thấy đã vượt qua dự kiến của nàng. Thân hình Lục Lâm Thiên lảo đảo lui về phía sau, nhưng vừa ổn định thân hình thì thả người lao tới, chân khí hùng hồn trong người tuôn ra, chân khí bốc lên và điều động thanh linh khải giáp màu vàng nhạt xuất hiện bên ngoài thân thể. Đối với khải giáp màu vàng của Lục Lâm Thiên, Lục Vô Song đã nhìn thấy trong khi Lục Lâm Thiên đọ sức với Chu Hải Minh, nàng hơi kinh ngạc nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Khởi động thanh linh khải giáp, Lục Lâm Thiên lại lướt tới, chân phải đạp xuống đất, thân ảnh rất nhanh hiện lên, khai sơn trưởng bổ tới, mặt đất dưới chân phải xuất hiện khe nứt đầy vết nứt, mang theo kình phong bén nhọn, vũ kỹ thổ hệ vốn thiên về lực lượng. Đến tốt, Lục Vô Song khen một tiếng, thủ ấn biến hóa, cổ tay trắng duỗi ra, trên tay ngưng tụ một trưởng ấn, trên trưởng ấn xuất hiện một cây xương rồng, xuất hiện không ít gai nhọn hoắt. Phanh, dường như Lục Vô Song cũng quyết định ngạnh kháng Lục Lâm Thiên, hai đạo trưởng ấn giao thoa với nhau, lực lượng quét ngang, không khí dao động, kình phong bắn ra bốn phía. Sắc mặt Lục Lâm Thiên biến đổi liên tục, bàn tay của hắn đau đớn kịch liệt, giống như bị kim đâm vào người, không ngờ Lục Vô Song vẫn còn thủ đoạn như thế. Thế nào, có đau không? Lục Vô Song mỉm cười nói ra. Ta là vũ giả mộc hệ, có chút thủ đoạn cũng không kỳ quái, để về sau nếu đợi upsilon.ng phải vũ giả mộc hệ phải cẩn thận đấy. Lại đến, Lục Lâm Thiên nói, xem ra bản thân mình cần phải học thêm không ít, chân khí run run, thân ảnh của hắn tiếp tục lao về phía Lục Vô Song. Đến đây đi, cứ dùng toàn lực. Lục Vô Song nói xong, thân ảnh của nàng nhanh như thiểm điện liền biến mất, tốc độ còn nhanh hơn Lục Lâm Thiên không ít. Lập tức Lục Vô Song xuất hiện trước mặt Lục Lâm Thiên, tay ngọc đánh tới, trên năm đầu ngón tay có kình phong màu xanh bắn ra ngoài, đánh thẳng về phía Lục Lâm Thiên. Khí kình màu xanh phá tan không khí, giống như xé rách không gian, năm âm thanh xé gió vang vọng. Nộ diễm quyền. Lục Lâm Thiên khẽ quát một tiếng, hóa trưởng thành quyền, trên quyền pháp mang theo hỏa diễm, nhiệt độ chung quanh quyền pháp cực cao, mang theo kình phong vô cùng nóng bỏng đánh thẳng vào khí kình màu xanh của Lục Vô Song. Bành! Tiếng nổ tung vang vọng, trên nắm đấm của Lục Lâm Thiên có hỏa diễm phát tán ra ngoài, thân hình lảo đảo lui ra sau. Mỗi một bước của hắn in hình dấu chân trên đá, trên MU bàn tay có năm đạo cương khí đánh vào, lập tức sưng đỏ lên. Mạnh thật! Lục Lâm Thiên nghĩ thầm, bản thân mình vốn không phải đối thủ của nàng, ngay cả tốc độ cũng không nhanh bằng Lục Vô Song. Ta vừa rồi mới dùng vũ kỹ tốc độ, phối hợp lực công kích nên uy lực tăng thêm nhiều, để hai ngày sau cũng phải chú ý điểm này, tuy bọn họ không có khả năng có vũ kỹ tốc độ, nhưng mà cũng phải phòng vạn nhất. Lục Vô Song thu tay lại, lúc này giải thích với Lục Lâm Thiên một phen. Ân. Lục Lâm Thiên khẽ gật đầu, tiếp tục thả người lao tới. Lại đến. Hai người Lục Mị cùng Lục Tiểu Bạch nhìn qua Lục Lâm Thiên cùng Lục Vô Song luận bàn với nhau, nhưng mà cũng chỉ nhìn ra một phần, với thực lực Lục Mị vẫn còn xa mới đủ, tuy thiên phú của nàng thật tốt, nhưng thực lực dù sao cũng chỉ là vũ đồ mà thôi. Sau ba canh giờ, Lục Lâm Thiên thở hồng hộc. Rốt cục hắn tiêu hao không thể nào chịu nổi nữa, cũng học được không ít kinh nghiệm. Về phần Lục Vô Song thì vô cùng kinh ngạc, dựa theo đạo lý, cấp độ vũ sĩ không thể trèo chống lâu như thế, nhưng mà dường như chân khí trong người Lục Lâm Thiên sử dụng không hết, vẫn còn trèo chống tới khi nàng cảm thấy mệt mỏi. Lâm Thiên, được rồi, nghỉ ngơi đi, hai ngày sau chính là thời gian đọ sức, đệ không nên để thân thể quá mức mệt nhọc, phải nghỉ ngơi dưỡng thần chuẩn bị mới được. Lục Vô Song nói ra. Ân. Lục Lâm Thiên đáp nhẹ một tiếng, bây giờ hắn cũng không còn lực để tái chiến rồi. Nghỉ ngơi một lát, Lục Lâm Thiên trở lại trong đình viện, lập tức bắt đầu điều tức, khôi phục chân khí trong cơ thể của mình. Ngày hôm sau Lục Lâm Thiên lại tới diễn vũ trường luận bàn với Lục Vô Song ba canh giờ, nộ diễm quyền và khai sơn trưởng đạt tới tiến bộ thật lớn, đặc biệt là nộ diễm quyền cũng đã khống chế thành thục. Lâm Thiên, chuẩn bị thật tốt đi. Ngày mai chính là lúc đệ phải thể hiện mình rồi. Lục Vô Song hơi mệt mỏi nói ra. Ân. Lục Lâm Thiên nói nhỏ, ngày mai chính là ngày trọng yếu với mình. Ta nhận được tin tức, lần này Vân Dương Tông sẽ có một ngoại sự trưởng lão tới, còn đi cùng với chấp sự tới Trấn Thanh Vân, ta đang muốn đi hỏi thăm một chút, xem ra lần này Vân Dương Tông cũng rất xem trọng lần thi đấu này của Trấn Thanh Vân, có lẽ các đệ rất có cơ hội trở thành đệ tử thân truyền của Vân Dương Tông. Nhất định phải cố gắng, trong khi đọ sức phải tận lực biểu hiện, như vậy đệ muốn trở thành đệ tử thân truyền Vân Dương Tông có cơ hội lớn hơn rất nhiều.
Lục Vô Song nói ra. Đệ tử thân truyền và đệ tử khác có gì khác nhau sao? Lục Lâm Thiên hỏi. Khác nhau rất lớn, trong lúc nhất thời nói rất dài dòng, chờ đệ đến Vân Dương Tông thì đệ sẽ biết chỗ tốt thế nào. Lục Vô Song nói ra. Lục Lâm Thiên cũng không hỏi nhiều, Lục Vô Song nói như vậy, đệ tử thân truyền tự nhiên đạt được chỗ tốt lớn hơn đệ tử thường, danh ngạch đệ tử bình thường của Vân Dương Tông đã làm cho không ít người tranh nhau vỡ đầu, đệ tử thân truyền tất nhiên sẽ phải tốt hơn rất nhiều. Sau khi trở lại đình viện, Lục Lâm Thiên lại điều tức lần nữa, sau đó nói chuyện với mẫu thân một hồi, nhưng mà đối với việc thi đấu ngày mai cũng không có khẩn trương. Màn đêm buông xuống, sau khi cơm nước xong, Lục Lâm Thiên trở lại trong phòng bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, nghênh đón ngày mai sẽ tới, về phần những chuyện khác đã sớm có Lục gia an bài. Mà một đêm này, đối với không ít người trong trấn Thanh Vân này mà nói nhất định là một đêm khẩn trương, trong một đình viện yên tĩnh, trong phòng có ba đạo thân ảnh, một người trong đó nếu Lục Lâm Thiên có ở đây, hẳn là có thể nhận ra chính là Dương Mạn Dương gia từng tranh chấp với Lục Vô Song trong Thiên Bảo Môn. Hai người khác là một nam tử trung niên mặc áo dài, ánh mắt thâm thúy, quanh thân tỏa ra khí tức thâm trầm, vừa nhìn đã biết không phải kẻ yếu. Một người khác mặc cẩm phục, là mỹ nhân đường cong uyển chuyển mê người, tuổi chừng 16-17, khuôn mặt phình phình, hồng hồng giống như hoa đào vừa nở, khí tức thanh xuân tràn đầy, lông mi thon dài rủ xuống, ánh mắt to ngận nước, khóe miệng còn có hai má lúm đồng tiền, mái tóc đen dài thẳng như thác nước xõa lên vai. Diệu Nhi, ngày mai con phải cẩn thận chú ý một chút. Con che giấu nhiều năm như vậy, lần này nhất định phải tiến vào top 5, nếu có thể trở thành đệ tử thân truyền Vân Dương Tông thì càng tốt. Nam tử trung niên nói ra, trong ánh mắt nhìn qua nữ tử diễm lệ kia với thần thái kiêu ngạo. Nam tử trung niên không phải người khác, chính là một gia chủ Dương gia một trong năm đại gia tộc Trấn Thanh Vân, Dương Hướng Phong, tại Trấn Thanh Vân cũng là nhân vật dậm chân một cái cả Trấn Thanh Vân cũng run lên vài lần. Phụ thân, con biết rồi. Tiến vào top 5 không phải là vấn đề. Thiếu nữ xinh đẹp dịu dàng cười nói, bộ dáng mang theo 3 phần thanh thuần, 3 phần đáng yêu, 3 phần phong tình, 1 phần yêu mị. Mà nàng không phải là ai khác, chính là nhị tiểu thư nổi danh thiên tài của Dương gia Dương Diệu, vũ giả song hệ, 17 tuổi đạt tới vũ sĩ tam trọng, tăng thêm song hệ thuộc tính, không thể nghi ngờ là thiên tài khó gặp. Muội muội, người cũng không thể chủ quan. Lần này Lục gia chui ra hai huynh đệ Lục Lâm Thiên, Lục Thiếu Hổ kia, Tần gia lại có Tần Thiên Hạo, đúng là khó đối phó. Dương Mạn nói ra, tỷ, muội biết rõ, muội sẽ hết sức chú ý. Dương Diệu khẽ cười nói, trên trấn Thanh Vân, trong một căn phòng lớn đèn đuốc sáng trưng, trong phòng có mấy đạo thân ảnh, trong đó có Vương Lương. Quang Nhi, ngày mai con cần phải chú ý một chút, lúc này không nghĩ tới gia tộc khác cũng xuất hiện nhiều thiên tài vậy. Có người che giấu lâu như thế, ngày mai nhất định phải áp chế bọn chúng xuống. Một nam tử mặc áo bào vàng nói nhỏ. Phụ thân, ngày mai con sẽ dùng toàn lực, sẽ không để Vương gia mất mặt. Một thiếu niên có 3 phần tương tự Vương Lương nói ra, tuổi chừng 17-18, trong ánh mắt mang theo tự tin nhàn nhạt. Hừ, Lục gia, Tần gia đang đắc ý đấy, ngày mai nhị đệ ra tay, đoán chừng bọn chúng sẽ trợn mắt há hốc mồm. Vương Lương khẽ cười nói ra. Một đêm này đối với rất nhiều người trên trấn Thanh Vân mà nói là một đêm khẩn trương, tiên nắng ban mai vừa lên, trấn Thanh Vân không ngừng có người tiến tới quảng trường, hôm nay các đại gia tộc đọ sức cử hành ngay trên quảng trường của trấn, nếu đi trễ tới lúc đó sẽ không có chỗ mà ngồi. Thời điểm sắc trời vừa sáng, trên quảng trường cũng đã có người ta tấp nập, nhìn qua ít nhất có mấy vạn người, nam nữ già trẻ đều có, cũng có không ít người đang chạy tới. Hô! Lục Lâm Thiên phun ra một ngụm chọc khí, thu thủ ấn lại, mở hai mắt ra, trong ánh mắt bắn ra hào quang sáng ngời. Có thể tiến vào Vân Dương Tông hay không, phải xem ngày hôm nay. Cảm giác khí tức hùng hậu trong cơ thể, Lục Lâm Thiên nói nhỏ. Thời gian trôi qua từ từ, giữa không trung có ánh mặt trời chiếu xuống, bầu trời xanh thẳm không mây, ánh mặt trời ôn hòa ấm áp, ngẫu nhiên có gió nhẹ thổi qua mang theo xuân ý nồng đậm, ngày đông giá rét vừa qua. Đại địa như sống lại, hương thơm của cỏ cây không ngừng quanh quẩn các nơi. Chung quanh quảng trường người ra ra vào vào tấp nập, nhưng lại không gây tiếng động lớn nào, theo thời gian trôi qua, tất cả mọi người vẫn chờ mong lần đọ sức này, đặc biệt là những người đặt cược táng ra bại sản cũng đang khẩn trương chờ đợi kết quả. Ở trong đám người vây xem, nhìn kỹ thì rất dễ dàng nhìn thấy có vũ giả lẫn lộn trong đó,
ngay cả linh giả cũng có một ít. Giống như dân chúng bình thường, trong mắt của những vũ giả và linh giả này đều có chờ mong và hâm mộ, trở thành hai loại người này chính là nhân thượng nhân, cho dù là một vũ giả thực lực thấp cũng tốt hơn là người bình thường, thế giới này hoàn toàn là thực lực phi tôn. Hôm nay các cửa hàng trong trấn Thanh Vân sẽ không mở cửa, sáng sớm năm đại gia tộc trên trấn Thanh Vân, Tần gia, Lục gia, Dương gia, Vương gia, La gia đã xuất động không ít người để giữ gìn trật tự. Tràng diện hôm nay không nghi ngờ là lúc náo nhiệt nhất trấn Thanh Vân trong vài năm qua, rất nhiều người tới trấn Thanh Vân chỉ để thấy tràng diện 3 năm một lần này. Lâm Thiên, nhanh ăn điểm tâm, mẫu thân cố ý chuẩn bị thức ăn con thích nhất đấy. Lục Lâm Thiên ra khỏi phòng đã nhìn thấy mẫu thân La Lan Thị đang vội vàng làm bữa sáng. Cảm ơn mẫu thân. Lục Lâm Thiên nói ra, cảm giác hạnh phúc ấm áp tràn ngập nội tâm của hắn. Đây không thể nghi ngờ là thu hoạch lớn nhất khi hắn xuyên Việt tới thế giới này. Ngày hôm nay con phải cẩn thận, mẫu thân tin tưởng con có thể chiến thắng, con cũng như phụ thân của con, về sau đều trở thành cường giả. La Lan Thị nói. Lục Lâm Thiên không nói thêm gì, xem ra trong nội tâm mẫu thân vẫn yêu thương phụ thân A Hát, loại chuyện này mình là hậu bối, cũng không nói được gì. Công tử, hôm nay ngươi cần phải cố gắng lên, nếu ngươi không tiến vào top 5 thì ta xong đời. Lục Tiểu Bạch nói ra, ta không tiến vào top 5 thì liên quan gì tới ngươi? Lục Lâm Thiên nghi hoặc hỏi, ta nói với không ít người hầu trong nội viện, thực lực công tử tuyệt đối không có vấn đề, chúng ta hơn 200 người gom góp được 300 kim tệ đặt cược ngươi sẽ vào top 5, nếu ngươi không tiến vào thì ta xong đời rồi chứ sao? Lục Tiểu Bạch nói ra, ngươi đồ gà mờ. Lục Lâm Thiên chừng Lục Tiểu Bạch, 200 người hầu mua 300 kim tệ mình thắng. Đây chính là toàn bộ giá trị của 200 người, nhưng nếu ném 300 kim tệ mua độc cô băng lan thắng thì có thể thắng 3.000 kim tệ, mua chính mình căn bản không lời. Công tử, cái gì là đồ gà mờ? Lục Tiểu Bạch khó hiểu, trừng mắt nhỏ hỏi. Lục Lâm Thiên nói, đồ gà mờ là nói người anh minh thần vũ. Lục Tiểu Bạch lập tức xấu hổ cười cười, sờ sờ cái ót, nói. Ta không gà mờ bằng công tử mới thật sự là đồ gà mờ. Ngươi! Lục Lâm Thiên lập tức phun ra bữa sáng, mặt của hắn biến thành màu gan heo. Lâm Thiên, chuẩn bị cho tốt chưa, chúng ta nên xuất phát thôi. Hai bóng dáng xinh đẹp đi tới, ngửi được hai mùi hương thơm, Lục Lâm Thiên cũng biết người đang tới là hai mỹ nữ Lục Mị cùng Lục Vô Song. Hai mỹ nữ hôm nay đều ăn mặc rất tỉ mỉ, Lục Mị càng trở nên vô cùng hấp dẫn, dáng người như ẩn như hiện và đường cong lung linh, Lục Vô Song thì hiển lộ khí khái oai hùng. Dung nhan tuyệt sắc, khí chất cao quý, cho người ta cảm giác khó tiếp cận, chỉ có thể nhìn từ xa mà không dám khinh nhờn. Ân, cũng tới lúc rồi. Lục Lâm Thiên nói nhỏ, ợ một cái, hắn đã ăn no. Lâm Thiên ca, người cần phải cố gắng lên nha. Lục Mị đi tới bên người Lục Lâm Thiên, hương thơm nồng đậm làm cho cái mũi Lục Lâm Thiên thiếu chút nữa thì hắt xì. Lâm Thiên, đi thôi, mẫu thân chờ tin tốt của con. La Lan Thị nhìn Lục Lâm Thiên nói ra. Lục Lâm Thiên nói vài câu với mẫu thân, lập tức rời khỏi đình viện, người khác trong Lục gia lúc này đều chờ ở cửa Lục gia. Lục Lâm Thiên cùng Lục Vô Song, Lục Mị, Lục Tiểu Bạch ba người đến cửa Lục gia thì nhìn thấy hơn 10 người đang chờ ở cửa, nhìn qua có Triệu Tuệ, Lục Thiếu Hổ, còn có Đại Bá Lục Đông, Tứ Thúc Lục Tây. Còn có Nhị Cô Lục Nam, Chu Lập Hưng, Chu Hải Minh và mấy trưởng lão Lục gia ở đây. Còn lại đều là tộc nhân trong Lục gia. Hừ. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên, Lục Thiếu Hổ hừ lạnh một tiếng, mà Chu Hải Minh nhìn chằm chằm vào Lục Mị bên cạnh Lục Lâm Thiên, thần sắc âm trầm, từ trong ánh mắt mà nhìn, Chu Hải Minh dường như rất thích Lục Mị. Lâm Thiên, thả lỏng một chút, không cần quá khẩn trương. Lục Đông nói với Lục Lâm Thiên, nhìn ra được Lục gia lần này rất cao hứng vì có hai người Lục Lâm Thiên, Lục Thiếu Hổ. Bởi vì Lục gia lần này tiến vào top 5 không có vấn đề gì. Lục Lâm Thiên khẽ gật đầu, hắn vốn không có khẩn trương, tốt xấu mình cũng là người hai thế giới, chút bình tĩnh này hắn vẫn có, cho dù tiến hay không tiến vào cũng không có vấn đề gì. Mang theo cái này, Lục Đông móc hai ngọc bài ra, phía trên có sợi dây màu trắng đưa tới trong tay Lục Lâm Thiên, trên đó viết chính là tên và tuổi của Lục Lâm Thiên. Chúng ta đi thôi. Lục Tây nói ra. Người Lục gia chậm rãi đi ra ngoài, đi trên đường cái, trên đường đi không ít người nhìn Lục gia với ánh mắt kính sợ.
mà ở hai bên đường có không ít thiếu nữ dáng người thướt tha, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên cùng Lục Thiếu Hổ, thấp giọng nghị luận gì đó, mà ngẫu nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt mang theo thẹn thùng cùng sùng bái. Nhìn thấy những thiếu nữ này, Lục Mị lập tức ưỡn ngực ngẩng đầu, dựa vào người Lục Lâm Thiên đi tới, cơ hồ là dán lên người Lục Lâm Thiên, làm cho không ít thiếu nữ ở hai bên đường thất vọng, tư sắc của các nàng đúng là không thể vượt qua Lục Mị. Trên đường phố cũng có không ít nam nhân hâm mộ nhìn qua hai người Lục Lâm Thiên cùng Lục Thiếu Hổ. Lần này người tới nhiều hơn lúc trước a. Trên đường đi, Lục Đông nói. Đúng thế, trên trấn Thanh Vân lần này xuất hiện không ít thiên tài, cơ hồ tất cả thành trấn gần trấn Thanh Vân đều có người tới xem. Lục Tây nói ra. Không biết lần đọ sức này có hắc mã nào xuất hiện hay không, nếu có thì thú vị rồi. Một trưởng lão Lục gia nói. Đã có nhiều thiên tài như thế, hắc mã xuất hiện sợ rằng không có khả năng, nhưng mà không loại trừ khả năng này. Lục Đông nói. Khóe miệng Lục Lâm Thiên hơi mỉm cười, theo những gì mình biết, hắc mã này chính là Độc Cô Băng Lan A, tin tưởng đến lúc đó nhất định sẽ làm cho không ít người kinh ngạc. Sau một lát, Lục Lâm Thiên theo người Lục ra đi vào quảng trường, đến gần quảng trường nhìn thấy cửa vào quảng trường bị tắc nghẽn, Lục Lâm Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, trên thế giới này cũng giống kiếp trước. Ở đâu có náo nhiệt thì ở đó người rất đông. Chúng ta đi vào từ phía sau thôi. Lục Đông nói, thân là một trong năm đại gia tộc trấn Thanh Vân này, lại là gia tộc dự thi, vào sáng sớm đã lưu lại cửa phía sau. Bái kiến đại gia. Tới cửa phía sau sớm có đệ tử Lục gia đi ra chào đón. Mọi người xuyên qua cửa sau tới quảng trường, cửa sau này yên tĩnh hơn rất nhiều, nhưng nhìn thấy bên ngoài quảng trường người ra vào tấp nập. Nội tâm bình tĩnh của Lục Lâm Thiên cũng sinh ra gợn sóng, người tới thật sự quá nhiều, nhìn qua chẳng khác gì buổi hòa nhạc của minh tinh, nhưng mà cũng chưa chắc nhiều người như ở đây có chừng vài chục ngàn người a. Lục Đông, sao ngươi bây giờ mới tới? Thời điểm này có một thân ảnh xuất hiện trước mặt Lục gia, người tới bộ dáng trung niên, dáng người thô kệch, mặc trường bào, khí độ bất phàm, đặc biệt là có cặp lông mi gây chú ý cho người ta, lông mi không ngờ lại là màu trắng. Sau lưng người này có bốn người, ba nam một nữ, đều là bộ dáng trung niên, khí tức của năm người đều bất phàm. Bạch Mi trưởng lão, sao ngươi tới sớm thế? Lục Đông mỉm cười nói ra. Là ngươi tới muộn thì có, đây là Lục Lâm Thiên và Lục Thiếu Hổ Lục gia sao, con của Lục Trung quả nhiên không đơn giản. Nam tử lông mi trắng nhìn qua Lục Lâm Thiên cùng Lục Thiếu Hổ hai người nói ra. Đệ tử bái kiến Bạch Mi trưởng lão. Lúc này Lục Vô Song lập tức đi lên hành lễ với người trung niên có đôi lông mi trắng. Vô Song a hát, mấy tháng này không có lười biếng đấy chứ, lần này trở về ngươi rất có cơ hội trở thành đệ tử thân truyền, nên hảo hảo cố gắng, ta rất xem trọng ngươi. Nam tử lông mi trắng cười nói. Đệ tử không dám lười biếng. Lục Vô Song trả lời. Lâm Thiên, Thiếu Hổ, mau chào Bạch Mi trưởng lão, đây là Bạch Mi trưởng lão của Vân Dương Tông. Cũng là người trực tiếp phụ trách đưa các người đi Vân Dương Tông. Lục Đông lập tức nói ra. Bái kiến Bạch Mi trưởng lão. Lục Lâm Thiên lập tức hành lễ, thì ra là trưởng lão Vân Dương Tông, khó trách khí tức bất phàm như thế. Lục Thiếu Hổ lúc này tôn kính hành lễ, những người khác của Lục gia cũng không dám vô lễ, nhao nhao tới chào, trước mặt trưởng lão Vân Dương Tông, bọn họ không dám có chút thất lễ. Ngươi chính là Lục Lâm Thiên A, vũ giả tam hệ, không tệ. Thiên phú này kém nha đầu kia một chút, ta xem trọng ngươi. Bạch Mi nhìn qua Lục Lâm Thiên nói ra. Tiểu tử sẽ cố hết sức. Lục Lâm Thiên nói nhỏ, giọng điệu không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Nhìn thấy thần thái và khí độ của Lục Lâm Thiên, trong lòng Bạch Mi trưởng lão âm thầm gật đầu. Nghe thấy Bạch Mi trưởng lão tán dương Lục Lâm Thiên, sắc mặt hai người Lục Thiếu Hổ cùng Triệu Tuệ trở nên lúng túng, nhưng cũng không dám nói gì. Bạch Mi trưởng lão. Gia tộc khác đã tới chưa? Lục Đông hỏi. Bạch Mi nói. Đến một ít, nhưng mà năm đại gia tộc mới chỉ có Lục gia các ngươi tới. Lục Lâm Thiên đánh giá chung quanh quảng trường, lúc này bên ngoài quảng trường có không ít người năm đại gia tộc giang duy trì trật tự, nhiều người như vậy, trong đó có không ít vũ giả, nếu như có rối loạn thì phiền toái, cho nên năm đại gia tộc cũng không dám khinh thường. Những người duy trì trật tự này, thực lực đều ngoài vũ đồ nhất trọng. Đều là vũ giả chân chính, Lục Lâm Thiên còn nhìn thấy trong Lục gia cùng gia tộc khác còn có vài vũ sư, đây cũng là đại biểu thế lực năm đại gia tộc ở mức nào đó. Lâm Thiên, Thiếu Hổ, các ngươi vào đi thôi, nhớ kỹ không thể chủ quan.
Lục Đông nói với hai người, tiến về phía cửa nhỏ phía trước, chỗ đó chỉ có người đọ sức mới được vào. Lục Lâm Thiên gật đầu tiến vào cửa nhỏ, lập tức tiến vào vũ trường chính thức, liếc nhìn qua toàn trường, quảng trường hình tròn, hai bên quảng trường còn có mấy ngàn ghế, lúc này đã ngồi hơn phân nửa, nhìn qua, Lục Lâm Thiên không khó đoán ra đây là những nhân vật có một ít uy tín ở trấn Thanh Vân. Những ghế khác là lưu lại cho người năm đại gia tộc, mà phía sau chính mình là một bệ đá, có chừng 10 cái ghế trang trí xa hoa đặt ở đó, có lẽ chính là vị trí của trọng tài. Trên đường đi, Lục Vô Song đã nói với Lục Lâm Thiên, trọng tài lần này có trưởng lão và chấp sự Vân Dương Tông tới trấn Thanh Vân. Vào lúc này trong sân rộng đã có 30 thiếu nam thiếu nữ ở một góc, đang ngồi trên ghế đá được an bài tốt, đang chờ bắt đầu đọ sức, Lục Lâm Thiên, Lục Thiếu Hổ hai người xuất hiện cũng khiến không ít người nhìn qua. Lục Lâm Thiên nhìn qua khí tức của những người này, hơn phân nửa người này đều có thực lực vũ sĩ nhất trọng, một phần nhỏ thậm chí mới có thực lực vũ đồ bát trọng, cửu trọng mà thôi, những người có thực lực vũ sĩ cũng đã 19-20 tuổi, đều là đệ tử trong tiểu gia tộc. Vào thời điểm này, lối vào lại xuất hiện mấy thiếu nam thiếu nữ tiến vào, có lẽ là người tới đọ sức. Lục Lâm Thiên không để ý đến Lục Thiếu Hổ bên cạnh, đi tới một nơi hẻo lánh ngồi xuống. Đến rồi sao? Trong ánh mắt, Lục Lâm Thiên nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, thiếu nữ có thân hình uyển chuyển, chính là Độc Cô Băng Lan của Thiên Bảo Môn. Lâm Thiên, chào buổi sáng, ngươi tới thật sớm. Độc Cô Băng Lan nở nụ cười chúng chím hiện nên lúm đồng tiền trên má, lập tức đi tới trước người của hắn, hương thơm xông vào mũi Lục Lâm Thiên. Độc Cô tiểu thư cũng tới rồi sao, mời ngồi bên này. Nhìn thấy Độc Cô Băng Lan, Lục Thiếu Hổ lập tức kinh ngạc, lập tức nịnh nọt ton hót đứng lên. Lục Thiếu gia không cần phải khách khí, ta ngồi bên cạnh Lâm Thiên là tốt rồi, cũng thuận tiện trò chuyện. Độc Cô Băng Lan cười nhạt một tiếng, khách khí nói ra, lập tức ngồi bên người Lục Lâm Thiên. Lục Thiếu Hổ trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên, dường như nghi hoặc tại sao Lục Lâm Thiên lại quen Độc Cô Băng Lan, trong thần sắc đầy lãnh ý. Băng Lan tiểu thư, Thúy Ngọc đâu rồi? Lục Lâm Thiên hỏi thăm, nha hoàn Thúy Ngọc cùng Độc Cô Băng Lan luôn luôn không rời nhau, hôm nay kỳ quái cũng không nhìn thấy. Nàng ở phía trước kia, đang ở đó. Độc Cô Băng Lan mỉm cười, ánh mắt ý bảo nhìn qua bên kia, Lục Lâm Thiên nhìn lại, chỉ thấy trên bàn tiệc phía trước, nha hoàn Thúy Ngọc cùng Vũ Chấp Sự hai người đang ở đó. Cũng vào lúc này có một thân ảnh khiến Lục Lâm Thiên chú ý, chỉ thấy bên ngoài cửa vào, một thanh niên mặc trường bào màu xanh đang nhìn chằm chằm về phía mình. Thanh niên kia Lục Lâm Thiên nhận ra, dường như là người Tần gia. Đó chính là Tần Thiên Hạo Tần gia, hắn chính là linh giả, bình thường không bước ra khỏi cửa Tần gia. Độc Cô Băng Lan ở bên cạnh Lục Lâm Thiên nói. Lục Lâm Thiên đánh giá Tần Thiên Hạo, bộ dáng trắng nõn, dáng người cao gầy nhưng mà ánh mắt thâm trầm, hẳn là nhân vật không dễ chọc, lúc này trong mấy người Tần gia có người đang nói cái gì đó bên tai Tần Thiên Hạo, lập tức có thanh niên khác đi tới bên cạnh Tần Thiên Hạo. Mà thanh niên này từ khí thức xem như không tệ. Độc Cô tiểu thư, nghe nói người cũng dự thi, ta vốn không tin, hiện tại xem ra là thật. Tần Thiên Hạo trực tiếp đi tới bên người Độc Cô Băng Lan, thi lễ nói. Tin tức của Tần Thiếu gia thật linh thông. Độc Cô Băng Lan khẽ gật đầu cười nói, thái độ với Tần Thiên Hạo còn tốt hơn Lục Thiếu Hổ không ít. Độc Cô tiểu thư nói đùa. Tần Thiên Hạo cười nhạt một tiếng, ánh mắt không mất phong độ nhìn qua Lục Lâm Thiên. Lập tức ngồi xuống gần thanh niên Tần gia khác. Lối vào lại có hai thân ảnh xuất hiện, một nữ một nam, ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn chằm chằm vào, nữ 16-17 tuổi, ngũ quan tinh xảo, một thân trang phục màu đỏ nhạt, đường cong toàn thân uyển chuyển, mắt to tóc đen, trên người tỏa ra khí khái hào hùng, tương lai chắc chắn là một cực phẩm mỹ nhân. Nam thì 15 tuổi, một thân hoa phục, trong mắt mang theo vẻ ngạo mạn, nhưng tu vị thực lực không được tốt lắm. Lâm Thiên, đó chính là tiểu thiên tài Dương Diệu Dương gia, vũ giả song hệ, cũng là đối thủ cạnh tranh của ngươi đấy. Độc Cô Băng Lan nói nhỏ. Băng Lan, tại sao ngươi lại ở đây? Tiểu Mỹ Nhân nhìn thấy Độc Cô Băng Lan, cũng nhanh chóng tiến tới. Ta cũng tới đây tham gia náo nhiệt mà thôi, đến đây, ta giới thiệu cho ngươi, đây là Lục gia Lục Lâm Thiên thiếu gia. Độc Cô Băng Lan nhìn Dương Diệu cười nói. Ngươi chính là vũ giả tam hệ Lục gia sao? Hôm nay có cơ hội ta rất muốn biết một chút thực lực của vũ giả tam hệ. Dương Diệu nói nhỏ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên, sắc mặt không có bao nhiêu biến hóa.
nếu có cơ hội, ta sẽ không khách khí. Lục Lâm Thiên trả lời, hắn hiểu Dương Diệu không ngạo mạn như Dương Mạn, tính cách họ không giống nhau. Sau một lát, ở lối vào có hai thân ảnh tới, hai thiếu niên này bộ dáng 17-18, một thân hoa phục, sắc mặt mang theo một ít khẩn trương. Đây là người La Gia, đều là đệ tử chi thứ La Gia, người kia là La Kim, người này là La Phi. Độc Cô Băng Lan lại giới thiệu. Lục Lâm Thiên cũng nhìn chằm chằm vào hai người này, thầm nghĩ trong lòng Độc Cô Băng Lan biết về năm đại gia tộc quá rõ ràng, điểm này không đơn giản. Đây là người Vương Gia, phía trước chính là Vương Quang, đằng sau là Vương Thanh. Độc Cô Băng Lan lần nữa nói ra. Lúc này ở lối vào sau người La Gia là hai thiếu niên xuất hiện, ánh mắt Lục Lâm Thiên không tự chủ nhìn qua Vương Quang, Vương Quang mày kiếm mắt to, mặc bộ áo màu đen, trên người cũng không có khí tức đặc thù gì. Nhưng Lục Lâm Thiên lại cảm giác được trong thần sắc Vương Quang chẳng có chút khẩn trương nào cả, quanh người có khí chàng nhàn nhạt, hữu ý vô ý nhìn qua mọi người. Vương Quang này dường như không đơn giản. Lục Lâm Thiên nghĩ thầm trong lòng, đây chính là trực giác của hắn. Lúc này trên ghế trọng tài có 10 thân ảnh đi lên, đi trước nhất chính là Bạch Mi trưởng lão Vân Dương Tông và 4 chấp sự, phía sau là đầu não Lục gia Lục Đông và 4 gia tộc khác. Lục Lâm Thiên nhìn qua. Những người này hắn nhận ra, trong những gia tộc khác đi tới đều là gia chủ các gia tộc, mà phụ thân của hắn ở Lục gia chính là gia chủ, nhưng lại không có tham gia. Bắt đầu đi. Trên ghế trọng tài, nhân vật đỉnh phong các đại gia tộc Trấn Thanh Vân đã ngồi vào vị trí của mình, Bạch Mi trưởng lão nhìn qua người ở quảng trường, nói nhỏ một tiếng. Vâng, trưởng lão. Trong Vân Dương Tông có một chấp sự trung niên nói, lập tức cầm một thủy tinh cầu đi xuống quảng trường. Hiện tại bắt đầu đọ sức, đệ tử các gia tộc dự thi nghe kỹ, tất cả lên đây đi, vòng thứ nhất nghiệm chứng, không phải nghiệm chứng thực lực các ngươi, mà là nghiệm chứng thiên phú các ngươi, có thiên phú thượng đẳng và trên thượng đẳng thì tiến vào vòng 2. Chấp sự trung niên Vân Dương Tông nói ra, các thiếu niên tham gia đọ sức đi lên, đại bộ phận người đều đầy khẩn trương. Bên ngoài có tiếng kêu vang vọng, người các gia tộc có người dự thi hò hét, hình thành từng tiếng hô chói tai. Trong hào khí này, Lục Lâm Thiên cảm thấy nội tâm nóng bỏng, quy tắc đọ sức, Lục Lâm Thiên cũng có biết chút ít, vòng thứ nhất chính là nghiệm chứng thiên phú, Vân Dương Tông yêu cầu với đệ tử trong môn phái rất nghiêm khắc, ít nhất cũng phải có thiên phú thượng đẳng mới có thể nhập môn, mà vòng đầu tiên chính là nghiệm chứng thiên phú, dựa theo tuổi và thực lực mà phán đoán thiên phú, người thiên phú không đủ sẽ vô duyên với vòng 2. Người dự thi đứng lên, theo thứ tự đi lên phía trước. Một đám thiếu nam thiếu nữ có thể tới nơi này tham gia đọ sức, thân phận sau lưng sẽ không nhỏ, lập tức làm cho người vây xem hò hét, đa số là tùy tùng của bọn họ. Mà trong tiếng hò hét chói tai này, tiếng hô lớn nhất không nghi ngờ là Dương Diệu, không ít thiếu gia tiểu gia tộc cũng hò hét lên. Mọi người tiến lên đứng trước mặt chấp sự Vân Dương Tông, chỉ nghe nam tử trung niên nói. Hiện tại bắt đầu nghiệm chứng thiên phú các ngươi, thiên phú ngoài thượng đẳng trở lên thì có thể lưu lại. Thiên phú thượng đẳng không phải thượng đẳng lui ra đi, Vân Dương Tông không thu đệ tử thiên phú kém. Thứ nhất, đến đây đi. Chấp sự Vân Dương Tông nói nhỏ, đặt thủy tinh cầu trên bệ đá. Một thiếu niên mặc hoa phục áo lam tiến lên, tay phải đặt lên thủy tinh cầu, rót chân khí vào, thủy tinh cầu bắn ra hào quang màu vàng đất. Trần Lãng, thổ hệ vũ sĩ nhất trọng, tuổi 20, thiên phú trung đẳng, lui ra đi. Chấp sự Vân Dương Tông nói. Nghiệm chứng đầu tiên mà không vượt qua, vũ sĩ nhất trọng lại thêm cao tuổi, thiên phú này chỉ là bình thường. Thiếu niên mặc hoa phục áo lam lắc đầu, đành phải là bất đắc dĩ đi xuống. Thiếu niên thứ hai mặc áo xanh đi tới, đặt tay lên thủy tinh cầu, hào quang màu đỏ sáng lên. Địch Thanh Phong, 16 tuổi, hỏa hệ vũ đồ cửu trọng, thiên phú thượng đẳng. Bạch Thiếu Khanh, 18 tuổi, thủy hệ vũ sĩ nhị trọng, thiên phú thượng đẳng. Từng người dự thi bắt đầu tiếp nhận nghiệm chứng, có thể tới tham gia trên cơ bản đều là thế hệ thiên phú không tệ, nhưng mà có một ít thiên phú bình thường lẫn vào trong đó, sau khi nghiệm chứng cũng chỉ có thể hậm hực đi ra ngoài. Lục Lâm Thiên nhìn qua Vân Dương Tông nghiệm chứng còn muốn nghiêm khắc hơn Lục gia nghiệm chứng không ít, một lát sau Tần Thiên Hạo Tần gia đi đến trước thủy tinh cầu, thò tay đặt lên thủy tinh cầu, nhắm mắt lại rót linh lực vào. Lập tức trên thủy tinh cầu sáng lên kỳ dị, linh lực chung quanh không ngừng run run. Tần Thiên Hạo, niên kỷ 18, linh sĩ tam trọng, có thể trực tiếp tiến vào Vân Dương Tông. Chấp sự Vân Dương Tông lớn tiếng nói, trong mắt nhìn Tần Thiên Hạo đã khác bình thường,
dựa theo quy củ Vân Dương Tông, chỉ cần xác định là linh giả thì có thể trực tiếp tiến vào Vân Dương Tông, đồng thời còn có thể trở thành đệ tử thân truyền Vân Dương Tông. Tất cả cũng bởi vì linh giả thật sự quá thưa thớt, linh giả ở trong các thế lực đại lục linh vũ chính là đối tượng bị tranh đoạt nhiều nhất. Qua, trực tiếp tiến vào Vân Dương Tông, còn trở thành đệ tử thân truyền. Vô số người chung quanh hét lên điên cuồng, đặc biệt là nữ nhân, có người lớn tiếng tỏ tình, Lục Lâm Thiên không thể không nghĩ thầm, nữ nhân thế giới này quá hướng ngoại. Tần gia chủ, chúc mừng. Trên ghế trọng tài, gia chủ các thế lực khác chúc mừng Tần gia, có thể trở thành đệ tử thân truyền Vân Dương Tông, sau này Tần gia lớn mạnh là sự thật, về sau còn có Vân Dương Tông làm hậu trường, Tần gia lớn mạnh là chuyện ván đã đóng thuyền. Dương Diệu, 17 tuổi, thủy hỏa song hệ vũ sĩ tam trọng, thiên phú đặc cấp. Trên khán đài lại bạo động, không ít người la lên, thiên phú đặc cấp trong những năm qua rất khó tìm. Vương Quang, 17 tuổi, thổ hệ vũ sĩ cửu trọng, thiên phú đặc cấp. Từ khi chấp sự Vân Dương Tông nói ra lời này, tất cả mọi người lập tức nhìn qua Vương Quang của Vương gia vốn không được chú ý tới. 17 tuổi là vũ sĩ cửu trọng, cách vũ sư cũng chỉ một bước, loại thiên phú này tuy không chói mắt như linh giả, vũ giả tam hệ, nhưng thiên phú không tầm thường. Trời ạ, 17 tuổi đã là vũ sĩ cửu trọng, thiên phú này quá dọa người rồi. Ở đây chỉ sợ thực lực Vương Quang cũng là cao nhất a. Người vây xem chung quanh không ngừng kinh ngạc, 17 tuổi là vũ sĩ cửu trọng, tuyệt đối là hiếm thấy, loại thực lực này tiến vào top 5 không thành vấn đề. Vương tộc trưởng, Vương gia ngươi che giấu thật sâu a. Trên ghế trọng tài, những gia chủ khác kinh ngạc nhìn qua gia chủ Vương gia. Vương tộc trưởng, người đúng là làm cho người ta kinh ngạc. Gia chủ Dương Hướng Phong Dương gia nói. Dương tộc trưởng, Dương Diệu che giấu cũng sâu a hát, hiện tại mới hiển lộ là vũ giả song hệ, ta đây cũng không có biện pháp, để chư vị chê cười rồi. Nam tử áo vàng cười nói, trên nét mặt lại đầy kiêu ngạo. Con mình thu liễm thiên phú lâu như vậy cũng là vì ngày này. Có lẽ Vương Quang xem như một thất hắc mã trong lần này, vũ sĩ cửu trọng, thực lực này cũng không có mấy người là đối thủ a hát. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ trong lòng, trong những người ở đây, mặt ngoài xem ra thực lực Vương Quang là mạnh nhất. Lục Thiếu Hổ, 16 tuổi, thổ hệ, mộc hệ song hệ vũ sĩ tam trọng, thiên phú đặc cấp. Lục Thiếu Hổ lập tức tiếp nhận nghiệm chứng, hoàn toàn không khác biệt với nghiệm chứng ở Lục gia. Vũ giả song hệ, thiên phú đặc cấp, lập tức cũng khiến cho không ít người chấn động, không ít người của Lục gia ở bên ngoài cũng la hét, đám người Triệu Tuệ, Lục Nam, Chu Lập Hưng ngồi trên bàn tiệc cũng vui vẻ. Lục Đông, Lục gia ngươi lần này không đơn giản a. Trên ghế trọng tài, mọi người nói thêm vài câu. Rốt cục đến phiên Lục Lâm Thiên chậm rãi tiến lên, tay phải đặt lên thủy tinh cầu, lúc này Lục Lâm Thiên đã chuẩn bị sẵn sàng, không có điều động năm hệ thuộc tính. Chỉ bạo lộ phong thuộc tính, hỏa thuộc tính và thổ thuộc tính ba loại thuộc tính mà thôi, chân khí rót vào thủy tinh cầu xuất hiện ba loại hào quang sáng ngời. Vẫn che giấu một ít thực lực thì tốt hơn. Lục Lâm Thiên nghĩ trong lòng, mình bây giờ là vũ sĩ tứ trọng, lần trước Lục gia trắc nghiệm mình mới là vũ sĩ tam trọng mà thôi, mình bây giờ hoàn toàn có thể ẩn giấu thực lực, vũ sĩ tam trọng và vũ sĩ tứ trọng khác nhau rất lớn. Khống chế chân khí trong tay. Lục Lâm Thiên chỉ khống chế mình ở mức vũ sĩ tam trọng, dù sao Nam Thúc đã từng nói qua, tu luyện âm dương linh vũ quyết, người bình thường không cách nào xem thấu tu vị của hắn. Lục Lâm Thiên, 16 tuổi, thổ hệ, hỏa hệ, phong hệ vũ giả tam hệ, vũ sĩ tam trọng, thiên phú đỉnh cấp. Chấp sự trung niên Vân Dương Tông cũng hơi giật mình nói, vũ giả tam hệ, hắn cả đời này chỉ gặp một người, trong Vân Dương Tông cũng chỉ có một thiên tài yêu nghiệt vũ giả tam hệ mà thôi. Vũ giả tam hệ A Hát, còn là thiên phú đỉnh cấp. Trong người vây xem lại oanh động lớn, oanh động này so với Tần gia có linh giả xuất hiện cũng không thấp hơn, vũ giả tam hệ, đây chính là đối tượng ngàn năm khó gặp. Lục Đông, lần này Lục gia các ngươi thật khó lường A Hát, hai nhi tử của Lục Trung đều có thiên phú kinh người. Trên ghế trọng tài, các gia chủ đại gia tộc kinh ngạc, vũ giả tam hệ, bọn họ hiểu nó đại biểu cho cái gì. Nhìn Lục Lâm Thiên tạo ra oanh động. Lục Thiếu Hổ ở cách đó không xa mặt mũi âm trầm, trong mắt vẫn mang theo lạnh ý. Một người cuối cùng, Độc Cô Băng Lan. Chấp sự trung niên nói ra, lúc này cũng chỉ còn một mình Độc Cô Băng Lan không có nghiệm chứng. Lục Lâm Thiên cũng tò mò, Độc Cô Băng Lan mình nhìn không thấu,
không biết là cấp độ gì. Độc Cô Băng Lan bước đi nhẹ nhàng, chậm rãi đi tới trước thủy tinh cầu, cổ tay trắng duỗi duỗi ra, bàn tay ngọc đặt lên thủy tinh cầu, trên thủy tinh cầu lập tức tỏa ra hào quang màu lam sáng ngời. Độc Cô Băng Lan, 18 tuổi, thủy hệ vũ sĩ cửu trọng, thiên phú thật tốt. Chấp sự Vân Dương Tông nói ra. Vũ sĩ cửu trọng. Lục Lâm Thiên chỉ hơi chút kinh ngạc, sớm đã cảm giác được Độc Cô Băng Lan bất phàm, vũ sĩ cửu trọng, trừ Vương Quang gia, người ở đây không mấy người là đối thủ của nàng. Lại là vũ sĩ cửu trọng, top 5 lần này kịch liệt không ít a. Không ít người nghị luận lên, lúc này xuất hiện không ít thế hệ mạnh mẽ, mà bây giờ trong năm danh ngạch Vân Dương Tông đã có Tần Thiên Hạo chiếm cứ một chỗ, cũng chỉ còn lại 4 vị trí, mà trong mọi người, hiện tại thiên phú cùng thực lực rất mạnh không chỉ có 4 người, tranh đoạt là không tránh được. Bạch Mi trưởng lão, những năm qua Thiên Bảo Môn không tham gia, lần này Độc Cô Băng Lan vì sao lại tham gia đọ sức? Trên ghế trọng tài, gia chủ Dương Hướng Phong Dương ra hỏi. Ta cũng không biết, Độc Cô tiểu thư Thiên Bảo Môn tham gia là trong môn bàn giao, lần này Trấn Thanh Vân có không ít hạt giống tốt, không uổng công ta đi một chuyến. Nhìn thấy lần này có nhiều thế hệ thiên phú mạnh mẽ, trong mắt Bạch Mi trưởng lão đầy vui vẻ, đặc biệt là có một linh giả, một vũ giả tam hệ, hai vũ giả song hệ, đây chính là hạt giống một vạn chọn một A. Lục Lâm Thiên nhìn chằm chằm vào những người dự thi hiện tại, lúc này chung quanh Lục Lâm Thiên vốn có 52 người dự thi, lúc này chỉ còn lại 38 người, 14 người bị đào thải. 38 người còn lại, thiên phú ít nhất đều là thượng đẳng trở lên, nhưng thực lực thì không giống nhau, cao có thấp có, thiên phú cao, không có nghĩa là thực lực cũng mạnh. Hiện tại bắt đầu đợt thứ hai, các người thấy bệ đá phía sau ta không, các người đi lên có thể tùy tiện ra tay, nhưng nhớ không được hạ sát thủ. Nếu không sẽ thủ tiêu tư cách, 8 người cuối cùng sẽ tiến vào vòng 3, hiện tại lên đi. Chấp sự Vân Dương Tông nói ra. Mọi người sớm đã chú ý tới, sau lưng chấp sự Vân Dương Tông có bệ đá cao 2 mét, diện tích cũng không phải rất lớn, chỉ chừng 200 mét mà thôi. Siêu siêu siêu. Sau khi chấp sự Vân Dương Tông vừa mới nói xong, lập tức mấy đạo thân ảnh thả người bay lên cao cao, quy tắc đợt thứ 2, mọi người dường như sớm biết rõ. Nếu nói tới gần vị trí trung ương sẽ có cơ hội lưu lại cuối cùng, nhưng mà chỉ là có cơ hội thôi. Băng Lan, ta đi lên trước. Dương Diệu nói nhỏ một tiếng, lập tức thả người bay lên, cung trang màu đỏ bao lấy thân hình uyển chuyển thước tha nhảy lên bệ đá, thời điểm sắp rơi xuống đất, chân khí màu đỏ vây lấy thân thể, thân hình xẹt vòng cung 90 đột cuối cùng trong vô số ánh mắt nóng bỏng rơi xuống bệ đá. Vương Quang nhìn chằm chằm vào Dương Diệu, thần sắc trầm xuống. Chân khí quanh người run run, thả người nhảy lên, trực tiếp đi tới chỗ tốt nhất của bệ đá, thân thể như bông tuyết, cuối cùng xoay tròn rơi xuống, tư thế phiêu nhiên giống như không có gì, thời điểm rơi xuống đất, trên bệ đá không có động tĩnh nào, làm cho không ít thiếu nữ vây xem reo hò lên. Lâm Thiên, chúng ta cũng lên đi. Độc Cô Băng Lan mỉm cười, chân khí run run, thân hình lập tức nhảy lên, xẹt một đường vòng cung yêu mỹ, người ở giữa không trung, tóc dài tung bay. Váy dài nhẹ đung đưa, giống như thiên tiên hạ phàm, lập tức đạt được không ít tiếng vỗ tay. Bệ đá không có cầu thang đi lên, Lục Lâm Thiên cũng chỉ có thể nhảy lên, chân khí run run, đạp mạnh một cái nhảy lên. Mà thời điểm này hàn ý trong mắt Lục Thiếu Hổ lóe lên, thân ảnh như thiểm điện thả người bay lên, có ý vọt tới chỗ Lục Lâm Thiên. Đang ở giữa không trung, Lục Thiếu Hổ gặp thoáng qua hắn, Lục Lâm Thiên lập tức cảm giác chân khí vô hình đang hướng tới mình. Trong tích tắc này Lục Thiếu Hổ đã chụp một chưởng vào LIG ngực của hắn. Lục Lâm Thiên không kịp ứng phó lại đang ở giữa không trung, lập tức chỉ có thể lăng không nghiêng người né tránh, nhưng mà do không kịp chuẩn bị, tốc độ quá nhanh nên kình phong đánh vào vai, cũng may Lục Thiếu Hổ chỉ âm thầm ra tay, không dám phát ra nhiều lực, chỉ hy vọng Lục Lâm Thiên xấu mặt mà thôi, đạo kình phong này đập Lục Lâm Thiên rơi xuống đất. Đáng chết! Lục Lâm Thiên mắng một câu. Thân hình lập tức trong vô số ánh mắt soi mói rơi xuống. Bệ đá vốn không cao, mới 2 mét mà thôi, trong nháy mắt ngoại nhân nhìn thấy Lục Lâm Thiên nhất thời sai lầm, từ giữa không trung rơi xuống, lập tức muốn ngã chỏng vó. Cũng vào thời điểm này, Lục Lâm Thiên trong nháy mắt sắp rơi xuống, một dấu tay đánh vào bệ đá, một đạo chân khí màu vàng đất bạo phát, trên bệ đá lập tức xuất hiện một khe hở to. Cũng vào lúc này, phản lực sinh ra đẩy hắn lên. Lục Lâm Thiên bỗng nhiên hạ thấp thân hình dừng lại, hắn đánh ra chưởng thứ hai, phiến đá lại xuất hiện khe hở, thân hình lập tức hướng lên trên,
thân thể lộn vòng 360 độ khôi phục tư thế bình thường. Vào lúc này hai tay Lục Lâm Thiên mở rộng, chân khí quanh người run run, lợi dụng lực cân đối hai tay mở rộng ra như chim ưng bay lượn, ánh mắt lăng lệ nhìn qua Lục Thiếu Hổ. Nhưng cũng trong tích tắc này, Lục Lâm Thiên lợi dụng hai tay và khống chế chân khí hoàn mỹ đáp xuống bệ đá, trong ánh mắt kinh dị của những người chung quanh, ai cũng thật không ngờ Lục Lâm Thiên lúc này ở giữa không trung cũng ngưng tụ một trường ấn màu vàng. Tránh ra cho ta. Mục tiêu trưởng ấn chính là một thiếu niên vũ sĩ nhất trọng của tiểu gia tộc. Thiếu niên này đang cảm thấy kinh ngạc vì thân pháp của Lục Lâm Thiên, đột nhiên nhìn thấy đối phương ra tay với mình, lúc này hắn cảm giác không tốt, dưới sự ứng phó không kịp, một trưởng đã đánh tới. Phanh! Một tiếng va chạm truyền ra, kình phong bắn ra bốn phía, thiếu niên tiểu gia tộc rút lui hơn 10 bước, hắn vốn chiếm vị trí tốt, lúc này lại bị Lục Lâm Thiên tiêu sái tranh mất, nhẹ vỗ cho bụi trong tay, đứng thẳng. Khống chế chân khí tới mức tinh diệu, kẻ này không đơn giản a hát. Nhìn một màn này, Bạch Mi trưởng lão tán thưởng không dứt. Trên ghế trọng tài, Lục Đông cũng mỉm cười, Lục Lâm Thiên biểu hiện hắn nhìn vào trong mắt. Mà hơn 30 người dự thi đều kinh ngạc. Thật là lợi hại. Quá giỏi. Đẹp trai quá a hát. Nhìn thấy cảnh này, không ít phú giả vây xem cũng là người biết hàng, lập tức lớn tiếng thét to, một ít thiếu nữ cũng thét vang liên tục. Lục Thiếu Hổ không nghĩ tới bản thân mình vốn cho Lục Lâm Thiên mất mặt, không nghĩ tới lại giúp Lục Lâm Thiên đánh ra danh tiếng, sắc mặt vô cùng khó nhìn. Nhưng mà tất cả chỉ diễn ra tức thì mà thôi, vào thời điểm này trên bệ đá đã có không ít thân ảnh di động. Ra tay. Lập tức hơn 10 người đã bắt đầu động thủ, chấp sự Vân Dương Tông đã nói qua, tới bệ đá là tùy tiện động thủ, mọi người không có chần chờ dư thừa, cuối cùng chỉ còn lại 8 người, động thủ trước sẽ nắm chắc. Thực lực vũ đồ cũng đi lên, không biết lượng sức, cút cho ta. Dương Diệu quát một tiếng, thân hình xuyên thẳng qua bệ đá, trên tay ngưng tụ hỏa diễm trưởng đánh vào một thiếu niên vũ đồ cửu trọng. Thiếu niên này nhanh chóng vận trưởng chống lại, nhưng lập tức bị Dương Diệu đánh bay ra ngoài, vốn hắn cách bệ đá không xa lắm, thân ảnh lập tức rơi xuống dưới. Vũ đồ cùng vũ sĩ kém nhau không phải một chút, thiên phú thiếu niên kia xem như không tệ, nhưng mà thiên phú cũng không có nghĩa là thực lực. Bang bang! Trên bệ đá hỗn loạn, không ít người dự thi đều giao thủ với nhau, từng đạo khí kình phá phong mà lên, lập tức có người bị đánh rơi xuống vũ đài. Mà trong hỗn chiến này lại có hiện tượng kỳ quái, Độc Cô Băng Lan, Vương Quang, Lục Thiếu Hổ, Lục Lâm Thiên, còn có Dương Diệu mấy người kia là không có ai chủ động trêu chọc, thời điểm nghiệm chứng thiên phú tất cả biết rõ cấp độ thực lực của đối phương, thực lực không đủ không dám trêu chọc bọn họ. Nhưng mà Dương Diệu thì người khác không chọc nàng. Nàng lại thích chọc người khác, một lát sau nàng gặp đối thủ là thiếu niên vũ sĩ nhất trọng dường như là người La Gia, lập tức bị nàng một cước đạp xuống đài. Phanh! Trên bệ đá tiếng kình khí va chạm bốn phía, trong hỗn loạn có vài người không biết mình bị đánh bay ra khỏi bệ đá khi nào, chỉ kêu to không may. Lục Lâm Thiên vừa lên tràng đã đẩy lui một tên vũ sĩ, tất cả mọi người cũng biết Lục Lâm Thiên là vũ giả tam hệ, vũ sĩ tam trọng, lúc này cũng không có ai dám chủ động trêu chọc hắn. Lục Lâm Thiên cũng được rãnh rỗi vì thanh nhàn, vừa vặn hắn có thể giữ thực lực tới vòng 3. Phanh! Lại có người rơi xuống đài, nhìn qua đám người vây xem cũng có người mắng to, có người rơi vào trong đám người rơi đài này tự nhiên là thua. Bên trong hỗn chiến, ai cũng không thể đứng một mình, không có biện pháp, cuối cùng Lục Lâm Thiên, Độc Cô Băng Lan, Vương Quang cũng tiến vào hỗn chiến. Khi đám người Lục Lâm Thiên, Vương Quang gia nhập, những người thực lực khá thấp rơi ra khỏi bệ đá, Lục Lâm Thiên xuyên thẳng đám người, hắn một mực né tránh, cũng không có ra tay với ai, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Vương Quang cùng Độc Cô Băng Lan hai người, cũng như thế, cũng không có ra tay, cũng không ai đi trêu chọc bọn họ. Sau một lát, trên bệ đá hỗn loạn chỉ còn 10 người, trong 10 người này có Lục Lâm Thiên, Lục Thiếu Hổ, Độc Cô Băng Lan, Vương Quang, Dương Diệu còn có hai người La Phi cùng La Kim La Gia, còn có Vương Gia Vương Thanh. Hai người khác là tiểu gia tộc, cũng đều là vũ sĩ, một là vũ sĩ nhị trọng, một là vũ sĩ nhất trọng. Còn hai người, các ngươi đi xuống đi. Vương Quang vẫn thờ ơ lạnh nhạt nhìn qua đám người Dương Diệu, Lục Lâm Thiên, Lục Thiếu Hổ, thân hình lao tới trước mặt thiếu niên vũ sĩ nhị trọng. Thực lực ngươi quá yếu, đi xuống đi. Ánh mắt Vương Quang lạnh lùng đảo một vòng, thủ ấn ngưng kết đánh ra. Thần sắc thiếu niên kinh hãi, cũng biết mình không phải đối thủ. Căn bản cũng không có ý định chống lại,
thân hình lui nhanh. Nhưng mà thiếu niên này không dự liệu được tốc độ Vương Quang nhanh như thế, âm thanh xé gió bén nhọn vang lên, trưởng ấn lập tức đánh tới trước người hắn, thân hình bị đánh bay đi. Thực lực ngươi cũng không đủ, đi xuống cho ta. Dương Diệu quát một tiếng, mục tiêu chính là thiếu niên vũ sĩ nhất trọng. Ta tự mình xuống. Thiếu niên kia đã sớm nhìn rõ thực lực Dương Diệu cho nên biết rõ mình không thể làm gì, lại nói có thể đứng ở đây chính là cường giả, hắn cũng không cách nào lưu đến cuối cùng, còn không bằng thông minh một chút tự mình đi xuống, nói xong tên thiếu niên này tự mình nhảy khỏi bệ đá. Coi như ngươi thức thời. Dương Diệu vỗ vỗ hai tay, mỉm cười. Đợt thứ hai cũng đơn giản a. Lục Lâm Thiên hơi có chút kinh ngạc, chính mình vừa rồi gần như không có ra tay. Độc Cô Băng Lan cũng chỉ né tránh hỗn loạn, không tính là chính thức ra tay, nhưng mà tám người lưu lại trên bệ đá cũng có thực lực không kém ai, cho nên lưu lại cũng là đương nhiên. Được rồi, còn lại tám người, các ngươi xuống đây đi. Chấp sự Vân Dương Tông nhìn tám người nói ra. Tám người rời khỏi bệ đá, tám đạo thân ảnh đồng thời rơi xuống đất cũng sinh ra mỹ cảm khác. Hiện tại tám người các ngươi tiến vào vòng 3, vòng thứ 3 chỉ có 4 người lưu lại, 4 người sẽ đào thải. Bốn người cuối cùng sẽ tiến vào Vân Dương Tông, bây giờ chỉ xem vận khí và thực lực của các ngươi. Chấp sự Vân Dương Tông nói xong, ánh mắt nhìn qua mọi người, lập tức nói. Hộp ngọc trước mặt của ta có 8 ngọc bài, theo thứ tự là tên của các ngươi, mỗi lần ta sẽ bóc 2 ngọc bài ra, 2 người có tên sẽ lên bệ đá, thắng thì có thể tiến vào Vân Dương Tông, về phần gặp đối thủ các ngươi không nguyện ý gặp, vậy cũng đừng oán trời trách đất, đây chính là xem vận khí các ngươi. Bởi vì ta cũng chỉ tùy tiện bóc 2 khối ngọc bài mà thôi. Lúc này Trấn Thanh Vân có không ít thế hệ trẻ thiên tài, nếu là bình thường thì bọn họ có cơ hội tiến vào Vân Dương Tông. Trên ghế trọng tài, Vân Dương Tông Bạch Mi trưởng lão nói. Đúng vậy, thế hệ này thiên phú rất mạnh, đúng là không ít. Gia chủ các đại gia tộc âm thầm gật đầu, thế hệ trẻ hiện tại đúng là thiên phú mạnh hơn các lần trước. Vòng thứ nhất, Độc Cô Băng Lan, La Phi. Lúc này chấp sự Vân Dương Tông đã lấy 2 ngọc bài trong hộp ngọc trước mặt, lên sàn chính là Độc Cô Băng Lan cùng La Gia La Phi. Gia chủ La Gia trên ghế trọng tài biến sắc, La Phi mới là vũ sĩ nhị trọng mà thôi, Độc Cô Băng Lan đã là vũ sĩ cửu trọng, chênh lệch này không phải lớn bình thường. Các ngươi lên đi, rơi xuống bệ đá là thua. Chấp sự Vân Dương Tông nói ra. Vèo. Thần sắc La Phi bất đắc dĩ, hắn bay lên bệ đá, thân là người La Gia. Cho dù hắn biết không có địch lại cũng không thể tỏ ra yếu thế trước mặt nhiều người như thế. Thần sắc Độc Cô Băng Lan không có bao nhiêu biến hóa, thân hình uyển chuyển tỏa ra chân khí run run, nàng nhảy lên bệ đá, đường cong ưu mỹ làm cho không ít thiếu nam sinh ra rung động trong lòng. Bắt đầu đi! Độc Cô Băng Lan nhìn qua La Phi nói ra, chân khí tỏa ra, toàn thân bao phủ trong chân khí như ẩn như hiện. Độc Cô tiểu thư, đắc tội! La Phi nói nhỏ một tiếng. Trong tay hắn xuất hiện trường kiếm màu xanh, chân khí xuyên thấu qua thân kiếm, mũi kiếm tỏa ra hào quang lăng lệ làm cho người ta không dám khinh thường. Đến đây đi! Độc Cô Băng Lan nói nhỏ, chân khí toàn thân bốc lên, chân khí hai người ngưng tụ cũng làm không khí trên bệ đá như đông cứng lại, mấy vạn người đang xem cũng an tĩnh, ánh mắt nhìn chằm chằm xem ai sẽ là người tiến vào Vân Dương Tông. Lục Lâm Thiên nhìn qua Độc Cô Băng Lan cùng La Phi trên lôi đài, kết cục hẳn không có bao nhiêu lo lắng. Lập tức ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn chằm chằm lên người Thúy Ngọc, nhà hoàn Thúy Ngọc kia dường như cũng đang nhìn qua Lục Lâm Thiên, nhìn Lục Lâm Thiên sau đó khẽ gật đầu, đối với tiểu thư nhà mình cũng không cảm thấy có chút lo lắng gì. Hô! La Phi hít sâu một hơi, trường kiếm trong tay bắn ra ánh sáng lăng lệ cắt một vết sâu trên bệ đá. Mang theo hoa lửa đánh thẳng vào Độc Cô Băng Lan. Thần sắc Độc Cô Băng Lan không có quá nhiều biến hóa, thân ảnh La Phi tiếp cận 5 mét thì nàng mới hành động. Mũi chân điểm nhẹ mặt đất, thân thể giống như lá rụng trong gió, phiêu đãng lóe lên, trong thời gian ngắn thân ảnh giao thoa với La Phi. Trong nháy mắt này, Độc Cô Băng Lan kết xuất thủ ấn, lam sắc quang mang trên người đại thịnh, cổ tay trắng ưu mỹ duỗi ra, lập tức hình thành 5 cột nước và biến thành băng nhận cắt vỡ không khí lao thẳng về phía La Phi. Thân sắc La Phi trầm xuống, trường kiếm trong tay bắn ra 5 bóng kiếm, phân biệt va chạm với 5 băng nhận kia. Bóng kiếm cắt vỡ không khí, cũng mang theo âm thanh xé gió chém tới. Siêu, siêu, xíu, yêu yêu. Lực lượng này sắp va chạm nhau, tuy băng nhận bị bóng kiếm nghiền nát nhưng thân thể La Phi vẫn lảo đảo lui ra phía sau hơn 10 bước,
trường kiếm trong tay cắm thẳng xuống bệ đá mới dừng lại được. Mà vào lúc này, thân ảnh Độc Cô Băng Lan lóe lên lần nữa, thân ảnh uyển chuyển cánh tay huy động, trong tay ngưng tụ thủy cầu to nửa mét, mang theo khí kình hung hãn nện thẳng vào La Phi, khí kình trên thủy cầu áp bách, không khí rung động, thực lực vũ sĩ cửu trọng tuyệt đối không thấp. Thần sắc La Phi trầm xuống, trường kiếm trong tay rút ra khỏi bệ đá, hắn đánh thủ ấn, chân khí quán chú, thân kiếm kêu ông ông, lập tức cắn răng thả người bay lên, trường kiếm đâm ra đầy hung mãnh, trường kiếm lưu lại hư ảnh chói mắt trong không khí, mũi kiếm sắc nhọn xuyên thấu hư không. Mũi kiếm và thủy cầu va chạm vào nhau, âm thanh thanh thúy vang vọng, trong lúc va chạm hai khí kình nổ tung, mũi kiếm bị thủy cầu thôn phệ, trường kiếm trong tay La Phi căn bản không thể nhúc nhích. Thủy cầu thôi động nhanh chóng, thân kiếm đã bị áp lực uốn cong lại, giống như sắp bẻ gãy kiếm, ánh mắt La Phi kinh hãi, lập tức lui lại. Nhìn thấy một màn này, không ít người cũng đổ mồ hôi lạnh thay La Phi, thực lực La Phi trên thực tế kém đối phương quá lớn. Xuy. Vào thời điểm này thân ảnh Độc Cô Băng Lan lóe lên đầy quỷ dị, bàn tay trắng nõn đánh ra một trường, một đạo trường ấn màu xanh ra trời bắn ra, chân khí thủy thuộc tính cuồng bạo lao ra ngoài, đánh vào vai phải La Phi. Lực lượng cường hãn nghiền nát cương khí hộ thể của La Phi, ngọc trưởng đánh thân thể La Phi bay đi như diều đứt dây. Bành! Âm thanh rơi xuống đất xuất hiện, thân hình La Phi rơi khỏi bệ đá. Độc Cô Băng Lan thắng. Chấp sự Vân Dương Tông nói ra, dựa theo quy củ, rơi khỏi bệ đá là thua, trận đầu, Độc Cô Băng Lan thành công trở thành đệ tử tiến vào Vân Dương Tông. Bóng hình xinh xắn của Độc Cô Băng Lan nhanh chóng rời khỏi bệ đá, đến bên người Lục Lâm Thiên mỉm cười. Dường như tất cả sớm nằm trong dự tính của nàng, cũng không có cảm thấy có bất cứ cái gì ngoài ý muốn. 1.500.000 kim tệ AH. Lục Lâm Thiên lúc này càng vui mừng trong lòng, Độc Cô Băng Lan chiến thắng, chính mình đặt cược 1.500 kim tệ, trong vòng 3 ngày lại kiếm được gấp 10 lần, sớm biết như vậy gom thêm một ít tiền cược thêm vào. Trận thứ 2, Lục Thiếu Hổ, Dương Khánh. Chấp sự Vân Dương Tông móc hai khối ngọc bài ra, chính là Lục Thiếu Hổ và Dương Khánh. Lục Lâm Thiên nhìn chằm chằm vào Dương Khánh, tên Dương Khánh này ngay từ đầu đã theo sau lưng Dương Diệu, tuổi chừng 18, một thân hoa phục, trong mắt mang theo ngạo khí của thiếu niên, tu vị chỉ là vũ sĩ nhị trọng, nhưng cũng xem như không tệ, nhưng mà ở trong đám người lại chẳng khác gì La Phi cả. Lục Thiếu Hổ mỉm cười, trong nội tâm âm thầm cao hứng, bản thân mình gặp phải Dương Khánh chính là vận khí tốt, nếu đợi upsilon.ng phải vương quang thì đúng là không may. Thả người nhảy lên. Động tác Lục Thiếu Hổ gọn gàng tiến vào bệ đá, chính mình vũ sĩ tam trọng đã chiếm cứ ưu thế to lớn. Lúc này sắc mặt Dương Khánh trở nên khó coi, trong nội tâm cũng biết chính mình có chút không ổn, nhưng động tác vẫn ưu nhã đi lên bệ đá. Dương Khánh, ngươi xuống dưới cho ta. Dương Khánh vừa lên bệ đá, Lục Thiếu Hổ quát một tiếng xen lẫn chân khí, thân thể khẽ run, một đạo chân khí màu vàng đất bao trùm thân thể, trước người hình thành khí kình, hắn giống to trầm thấp. Đại địa man quyền. Lục Thiếu Hổ quát xong, thủ ấn ngưng tụ, hai tay giao nhau trước người, một quyền kình đánh tan không khí, tiếng xé gió mang theo khí kình hung hãn tấn công Dương Khánh. Dương Khánh cảm giác thực lực của đối phương thì cả kinh, sắc mặt biến hóa, tay của hắn đánh thủ ấn, tay phải đột nhiên chém ra phía sau, một đạo kình khí từ tay phải của hắn đánh ra ngoài. Hai lực lượng không kém mang theo cuồng phong quét qua bệ đá, cuối cùng hai lực lượng này cũng va chạm vào nhau. Bành! Hai kình khí này va chạm thật mạnh, khí kình quanh người hai người tạo thành vòng xoáy giống như vòi rồng, Dương Khánh dường như yếu thế, thân hình lảo đảo lui ra phía sau, thực lực kém một trọng là kém nhau thật lớn. Dương Khánh, ngươi không phải đối thủ của ta, đi xuống đi. Lục Thiếu Hổ quát lạnh, bàn chân đạp mạnh lên đất, thân ảnh lướt tới, đánh ra một quyền thật mạnh. Hừ, Lục Thiếu Hổ, ngươi không cần hung hăng càn quấy. Dương Khánh hét lớn một tiếng. Thân hình hơi nghiêng lùi lại, nghiêng người hiểm hiểm tránh một quyền của Lục Thiếu Hổ. Hung hăng càn quấy thì thế nào, ai bảo thực lực ngươi không đủ. Lục Thiếu Hổ quát lạnh, Dương Khánh vừa mới lùi lại, bàn chân Lục Thiếu Hổ đột nhiên đạp lên mặt đất, thân ảnh biến hướng, thủ ấn biến hóa, 10 giây mây xuất hiện xuyên qua gợn sóng vô hình, lập tức lao tới quấn quanh Dương Khánh, âm thanh xé gió vang vọng. Cảm nhận được kình phong bén nhọn, sắc mặt Dương Khánh ngưng trọng. Vũ giả song hệ còn mạnh hơn vũ giả bình thường không ít, song hệ thuộc tính làm cho người ta khó lòng phòng bị. Không hổ là vũ giả song hệ, thực lực phát huy ra mạnh hơn đồng cấp không ít. Trên ghế trọng tài,
Dương Hướng Phong nói ra, Dương Khánh trong tộc bị khắc chế là trong dự liệu của hắn. Dương tộc trưởng, Dương gia của ngươi không phải cũng có vũ giả song hệ sao? Lục Đông mỉm cười nói ra. Vậy cũng còn kém Lục gia của ngươi, Lục gia còn có một vũ giả tam hệ đấy. Dương Hướng Phong nói nhỏ. Mà lúc này trên bệ đá có hơn 10 giây mây xuất hiện, thân thể Dương Khánh hơi nghiêng, bước chân nhanh chóng thối lui, chân khí trong người khởi động nhanh chóng, tay phải của hắn bất chi bất giác cầm một thanh đại đao, đao mang hiện ra bổ vào dây mây. Xíu, yêu yêu. Dây mây đứt đoạn, lập tức thu hồi đao chém vào mấy dây mây khác, nhưng mà những dây mây kia đã tới gần trong gang tấc. Đứt cho ta. Dương Khánh hét lớn một tiếng, chân khí trong người bạo phát, thân đao mang theo một đám hỏa diễm, mắt thường có thể thấy được chấn động vô hình xuất hiện trên người Dương Khánh, chân khí trong cơ thể quán trú vào thân đao, sắc mặt của hắn cũng tái nhợt vài phần, một chiêu này dường như là át chủ bài, uy lực không nhỏ, nhưng cần tiêu hao không ít chân khí. Ngay vào lúc này đao mang kéo lê, không gian chung quanh giống như mang theo hỏa diễm, cẩn thận bảo vệ quanh người Dương Khánh. Dây mây xẹt qua không gian, lập tức bị đao mang hỏa diễm thôn phệ, lập tức hóa thành khói trắng tiêu tán. Hừ, hiện tại, tới lúc ngươi phải xuống dưới rồi. Nhưng vào thời điểm này, thân ảnh Lục Thiếu Hổ đã tới trước mặt Dương Khánh, hắn đánh ra một trường, chân khí tàn phá không khí chung quanh, trường ấn xẹt qua không gian. Sau đó đánh thẳng vào Dương Khánh đang hoảng sợ, trưởng ấn đi qua chẳng khác nào cuồng phong tàn sát bừa bãi. Đồng tử Dương Khánh co rút lại, thần sắc kinh hãi, căn bản không cách nào né tránh một chương này, trong lòng rung động muốn tránh né, chân khí quanh người bạo tăng, chân khí hỏa thuộc tính quán trú vào đao trong tay, đao mang lập tức bạo phát, nhưng mà hắn đã chậm một bước. Chỉ trong nháy mắt này, trưởng ấn của Lục Thiếu Hổ đã xuyên qua cương khí hộ thân của đối phương, nện vào vai phải Dương Khánh. Oanh! Không gian nổ vang, thời điểm âm thanh vang lên thì có thân ảnh bay ra ngoài, ngã xuống dưới bệ đá, trong miệng phun máu tươi, người rơi xuống đương nhiên là Dương Khánh. Lục Thiếu Hổ thắng. Dương Khánh rơi xuống bệ đá, vậy hắn đã bại trận, chấp sự Vân Dương Tông cũng tuyên bố kết quả. Người vây xem trước bàn tiệc, Triệu Tuệ cùng không ít người Lục gia vui vẻ. Trên ghế trọng tài, Lục Đông cũng vui vẻ giạt rào. Rốt cục có một người thuận lợi tiến vào Vân Dương Tông, nhưng mà trong nội tâm hơi lo lắng, còn lại bốn người, nếu Lục Lâm Thiên gặp gỡ Vương Quang thì phiền phức. Lúc này Dương Hướng Phong Dương ra sắc mặt khó coi, đệ tử trong tộc bại bởi Lục gia, tất nhiên không phải chuyện cao hứng gì. Hừ, Lục Thiếu Hổ nhảy xuống, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Lục Lâm Thiên. Tiểu tử, người chớ đắc ý, chờ có cơ hội ta sẽ chơi ngươi tàn, sổ sách này về sau sẽ tính cùng một chỗ. Lục Lâm Thiên nghĩ thầm trong lòng, tuy hắn là huynh đệ cùng cha khác mẹ, nhưng Lục Lâm Thiên lúc trước và Lục Lâm Thiên hiện tại hoàn toàn không có bao nhiêu quan hệ với hắn. Khi Lục Thiếu Hổ nhảy xuống bệ đá, bốn người còn lại nhìn vào chấp sự Vân Dương Tông, vòng thứ ba không nghi ngờ làm mọi người vô cùng khẩn trương. Ba người Lục Lâm Thiên, Dương Diệu, còn có La Kim La Gia, bọn họ đều không muốn gặp Vương Quang, ba người cũng không phải ngốc tử, Vương Quang thực lực mạnh nhất, nếu ai gặp hắn là kẻ đó không may. Trận thứ ba, Dương Diệu. Chấp sự Vân Dương Tông cầm hai ngọc bài trong hộp ngọc ra, nhìn qua bốn người phía dưới. La Kim. Vận khí đúng là quá kém a. Thần sắc Lục Lâm Thiên trầm xuống, đúng là không may, Vương Quang thực lực vũ sĩ cửu trọng, chính mình vũ sĩ tứ trọng, kém nhau quá lớn, kém một trọng đã là một khoảng cách lớn, huống chi kém tới năm trọng. Xem ra, lần này ta không có cơ hội đọ sức với vũ giả tam hệ rồi. Dương Diệu nhìn Lục Lâm Thiên nói ra, dáng người lung linh tiến lên bệ đá. Thần sắc La Kim bất đắc dĩ, hắn nhảy lên bệ đá, xem như vận khí tốt, ít nhất từ biểu hiện thì hắn gặp Dương Diệu là may mắn, nếu so với đội Upsilon.ng phải Vương Quang của Vương gia, Lục Lâm Thiên Lục gia còn tốt hơn. Dưới bệ đá, còn lại chỉ là hai người Lục Lâm Thiên cùng Vương Quang, đám người Lục Đông, Lục Phô Song, Lục Tây lúc này biến sắc, tuy bọn họ biết rõ Lục Lâm Thiên bất phàm. Nhưng mà kém nhau 6 cấp độ, thực lực kém quá lớn, trong mắt bọn họ, Lục Lâm Thiên vẫn chỉ là vũ sĩ tam trọng mà thôi, họ không biết Lục Lâm Thiên che giấu đi một trọng thực lực. Chỉ có Triệu Tuệ, Lục Thiếu Hổ nhìn qua là vui vẻ, ngay cả ba người Chu Lập Hưng cùng Lục Nam, Chu Hải Minh cũng cười lạnh, chờ xem Lục Lâm Thiên bị thua. La Kim, ngươi chỉ là vũ sĩ nhị trọng, ngươi không phải đối thủ của ta, đầu hàng đi. Dương Diệu nhìn chằm chằm vào La Kim nói ra.
có phải đối thủ hay không, phải thử qua mới biết, cho dù không phải đối thủ, La Gia ta cũng không có kẻ không chiến mà hàng. La Kim lạnh nhạt nói ra. Lời này vừa nói ra, tộc trưởng La Gia mỉm cười, thật là thỏa mãn, cũng làm cho người xem có không ít hảo cảm. Được rồi, ta sẽ nhường cho ngươi động thủ trước. Dương Diệu chu miệng nói. Ta cũng không khách khí. Giọng nói vừa vang lên, La Kim biết thực lực mình yếu nhược, tự nhiên không có khách khí, thân hình nhảy lên, chân khí màu đỏ cuồng bạo bắn ra ngoài. Chỉ trong tích tắc nhảy lên không trung, La Kim tay kết thủ ấn, một loan đao dài nửa mét xuất hiện trong tay, trên thân đao có hào quang màu đỏ lập lòe, mũi đao uốn lượn mang theo hàn quang, đao này không phải vật bình thường. Loan đao xẹt qua một đường cong, lập tức cắt vỡ không khí chém thẳng vào Dương Diệu. Đến tốt! Dương Diệu cười khanh khách một tiếng, nàng kết xuất thủ ấn, trong tay lúc này xuất hiện trường kiếm màu đỏ, trường kiếm ra khỏi vỏ, mấy bóng kiếm xoay tròn mang theo đường cong chói mắt, giống như linh xà vặn vẹo, cực kỳ linh hoạt cùng độc ác, lập tức ngăn cản loan đao của La Kim. Đao quang kiếm ảnh giao thoa qua lại trên không trung, nhanh tới mức làm cho người ta hoa mắt, thân ảnh hai người tách ra, sắc mặt La Kim đã có chút tái nhợt, loan đao vẽ một cái, hoa lửa nhàn nhạt bắn ra, mang theo ánh đao sâm lãnh chém vào Dương Diệu. Xuy, thân thể mềm mại của Dương Diệu nhảy lên, chân khí rồi đột nhiên bộc phát, mà thân hình như bóng mở lao thẳng về phía La Kim, tốc độ vô cùng nhanh chóng, ngay lúc này trường kiếm trong tay được rót chân khí vào cũng mang theo hỏa diễm, kiếm quang vạch phá không khí, bổ thẳng vào La Kim. Thần sắc La Kim không biến hóa, biết thực lực mình hơi thấp, ngạnh kháng Dương Diệu sẽ không chiếm được chút tiện nghi nào, lập tức mũi chân chĩa xuống đất, chân khí tuôn vào chan. Thân ảnh của hắn như thuấn di lui ra sau vài bước, loan đao trong tay vót ngang, kinh lực mạnh mẽ mang theo hỏa diễm nóng bỏng, không trung trước mặt xuất hiện ánh lửa, đánh ra một đường vòng cung, âm thanh bén nhọn xé gió lao tới. Thân thể mềm mại của Dương Diệu nghiêng người qua, thủ ấn trong tay ngưng kết lại, trường kiếm đột nhiên cải biến phương hướng kéo ra một bóng kiếm, cũng là chân khí hỏa thuộc tính bắn ra, bóng kiếm bao trùm cả không gian này, bao phủ La Kim. Keng keng! Trong thời gian ngắn, ánh lửa bắn tung tóe giữa hai người, thân ảnh hai người lui ra phía sau, nhưng mà La Kim không địch lại, thân ảnh lảo đảo. Lại đến, Dương Diệu đắc thế không buông tha người, thân thể mềm mại lui ra phía sau, mũi kiếm cắm vào bệ đá, dùng bệ đá ổn định thân thể, điểm chân nhẹ vào mặt đất, thân ảnh lao thẳng tới phía trước, thân thể lăng không bay lên, chợt hai chân chỉ lên trời đạp một cái, thân hình như diều hâu săn mồi, giống như thiểm điện đánh vào đầu La Kim. Trường kiếm trong tay đánh ra mấy bóng kiếm, nhiệt độ chung quanh tăng lên nhanh chóng. Dương tộc trưởng, nữ nhi của ngươi thật bất phàm, thiên phú rất mạnh, vận dụng vũ khí cũng xuất thần nhập hóa, khống chế tự nhiên, điểm này không phải kẻ thiên phú kém có thể làm được. Nhìn thấy hai người trên bệ đá, Bạch Mi trưởng lão Vân Dương Tông tán thưởng, có đôi khi năng lực phản ứng chiến đấu cũng trọng yếu như thiên phú tu luyện, bất luận cường giả gì tuyệt đối không phải dựa vào thiên phú tu luyện mà thành công. Chỉ có trải qua vô số lần kịch chiến mới có thể chính thức tôi luyện ra một cường giả. Về sau cần phải dựa vào Bạch Mi trưởng lão tài bồi. Dương Hướng Phong mỉm cười nói ra, đối với biểu hiện của nữ nhi mình hắn rất hài lòng. Đó là tự nhiên, nàng có thiên phú như thế, tăng thêm biểu hiện vừa rồi, ở trong Vân Dương Tông muốn bộc lộ tài năng cũng không khó, đến lúc đó muốn trở thành đệ tử thân truyền cơ hội rất lớn. Bạch Mi trưởng lão cười nói. Vũ giả song hệ nếu không có gì bất ngờ xảy ra, muốn trở thành đệ tử thân truyền Vân Dương Tông là chuyện ván đã đóng thuyền. Lục Lâm Thiên lúc này cũng quan sát chiến đấu trên bệ đá, mà trong đầu vẫn đang nghĩ tới, chính mình làm như thế nào đối phó Vương Quang, thực lực kém quá lớn, xem ra chỉ giống như đấu với Chu Hải Minh, tìm cơ hội thừa dịp bất ngờ ra tay một kích. Chiến đấu trên bệ đá kịch liệt, hai đạo thân ảnh giao thủ không ngừng, chậm rãi La Kim đã tới biên giới bệ đá. Tinh hỏa liệu nguyên đao. La Kim hét lớn một tiếng, chân khí nóng bỏng quanh người tuôn ra, đột nhiên chân khí lượn lờ quanh thân, hỏa diễm thần dị hiện ra ngoài, đao mang phóng đại, loan đao trước người không ngừng xoay tròn, hình thành hỏa cầu, không khí chung quanh bị đốt cháy kêu xèo xèo. Hỏa cầu này nhanh chóng rời tay đánh thẳng về phía Dương Diệu, vẻ mặt La Kim lúc này đã tái nhợt, tinh hỏa liệu nguyên đao uy lực cực lớn, nhưng mà cũng tiêu hao chân khí bản thân to lớn. Không đến cuối cùng hắn không thi triển ra. Hỏa ảnh kiếm. Dương Diệu quát một tiếng, La Kim sử dụng tinh hỏa liệu nguyên đao, nàng cũng không dám khinh thường, chân khi tuôn ra, khí tức nóng bỏng nhanh chóng bao phủ bệ đá,
trường kiếm trong tay trong nháy mắt kéo lê mấy đường kiếm quang bao phủ không gian, lập tức xoắn nát hỏa cầu kia. Ngay tại lúc đó thần sắc Dương Diệu trầm xuống, chân khí màu xanh da trời trên tay trái khuếch tán ra, cuối cùng quang cầu màu xanh da trời ngưng tụ lại, quang cầu không ngừng bành trướng, dường như nó đang trong giai đoạn chuẩn bị, không ngừng chung quanh sinh ra áp lực to lớn. Siêu, siêu, bóng kiếm giao thoa với hỏa cầu, ánh lửa ứa ra, hỏa cầu và bóng kiếm rơi lả tả trên bệ đá, giống như có pháo hoa rực rỡ trên bệ đá. Không gian trên bệ đá bị áp xúc nổ tung, khí kình khuếch tán ra các nơi, hai đạo thân ảnh xuất hiện. Đi xuống cho ta. Thân ảnh Dương Diệu đang rút lui, cũng vào lúc này trong tay trái, quang cầu màu xanh da trời đã to mấy mét, lập tức vung tay đánh thẳng vào La Kim. Phanh! Quang cầu màu xanh da trời lướt nhanh tới trước, nhưng nó lại nổ tung giữa không trung, hóa thành một cột nước lớn đánh vào thân thể La Kim đang lảo đảo thối lui ra phía sau, lực lượng to lớn ập tới. La Kim gặp trọng kích, thân hình đột nhiên bị đánh bay, khóe miệng có một tia máu tươi chảy ra, ngã xuống biên giới của bệ đá. Phanh! La Kim ngã xuống dưới đài, thực lực kém một trọng, cộng thêm Dương Diệu lại là vũ giả song hệ, hắn khó có thể chống lại, giao thủ mười mấy hiệp đã thua thảm hại. Trận thứ ba, Dương Diệu thắng. Chấp sự Vân Dương Tông nói. Dương Diệu thắng, trận chiến thứ ba tranh danh ngạch tiến vào Vân Dương Tông đã chấm dứt, lúc này có không ít nam thanh niên thét to, xem ra người ái mộ Dương Diệu không ít. Nếu ngươi đánh bại Vương Quang tiến vào Vân Dương Tông, chúng ta còn có cơ hội đọ sức một phen. Dương Diệu nhảy xuống bệ đá, đến bên cạnh Lục Lâm Thiên nói ra. Vương Quang, Lục Lâm Thiên, trận thứ tư các ngươi tiến lên đi. Chấp sự Vân Dương Tông nhìn qua hai người Vương Quang cùng Lục Lâm Thiên nói, trong ánh mắt đầy phức tạp lại nhìn qua Lục Lâm Thiên, thầm nghĩ Lục Lâm Thiên vận khí đúng là không tốt, lại gặp phải Vương Quang, chênh lệch quá lớn, cho dù là vũ giả tam hệ cũng không cách nào chống lại. Tiểu tử, cho ta xem vũ giả tam hệ có cái gì bất phàm. Vương Quang mỉm cười, lập tức nhảy lên trên bệ đá, đối phó Lục Lâm Thiên vũ sĩ tam trọng, hắn căn bản không có quan tâm nhiều, hắn rất rõ ràng vũ sĩ tam trọng và vũ sĩ cửu trọng khác nhau ra sao, đây không phải là chênh lệch cấp độ bình thường. Thần sắc Lục Lâm Thiên thu liếm lại, chân khí quanh người run run, thân hình thong thả tiến lên bệ đá, hắn hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nhìn thấy hai người đứng trên bệ đá, đám người Triệu Tuệ, Lục Thiếu Hổ, Chu Hải Minh cười lạnh, ở giữa sân người, tất cả mọi người không xem trọng Lục Lâm Thiên, nhưng phàm là người am hiểu vũ giả cũng biết vũ sĩ tam trọng cùng vũ sĩ cửu trọng khác nhau ra sao. Trên khán đài, nha hoàn Thúy Ngọc lúc này nhìn chằm chằm vào bệ đá, trong ánh mắt bắn ra tinh quang lóe lên một cái sau đó thu liễm lại. Tiểu tử, ra tay đi, cho ta xem cái gì gọi là vũ giả tam hệ. Vương Quang khẽ cười một tiếng nói. Thật sao, hay là ngươi ra tay trước đi? Lục Lâm Thiên buông lỏng tâm tình, cười nhạt một tiếng nói ra, bản thân mình cần giữ thực lực, xuất thủ trước sẽ làm trái kế hoạch của mình. Tiểu tử liều lĩnh. Vương Quang cười lạnh một tiếng, thủ ấn trong tay biến hóa, chân khí màu vàng đất tạo thành vòng bảo vệ quanh người, thân hình lướt tới như thiểm điện đánh thẳng vào Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên nhanh chóng lùi lại, đến thời điểm này mình cũng không thể khẩn trương được, dưới tình huống thực lực kém nhau quá xa, nếu mình chỉ cần có sai lầm nhỏ chính là chấm dứt. Thân hình Vương Quang lướt tới, thân thể biểu hiện ra một tầng chân khí màu vàng đất bao phủ quanh thân, hai tay biến hóa, hai quyền nắm chặt, khớp xương vang lên răng rắc, mang theo tiếng xé gió bén nhọn, hai quyền còn mang theo khí kình cường hãn, tay trái đánh thẳng vào Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên cũng không dám ngạnh kháng, thân hình lập tức lùi lại lần nữa, chỉ có chờ tới khi đối phương tiêu hao quá nhiều thì mình mới có cơ hội. Muốn chạy, tốc độ của ngươi hình như không đủ. Vương Quang khẽ quát một tiếng, hai chân điểm xuống đất, xoay người bay lên, chân khí run run, thân hình mượn lực đả lực, hai đấm giao thoa, lập tức đánh thẳng vào Lục Lâm Thiên. Nhanh thật! Thần sắc Lục Lâm Thiên trầm xuống, tốc độ của đối phương vượt qua dự kiến của hắn, mình bây giờ đã không cách nào rút lui được nữa. Hắn cắn răng, không còn phương pháp, Lục Lâm Thiên vận chuyển chân khí, thủ ấn trong tay nhanh chóng biến đổi, không khí quanh người nóng lên, chân khí hỏa thuộc tính tỏa ra ngoài. Nhìn qua khí kình hung mãnh đánh thẳng vào Vương Quang, hai đấm Lục Lâm Thiên ngưng tụ, bỗng nhiên mở ra, quát khẽ. Nộ diễm quyền. Khi Lục Lâm Thiên quát lên, khí tức nóng bỏng mang theo khí kình hung hãn đột nhiên bắn ra từ trong nắm đấm, nện mạnh vào hai quyền của Vương Quang.
bành, bành. Hai tiếng nổ vang xuất hiện, khí kình cường hãn khuếch tán, ánh lửa tứ tán, Lục Lâm Thiên lập tức cảm giác trên hai nắm đấm của mình có một lực lượng khổng lồ chút xuống, đau đớn kịch liệt từ hai tay sinh ra, thân hình không tự chủ được rút lui, chân khí trong cơ thể cuồn cuộn sôi trào. Thân hình lảo đảo rút lui hơn 10 bước, hai chân Lục Lâm Thiên vẫn bám chặt vào mặt đất mới đứng vững thân hình, cưỡng ép ngăn cản chân khí trong cơ thể, thực lực đối phương còn mạnh hơn mình quá nhiều. Không tệ, có thể tiếp được 8 phần lực lượng của ta, nhưng mà chỉ như thế là chưa đủ. Vương Quang nói, hắn vừa rồi chỉ thi triển 8 phần lực lượng mà thôi. Mới 8 phần lực đã mạnh mẽ và hung hãn thế rồi. Trong nội tâm Lục Lâm Thiên thầm kêu khổ, Vương Quang quá khó đối phó. Lại đến, Vương Quang vừa mới nói xong, bàn chân hắn đạp mạnh vào mặt đất, tốc độ lần này trở nên mau lẹ hơn, tốc độ cuồng mãnh, không gian trước mặt như bị hắn xé rách, lao tới như mãnh hổ. Cảm nhận được thực lực của đối phương, thân thể Lục Lâm Thiên hơi nghiêng, nắm đấm to lớn của Vương Quang mang theo khí kình hung mãnh lao tới. Hừ, ta nói tốc độ của ngươi không đủ. Đúng lúc này, giọng của Vương Quang vang lên bên tai Lục Lâm Thiên, một quyền này đánh xuống, không thể nghi ngờ là nhắm vào bụng dưới của Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên kinh hãi, thực lực không bằng đối thủ, tốc độ cũng không đủ, thân hình cố gắng lại lùi nhanh hơn, thủ ấn trong tay biến hóa, áo giáp màu vàng đất xuất hiện. Thanh linh khải giáp. Một hào quang màu vàng đất sinh ra, Lục Lâm Thiên không thể không sớm bố trí thanh linh khải giáp, áo giáp đầy lân phiến màu vàng nhạt xuất hiện, lộ ra vẻ huyền ảo. Thần sắc Vương Quang kinh ngạc, nhưng tốc độ công kích không có chậm lại. Thân hình Lục Lâm Thiên lùi lại thật nhanh, mũi chân của mình điểm nhẹ xuống mặt đất, thân hình lóe lên như quỷ mị, nắm đấm ẩn chứa khí kình cường hãn kéo lên một đường vòng cung nện thẳng vào ngực Lục Lâm Thiên. Khai Sơn Trưởng. Cũng vào lúc này, Lục Lâm Thiên quát một tiếng, vũ kỹ tinh cấp Khai Sơn Trưởng xuất hiện, khí kình tăng vọt đỡ upsilon.ng vào một quyền của Vương Quang. Phanh. Tiếng nổ vang vọng, mắt thường có thể thấy được, trong không gian có khí lãng khuếch tán ra ngoài. Trên bệ đá, thân hình Lục Lâm Thiên lảo đảo rút lui hơn 10 bước, sắc mặt đã trở nên tái nhợt, chân khí trong cơ thể cuồn cuộn, cũng sắp áp chế không nổi nữa. Mà lúc này thần sắc Vương Quang cũng đầy kinh ngạc, thân hình của hắn rút lui một bước, một kích này không có đánh bay Lục Lâm Thiên đã vượt qua dự kiến của hắn rất sâu sắc. Không nghĩ tới Lục gia còn có vũ kỹ phòng ngự này dường như bất phàm a. Trên ghế trọng tài, thần sắc Bạch Mi trưởng lão Vân Dương Tông rất kinh ngạc. Vũ khí phòng ngự không phải tầm thường, chúng vô cùng chân quý, dùng ánh mắt của hắn tự nhiên nhìn ra được vũ khí phòng ngự của Lục Lâm Thiên cấp độ cũng không thấp. Lục Đông lúc này mỉm cười, nhưng trong lòng biết rõ, trong Lục gia cũng không có vũ khí phòng ngự trên người Lục Lâm Thiên cũng không phải của Lục gia. Lão gia tử đã từng nói qua sau lưng Lục Lâm Thiên có cao nhân, xem ra vũ khí phòng ngự là tới từ tay của cao nhân đó. Trên thính phòng. Nhà hoàn Thúy Ngọc và Vũ chấp sự của Thiên Bảo Môn đầy kinh ngạc, cảm giác được vũ khí phòng ngự của Lục Lâm Thiên có chỗ bất phàm, không phải thứ bình thường. Tiểu tử, có chút bổn sự. Trong thần sắc Vương Quang có một tia kinh ngạc, đối phương có vũ khí phòng ngự trên người, chân khí toàn thân tăng lên nhanh chóng, đột nhiên thân hình lại lao tới, mang theo khí kình mãnh liệt tấn công Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên không dám chủ quan, chân khí run run, nộ diễm quyền đánh ra, lực công kích va chạm tức phân. Lực công kích của đối phương mang theo sức mạnh cường hoành, lập tức chút xuống như mưa. Không hổ là vũ sĩ cửu trọng. Lục Lâm Thiên vẫy vẫy nắm đấm đang đau đớn, thân hình bị đẩy lui lần nữa, tiếp tục bố trí thanh linh khải giáp. Lục Lâm Thiên cảm giác rõ ràng, lực công kích của đối phương chỉ có một phần nhỏ xâm nhập vào trong người của mình, hơn phân nửa lực công kích đã bị thanh linh khải giáp ngăn cản lại. Ta xem ngươi còn có thể ngăn cản mấy lần, thực lực thấp. Dựa vào thủ đoạn khác cũng không có bao nhiêu tác dụng đâu. Vương Quang quát một tiếng, chân khí run run, trong tay kết thủ ấn quỷ dị, ngay cả tóc cũng dựng đứng lên, trên bệ đá lập tức bao phủ sóng gió cường hãn. Lục Lâm Thiên phát hiện quanh thân Vương Quang lúc này như bành trướng lên, khí tức thân thể phóng đại, quanh người bao phủ hào quang màu vàng đất. Tiểu tử, đi xuống đi. Vương Quang hét lớn một tiếng, quanh người có chân khí bàng bạc bắn ra ngoài. Bệ đá dưới chân dùng thân hình của hắn làm trung tâm xuất hiện khe hở như mạng nhện, trước người có trưởng ấn xuyên thủng không khí, trưởng ấn màu vàng đất này nhanh chóng lớn hơn 10 mét, mang theo tiếng xé gió như đại chùy nện thẳng vào Lục Lâm Thiên. Cảm giác được khí kình hung mãnh này, sắc mặt Lục Lâm Thiên hơi đổi, biết rõ Vương Quang khó chơi,
mình tránh cũng không thể tránh, cắn răng đánh thủ ấn biến hóa, khí tức quanh người tăng vọt từ vũ sĩ tam trọng đột phá lên vũ sĩ tứ trọng. Từ khi vừa bắt đầu tới bây giờ, Lục Lâm Thiên vẫn áp chế thực lực của mình là vũ sĩ tam trọng. Trong lòng bàn tay kình khí đột nhiên bắn ra mạnh mẽ, hào quang quanh người đại thịnh, hắn cũng giáng ra một chưởng mang theo tiếng xé gió mạnh mẽ. Vũ sĩ tứ trọng, tiểu tử này không ngờ còn che giấu thực lực. Khi Lục Lâm Thiên hiển lộ thực lực vũ sĩ tứ trọng, cấp độ thực lực tăng lên nhanh chóng, bị mọi người trên ghế trọng tài nhìn thấy được, có thể ở trước mặt bọn họ ẩn giấu thực lực, bọn họ cũng chỉ có thể thầm than Lục Lâm Thiên bất phàm. Nhưng mà mọi người kinh ngạc và cảm thán, cho dù là vũ sĩ tứ trọng cũng thì không cách nào chống lại Vương Quang là vũ sĩ cửu trọng, bởi vì chênh lệch vẫn còn quá lớn. Trong tràng, không ít người cũng đã nhận định Lục Lâm Thiên thua chắc rồi, thực lực này cách xa quá nhiều, căn bản không cách nào chống lại. Mà trên bệ đá, hai đạo trưởng ấn đã va chạm vào nhau, mắt thường có thể thấy được không khí chung quanh bị nghiền ép. Bành! Tiếng nổ cực lớn vang lên trên bệ đá xuất hiện khe nứt lớn, khí kình quét đá vụn bay tứ tung. Nhưng mà vào lúc này thân hình Lục Lâm Thiên bay ra ngoài, thân thể thiếp đất lại lảo đảo lui ra sau. Phốc! Sắc mặt Lục Lâm tái nhợt, trong miệng có tiếng trầm thấp, sau đó phun ra một ngụm máu tươi, bước chân lảo đảo lui ra phía sau, thẳng tới biên giới bệ đá mới chậm rãi dừng lại, ngay cả áo giáp màu vàng đất trước người cũng ảm đạm đi nhiều. Có thể ngạnh kháng một kích toàn lực của vũ sĩ cửu trọng, lực phòng ngự đúng là không tệ, xem ra vũ kỹ phòng ngự tu luyện không kém, vũ kỹ phòng ngự này đúng là bất phàm. Bạch Mi trưởng lão Vân Dương Tông kinh ngạc nói ra, vũ sĩ tứ trọng ngạnh kháng một kích toàn lực của vũ sĩ cửu trọng, đây đã là điểm làm mọi người kinh ngạc. Không ít người vây xem cũng đổ mồ hôi lạnh thay Lục Lâm Thiên, nhìn thấy Lục Lâm Thiên có thể chống lại thì thở ra một hơi. Thực lực chênh lệch quá lớn. Trong đám người, Lục Vô Song nói nhỏ, thần sắc thở dài, kém nhau tới năm trọng, đây là một cái hào cực rộng, có thể chống lại một kích vừa rồi đã là kỳ tích. Tiểu tử, người đã khiến ta chấn kinh nha, nhưng mà hiện tại ngươi còn thực lực chống đỡ tiếp không? Vương Quang nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên ở biên giới bệ đá nói ra. Lục Lâm Thiên sau khi nuốt một ngụm máu sắp phun trở vào, ngăn cản chân khí hỗn loạn trong cơ thể, quay đầu nhìn qua phía sau mình, lúc này mình còn cách biên giới bệ đá 2 mét mà thôi, nếu ngăn cản một kích nữa thì mình phải thua không nghi ngờ. Có thực lực chống lại hay không, thử qua mới biết được. Lục Lâm Thiên nói nhỏ một tiếng, trong tâm tính của hắn có một khí chất vĩnh viễn không chịu thua. Tốt, ta đúng là muốn xem ngươi có thực lực này hay không. Vương Quang hừ lạnh một tiếng, ngay vào lúc này thủ ấn trong tay biến ảo, chân khí quanh người run run, thân hình của hắn bao phủ trong hào quang màu vàng óng, trên bệ đá, kình phong gào thét, mang theo âm thanh xé gió bén nhọn, không gian chung quanh bệ đá lúc này cũng sinh ra áp lực. Phá thạch kỹ. Không gian chung quanh bị khí kình áp lực tới mức độ nhất định, thời điểm này hai tay Vương Quang hất lên, đồng tử của hắn bắn ra hào quang màu vàng đất, trên hai tay có hai đạo trưởng ấn bành trướng đánh tới trước. 333. Một đạo cuồng phong gào thét, lực lượng khủng bố quét qua tất cả, trên bệ đá nham thạch cứng rắn cũng bị nhấc lên, đá vụn nghiền nát, những phiến đá khác như quả cầu tuyết nhỏ bắn tứ tung mang theo áp lực và lực lượng khủng bố lao thẳng về phía Lục Lâm Thiên, mặt ngoài của bệ đá bị lật tung lên, Lục Lâm Thiên căn bản không có chỗ để trốn. Lực lượng thật mạnh, thực lực này đã tiếp cận vũ sư. Trên ghế trọng tài, bọn họ ngạc nhiên vì thực lực Vương Quang bạo phát ra, trong thế hệ trẻ. Người có thực lực thế này đúng là hiếm thấy, đồng thời không ít người cũng dự cảm được kết cục của Lục Lâm Thiên, đối mặt với thực lực hung hãn như thế, ngay từ đầu Lục Lâm Thiên cũng đã không phải là đối thủ, huống chi hiện tại đã có thương tích trên người. Nhìn thấy biểu lộ kinh ngạc của mọi người, tộc trưởng Vương gia mỉm cười, nhi tử che giấu nhiều năm như vậy chính là vì hôm nay, nhi tử rốt cuộc cũng không để cho mình thất vọng. Thần sắc Lục Đông khe khẽ thở dài, Lục Lâm Thiên thiên phú đỉnh cấp. Nhưng mà thực lực kém đối phương quá lớn, nếu trong tộc có thể bồi dưỡng từ nhỏ, Vương gia Vương Quang này làm sao là đối thủ chứ? Tất cả cũng chỉ có thể trách Lục Lâm Thiên vận khí không tốt, trong 7 người, cuối cùng lại đỡ Upsilon.ng phải Vương Quang. Trên bệ đá, sắc mặt Lục Lâm Thiên lúc này cũng khó coi, chính mình căn bản không thể chống lại, đối phương quá mạnh mẽ. Liều, lúc này đây, nhất định không thể sai lầm. Lục Lâm Thiên cắn răng nói ra. Thủ ấn trong tay xuất hiện biến hóa huyền ảo, thân thể lập tức bao phủ trong ánh sáng chói mắt, từ khi đánh ra những thủ ấn huyền ảo này,
trước người Lục Lâm Thiên bắn ra một đạo quang mang quỷ dị, khí tức toàn thân lúc này cũng sinh ra biến hóa rất lớn. Từng đạo thần quang quỷ dị xuất hiện, lập tức bắt đầu ngưng tụ, một tiếng nổ như sấm rền vang vọng ngưng tụ trên bệ đá, Lục Lâm Thiên phun ra một ngụm máu tươi, dung hợp lại thất bại. Vì sao lần nào cũng không thành công, tại sao có thể như vậy? Trong nội tâm Lục Lâm Thiên vô cùng trầm trọng, công kích của đối phương đã tới trước mặt, không có thời gian cân nhắc, thủ ấn trong tay ngưng kết lần nữa, lúc này một đạo thần quang lại ngưng tụ. Một đạo thần quang này bắn ra quang mang kỳ lạ, nhìn kỹ thì có 7 màu lập lòe, trên hào quang thần dị kia làm cho người ta kinh ngạc, bởi vì hào quang này có năng lượng khổng lồ khiến người ta sợ hãi, chung quanh những khí tức khủng bố này, cả hư không bắt đầu vặn vẹo, tản ra khí tức làm nội tâm người ta run sợ. Khí tức khủng bố này tương dung, bài xích cực lớn làm cho Lục Lâm Thiên không cách nào thuận lợi ngưng tụ, chân khí trong người bị khí tức khủng bố kia cắn nuốt. Vì sao vẫn không được, nhất định là còn sai lầm gì đó. Sắc mặt Lục Lâm Thiên trắng bệch, chân khí trong người bị rút đi, nhưng mà hắn không cách nào ngưng tụ ra đạo công kích này. Ồ, tại sao có thể như vậy? Vào thời điểm này Lục Lâm Thiên cảm giác được linh lực của mình dường như bị dẫn dắt hội tụ vào trong năng lượng kỳ dị kia. Chẳng lẽ là cần linh lực? Lục Lâm Thiên không do dự, trong đầu lập tức có linh lực cuồng bạo lưu chuyển, rót vào trong hào quang 7 màu trước mặt. Khi được linh lực rót vào, hào quang 7 màu các nơi sinh ra phản ứng, khí tức khiến tim người ta đập nhanh sinh ra trên bệ đá. Hào quang thần dị không cách nào ngưng tụ, vào lúc này khi Lục Lâm Thiên rót linh lực vào thì hào quang 7 màu sinh ra hấp lực tương dung với nhau. Thành công, thì ra chú tước quyết cần linh lực để dung hợp. Lục Lâm Thiên mỉm cười, tuy không rõ vì sao vũ khí này cần linh lực rót vào, nhưng Nam Thúc cũng nói, vũ khí thần bí này bất phàm, nếu không Nam Thúc cũng đã mở nó ra rồi. Hào quang thần dị này dung hợp với nhau, khí tức khủng bố càng lúc càng mạnh, Lục Lâm Thiên cũng cảm giác được sau khi lực lượng này dung hợp đã trở nên cuồng bạo, Lục Lâm Thiên cắn răng đánh thủ ấn ra lần nữa, 10 ngón không ngừng biến hóa, trong hào quang trước mặt, 10 ngón tay dẫn dắt từng đạo linh lực vào bên trong. Lúc này người bên ngoài chỉ nhìn thấy ánh sáng 7 màu đang tỏa sáng trên bệ đá, khí tức vô cùng khủng bố tràn ngập khắp nơi, hư không cũng sinh ra vặn vẹo. Đây là vũ khí gì, hình như còn có linh lực chấn động a. Bạch Mi trưởng lão Vân Dương Tông cũng kinh ngạc, các thủ lĩnh và gia chủ các gia tộc cũng chấn kinh, một màn này cũng vượt qua tưởng tượng của Lục Đông rất xa. Khi rót linh lực vào, hào quang thần dị quanh người Lục Lâm Thiên tỏa năng lượng cuồng bạo, nhưng nó dần dần an tĩnh lại. Trong ánh mắt kinh ngạc của mấy vạn người nơi đây, năng lượng này ngưng tụ thành một thân chim to 3 mét. Năng lượng đỏ thẫm to 3 mét này ngưng tụ thành thân chim chẳng khác gì hỏa phượng, có vài cọng lông vũ 7 màu ngưng tụ thành mũ phượng, trên cái đuôi có lông vũ 7 màu kéo dài, hai cánh mở ra có hỏa diễm tràn ngập, không gian chung quanh lắc lư lên xuống, hỏa điều này chẳng khác gò hỏa phượng hàng lâm. 333. Nói thì rất dài dòng, nhưng trên thực tế cũng chỉ diễn ra trong 2-3 nháy mắt mà thôi. Lúc này Vương Quang thúc giục lực lượng cuồng bạo đã tới trước mặt Lục Lâm Thiên. Đến đây đi, Chu Tước Quyết. Lục Lâm Thiên hét lớn một tiếng, chân khí trong cơ thể đã tiêu hao hết, hai tay đánh ra đạo thủ ấn cuối cùng, hỏa điểu trước người vỗ cánh bay đi. Khi hỏa diễm này lướt qua không gian, thân hình 3 mét của nó nhanh chóng bành trướng, lập tức hóa thành 40 mét, hỏa diễm quanh thân cuồng bạo, khí tức trên người của nó càng trở nên khủng bố, khí tức cuồng bạo phóng lên trời. Cảm nhận được khí tức cuồng bạo này, Vương Quang vốn vô cùng tự tin, cảm thấy tóc gáy dựng thẳng lên. Trên ghế trọng tài, sắc mặt Bạch Mi trưởng lão Vân Dương Tông đại biến, trong ánh mắt đầy kinh hãi. Tiểu tử không nên. Bạch Mi trưởng lão hét lớn một tiếng, thân hình lướt tới, thân thể của hắn mang theo khí tức cường hãn lao xuống bệ đá. Trên bệ đá, hai cánh hỏa điểu chập chờn, đá vụn bắn tới như mưa rào biến thành hơi tiêu tán đi. Năng lượng thể đỏ thẫm nhanh chóng lao thẳng tới Vương Quang, thời điểm tới gần Vương Quang thi hư ảnh hỏa điểu biến mất, sau đó ngưng tụ thành một hỏa cầu to lớn, hỏa cầu bạo động căng phồng lên, ngay sau đó là một tiếng nổ cực mạnh xuất hiện trên bệ đá. Rầm 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 phanh, hỏa diễm bao phủ cả bệ đá, không chỉ trên bệ đá, trong phạm vi ít nhất 300 mét đều bị ngọn lửa bao phủ. Trong hỏa diễm có khí tức cuồng bạo phóng thẳng lên trời. Xuy. Trong nháy mắt một đạo thân ảnh từ trên ghế trọng tài lao vào hỏa diễm, lập tức bố trí một vòng phòng ngự quanh bệ đá. Ầm ầm, hỏa diễm không ngừng nổ vang, không gian sinh ra rung động,
bệ đá bị hỏa diễm phô thiên cái địa này nổ thành hư vô, hỏa diễm khuếch tán ra bốn phía, thiếu chút nữa lao thẳng vào ghế khách quý. Trong một đống đá vụn, Bạch Mi trưởng lão xuất hiện ở trong đó, một đạo cương quang hiện ra, nhưng mà vương quang với khóe miệng có máu tươi chảy ra và ánh mắt đầy kính hãi được bảo vệ bên trong cương quang. Sau một lát, trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, Lục Lâm Thiên chậm rãi bò ra khỏi đống đá vụn, sắc mặt tái nhợt, thần sắc uể oải, trên người chật vật không chịu nổi. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào cảnh này, đều kinh hãi không hiểu, các đại gia chủ trên ghế tông chủ và ba chấp sự Vân Dương Tông cũng đứng lên, cảnh vừa rồi hoàn toàn vượt qua dự kiến của bọn họ, Lục Lâm Thiên thi triển vũ kỹ thật sự quá cường hãn, một kích này căn bản vũ giả cấp độ vũ sĩ không thể thi triển ra được. Trên khán đài mọi người trợn mắt há hốc mồm, cảnh khủng bố này làm bọn họ kinh hãi. Hảo tiểu tử, trận này, ngươi thắng. Bạch Mi trưởng lão Vân Dương Tông nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên, trong mắt ánh mắt kinh ngạc, lập tức thu hồi cương khí hộ thân, trong lực lượng cuồng bạo vừa rồi, hắn tự nhiên rõ ràng uy lực của một kích đó, chỉ sợ cho dù vũ sư nhất trọng gặp gỡ không chết cũng trọng thương, nếu không phải mình bảo vệ Vương Quang, hiện tại Vương Quang đã là một thi thể. Tốt lắm công tử thắng. Trên khán đài, Lục Tiểu Bạch lớn tiếng quát lên. Trên ghế trọng tài, sắc mặt tộc trưởng Vương gia biến thành âm trầm, con mình nắm chắc thắng lợi trong tay, không nghĩ tới cuối cùng vẫn bị thua, mà Lục Đông tới lúc này vẫn còn không tin nổi, Lục Lâm Thiên thi triển vũ kỹ thần bí kia lại có thể một lần hành động đánh bại vũ sĩ cửu trọng. Mọi người trên ghế trọng tài đều nhìn ra, nếu không có Bạch Mi trưởng lão bảo vệ Vương Quang, chỉ sợ Vương Quang hiện tại đã chết rồi. Vũ khí hoàng cấp sao, là vũ khí hoàng cấp cao cấp, hoặc chí ít là vũ khí huyền cấp sơ giai. Trên khán đài, nha hoàn Thúy Ngọc nói nhỏ. Lục Lâm Thiên nhìn chằm chằm vào Bạch Mi trưởng lão, nhẹ nhàng hỏi. Ta thắng sao? Bạch Mi trưởng lão nói nhỏ. Đúng vậy, người thắng, thật sự ngoài ý muốn của ta. Rốt cục cũng thắng. Khóe miệng Lục Lâm Thiên mỉm cười, cảm giác hai mắt tối sầm, toàn thân vô lực ngã xuống đất. Thi triển chu tước quyết xong thì chân khí trong cơ thể hắn tiêu hao hầu như không còn. Lâm Thiên, Lục Đông, Lục Vô Song lập tức chạy lên bệ đá. Hắn không có việc gì đâu, chỉ hao hết chân khí hư thoát mà thôi, điều dưỡng một phen sẽ khôi phục. Bạch Mi trưởng lão đến bên người Lục Lâm Thiên kiểm tra một phen rồi nói ra. Một ngày sau đó trong đình viện Lục gia, La Lan Thị nhìn qua Lục Lâm Thiên, trong nội tâm lo lắng. Vô Song, Lâm Thiên không có sao chứ, tại sao vẫn bất tỉnh? La Lan Thị lo lắng hỏi. Tam Di, người yên tâm đi, Lâm Thiên vì tiêu hao quá nhiều, không sao đâu. Lục Vô Song nói ra, đôi mắt dễ thương nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên đang nằm trên giường, trên quảng trường ngày hôm qua, thiếu niên này đã đại phát hùng phong, thế nhưng mà thân ảnh của hắn đã ghi khắc sâu vào nội tâm của ngàn vạn thiếu nữ. Công tử thật không có chuyện gì chứ, vì sao còn chưa tỉnh? Lục Tiểu Bạch cũng lo lắng không thôi. Ân. Đúng lúc này, lông mày Lục Lâm Thiên khẽ động, mở hai mắt ra, mẫu thân, Lục Vô Song, Lục Tiểu Bạch ba người đều xuất hiện trước mắt. Lâm Thiên, con cảm giác thế nào, không có sao chứ? La Lan Thị lập tức hỏi. Lục Lâm Thiên cảm giác toàn thân không còn có chút sức lực nào, lập tức di động thân thể ngồi dậy, nói. Mẫu thân, con không sao, người yên tâm đi. Hơi vận chuyển chân khí, Lục Lâm Thiên kiểm tra cơ thể của mình, trừ những vết thương nhẹ ra, chính mình cũng không có tổn hại gì, đoán chừng điều tức một hai ngày là tốt rồi. Lâm Thiên, đệ tỉnh là tốt rồi, đây là ba viên quy chân đan, đệ ăn vào rồi điều tức đi. Lục Vô Song đưa cho Lục Lâm Thiên ba khỏa quy chân đan. Ân, Lục Lâm Thiên tiếp nhận ba viên quy chân đan, mình bây giờ đúng là cần điều tức, nếu không thương thế của hắn có thể sinh ra một ít tác dụng phụ. Con yên tâm điều tức đi, nhìn con không có việc gì, mẫu thân cũng yên tâm. La Lan Thị nói, nhìn thấy nhi tử vẫn khỏe mạnh thì yên lòng lại. Ba người lập tức đi ra ngoài, Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi đó, ăn vào một viên quy chân đan bắt đầu chậm rãi điều tức. Trong thời gian Lục Lâm Thiên bất tỉnh, kết quả tỉ thí các đại gia tộc trên trấn Thanh Vân biến thành đề tài trà dư tửu hậu của mọi người, đặc biệt là trận đấu cuối cùng. Lục Lâm Thiên Lục gia đối chiến Vương Quang Vương gia càng làm người ta cảm thấy thật kỳ diệu. Vũ sĩ tứ trọng đánh bại vũ sĩ cửu trọng, loại kết quả này cũng làm cho người ta kinh ngạc, cuối cùng Lục Lâm Thiên thi triển vũ kỹ thần bí cũng làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt, bởi vì vũ kỹ kia thật sự quá bí y thái.
không nghĩ tới, tiểu tạp chủng kia còn có chỗ lớn thế. Trong một đình viện, thần sắc Triệu Tuệ âm trầm, kết quả ngày hôm qua làm cho nàng không muốn thấy. Hiện tại tiểu tử kia tiến vào top 5, ít ngày nữa sẽ đi vào Vân Dương Tông, tới lúc đó muốn đối phó càng khó rồi. Triệu Nhị nói ra, hừ, con cũng sẽ tới Vân Dương Tông, tăng thêm biểu ca đã ở trong Vân Dương Tông, ngược lại thời điểm này muốn đối phó hắn cũng thuận tiện. Lục Thiếu Hổ lạnh nhạt nói một tiếng. Thiếu Hổ, tiểu tạp chủng kia nhất định không thể lưu lại, hắn chết, về sau Lục gia đều là của con, kiện bảo vật kia của Lục gia cũng là của con, cho nên con nhất định phải nghĩ biện pháp tại Vân Dương Tông gỡ yêu ta ít tiểu tạp chủng này. Triệu Tuệ lạnh nhạt nói. Mẫu thân, Lục gia rốt cuộc có bảo vật gì, vì sao con chưa từng nghe qua? Lục Thiếu Hổ hỏi. Chuyện này mẫu thân không biết, nhưng mà bảo vật này tuyệt đối bất phàm. Ông ngoại của con đã bàn giao, bảo vật này nhất định không thể rơi vào trong tay của kẻ khác. Triệu Tuệ nói ra, một ngày một đêm qua đi, sáng sớm hôm sau, trong phòng Lục Lâm Thiên có hào quang sáng ngời bao phủ Lục Lâm Thiên, bên ngoài tràn ngập sáng bóng, sắc mặt Lục Lâm Thiên đã khôi phục vẻ hồng nhuận phơn phớt. Hô! Sau khi phun một ngụm trọc khí ra ngoài cơ thể, Lục Lâm Thiên mở hai mắt ra, ánh mắt của hắn thâm thúy, điều tức một ngày một đêm cộng thêm có một viên quy chân đan. Hắn đã khôi phục bảy thành, lần này hắn tiêu hao sạch chân khí của mình, tăng thêm trước đó bị thương không nhẹ, có thể khôi phục nhanh như vậy đã là khó tưởng tượng nổi. Chu Tước Quyết đúng là lợi hại. Nhớ lại bản thân mình vào lúc cuối cùng thi triển Chu Tước Quyết tạo thành lực phá hoại to lớn, Lục Lâm Thiên cảm thấy sợ hãi và thán phục không thôi. Về sau cũng phải cẩn thận trong khi thi triển mới được. Lục Lâm Thiên nghĩ trong lòng, Chu Tước Quyết uy lực cực lớn. Nhưng mà tiêu hao chân khí cũng quá nhiều, gặp phải đối thủ, nếu không thể một chiêu đánh chết thì mình cũng nguy hiểm. Bất kể như thế nào, Lục Lâm Thiên hiện tại vô cùng cao hứng, uy lực Chu Tước Quyết vượt qua dự tính của hắn quá nhiều, uy lực như thế tuyệt đối rất khủng bố, chỉ tiếc mỗi lần thi triển ra thì hắn cũng không chịu nổi tiêu hao. Mà Chu Tước Quyết cần linh khí rót vào mới sử dụng được, điểm này cũng làm Lục Lâm Thiên nghi hoặc, vũ khí vốn không có liên quan tới linh giả. Thế nhưng mà Chu Tước Quyết cần linh khí thúc dục, nếu như vũ giả bình thường đạt được Chu Tước Quyết cũng vô dụng, căn bản không có cơ hội tu luyện. Đối với hiện tượng này, Lục Lâm Thiên hiện tại cũng không cách nào nghĩ thông suốt, từ ngọc giản trong Chu Tước Quyết hắn biết được, tứ thần quyết không phải là vũ khí bình thường, tự nhiên là không thể dùng lẽ thường để suy đoán. Mà tứ thần quyết tổng cộng có 4 quyết, mình bây giờ chỉ mới có 1 quyết là Chu Tước Quyết mà thôi, 3 quyết còn lại tung tích không rõ. Không biết về sau có cơ hội đạt được hay không, nếu đạt được 3 quyết khác, vậy phát to rồi, hội tụ tứ thần quyết sẽ biến thành vũ khí khủng bố, uy lực nhất định là càng cường hãn hơn rất nhiều a. Đi thu hồi kim tệ mình thắng mới được. Nhìn qua ánh sáng ngoài cửa sổ, Lục Lâm Thiên cũng không có quên 1.500 kim tệ cược độc cô băng lan thắng, bản thân mình thắng 1.500.000 kim tệ, đây cũng không phải là con số nhỏ. Thu thập một phen, Lục Lâm Thiên nói với mẫu thân một tiếng. Mang theo Lục Tiểu Bạch rời khỏi Lục gia, một đường đi tới chỗ đặt cược. Sau khi đi vào chỗ này một lát, Lục Lâm Thiên mỉm cười rời đi, trong ngọc tinh tạp của mình đã xuất hiện 1.6.500 kim tệ, tại trấn Thanh Vân này, 1.6.500 kim tệ đủ trở thành tiểu phú ông rồi. Công tử, vì sao ngươi không nói sớm với ta biết, sớm biết như vậy ta cũng theo ngươi đặt độc cô tiểu thư. Trên đường cái, Lục Tiểu Bạch vẻ mặt nhăn nhó nói. Bọn họ gom góp 300 kim tệ, cuối cùng trừ đi tiền vốn chỉ thắng được 20 kim tệ mà thôi, nếu sớm biết như vậy đặt vào độc cô tiểu thư, như vậy có thể thắng 3.000 kim tệ, đây chính là con số lớn nha. Ai bảo ngươi không hỏi ta trước, đáng đời. Lục Lâm Thiên nói nhỏ. Vẫn là công tử đồ gà mờ, có dự kiến trước, biết rõ độc cô tiểu thư sẽ thắng được. Lục Tiểu Bạch nói ra. Ngươi mới là đồ gà mờ. Lục Lâm Thiên trừng Lục Tiểu Bạch. Ta nào có đồ gà mờ như công tử. Lục Tiểu Bạch nói. Lục Lâm Thiên rất bất đắc dĩ, lập tức cũng mặc kệ Lục Tiểu Bạch, sau một lát, nói. Thực lực ngươi hiện tại tu luyện như thế nào rồi? Ăn 2 viên quán đính đan vào, hiện tại mới là vũ đồ tam trọng, tự nhiên không cách nào so sánh với công tử. Lục Tiểu Bạch nghiêm mặt nói ra, trên việc tu luyện hắn chưa từng lười biếng bao giờ. Lục Lâm Thiên sững sờ. Chính mình lúc trước ăn vào 2 viên quán đính đan thì đột phá tới vũ đồ tứ trọng, Lục Tiểu Bạch mới đột phá tam trọng, xem ra có quan hệ tới mình tu luyện âm dương linh vũ quyết. Ngươi hảo hảo tu luyện đi, chớ có lười biếng.
Lục Lâm Thiên nói ra. Vâng, công tử. Lục Tiểu Bạch nói ra, hắn mỗi lúc trời tối đều tu luyện, nào dám lười biếng. Hai người một đường trở lại Lục gia, Lục Lâm Thiên nhìn chằm chằm vào cửa trước Lục gia, nói. Người đi về trước đi, ta đi thăm Nam Thúc, một hồi trở về, đừng nói cho người khác biết. Vâng, công tử. Lục Tiểu Bạch đáp, lập tức đi vào đại môn, thân là tiểu tổng quản Lục gia hiện tại, địa vị tự nhiên là không hề như trước, cũng có thể tiến vào cửa chính Lục gia. Lục Lâm Thiên lại đi ra cửa sau Lục gia, bản thân mình tu luyện Chu Tước Quyết còn không có nói cho Nam Thúc biết, chính mình lập tức đi Vân Dương Tông, còn không biết Nam Thúc bảo mình đi Vân Dương Tông tìm bảo vật gì. Sau khi đi vào cửa sau Lục gia, Lục Lâm Thiên không có nhìn thấy Nam Thúc, lập tức suy đoán Nam Thúc khả năng đang ở trong sân nhỏ của mình, hắn đi tới gian phòng của Nam Thúc. Nam Thúc sống ở Lục gia đã lâu lắm rồi, vừa vặn tới gần cửa sau thì có một viện nhỏ, đây là nơi một mình Nam Thúc ở, trong sân nhỏ này, trong trí nhớ Lục Lâm Thiên còn bé, hắn đã tới đây vài lần. Đi vào trong tiểu viện này hơi cũ nát, nhưng lại rất sạch sẽ, bên trong còn có không ít bồn hoa. Lục Lâm Thiên trực tiếp đi vào bên trong phòng, nhìn trộm chung quanh, dường như Nam Thúc không ở đây. Ngươi cho rằng chút thực lực của ngươi là có thể nhìn trộm ta sao, múa rìu qua mắt thợ. Một giọng nói vang lên, lập tức một đạo thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng Lục Lâm Thiên. Nam Thúc, lúc nào trở nên xuất quỷ nhập thần như thế? Lục Lâm Thiên quay đầu lại mỉm cười, người tới là Nam Thúc. Lão bộc Nam Thúc vẫn bộ dáng tuổi già sức yếu. Thủ ấn trong tay ngưng kết, một bình chướng vô hình bao phủ gian phòng, lúc này mới biến đổi khí tức quanh người, hào quang đỡ upsilon, xê ngầu trong mắt biến thành thanh tịnh, nói. Ngươi tới tìm ta làm gì, vũ kỹ ngươi thi triển ngày hôm qua là thế nào? Lục Lâm Thiên nói. Nam Thúc, con đang muốn nói chuyện này với Thúc. Sau đó Lục Lâm Thiên nói trong lúc vô tình mở được tứ thần quyết ra, cuối cùng rót linh khí phụ trợ tu thành Chu Tước Quyết, mọi chuyện nói cẩn thận một lần. Tứ thần quyết. Lão bộc Nam Thúc cẩn thận suy nghĩ một chút, dường như cũng không rõ lai lịch của tứ thần quyết. Tứ thần quyết này đúng là bất phàm, tiểu tử ngươi vận khí tốt, không ngờ lại mở ra được, nếu có thể tìm được ba quyết khác mới xem như chính thức bất phàm, về sau phải xem vận khí của ngươi rồi. Chu Tước Quyết ta cũng thấy qua, cấp độ có lẽ là hoàng cấp cao cấp, thậm chí là tiếp cận huyền cấp, đối với ngươi bây giờ mà nói, thi triển ra rất là gánh nặng, thi triển một lần mà không đánh chết đối thủ. Chính mình sẽ mất mạng, về sau nên dùng làm át chủ bài, tận lực đừng thi triển. Lão bộc Nam Thúc nói ra. Nam Thúc, con sắp đi Vân Dương Tông, trong Vân Dương Tông có bảo vật gì chờ con lấy thế? Lục Lâm Thiên hỏi. Vân Dương Tông thực lực không tệ, mà trong Vân Dương Tông có một khối vạn niên xích đồng, chính là chấn tông chi bảo của Vân Dương Tông. Nếu người đạt được tuyệt đối có thể luyện chế thành một thanh thần binh, người nghĩ biện pháp đạt được vạn niên xích đồng này đi. Nam Thúc nói nhỏ, chấn tông chi bảo của Vân Dương Tông, con làm sao đạt được, Nam Thúc, Thúc nói đùa rồi. Lục Lâm Thiên tự hiểu lấy mình, chấn tông chi bảo của người ta, sao mình có thể đạt được. Buồn cười, nếu tùy tiện có thể có được, vậy còn là chấn tông chi bảo của Vân Dương Tông sao? Chính ngươi nghĩ biện pháp đi, vạn niên xích đồng, linh giả trong Vân Dương Tông căn bản không có biện pháp luyện hóa, người có thể luyện hóa vạn niên xích đồng, thêm ta vào cũng không có mấy người. Năm đó lão quái trong Vân Dương Tông cầu ta mấy lần, nhưng mà lão quái quá keo kiệt, ta không đáp ứng. Nam Thúc nói. Nam Thúc, chuyện này thật khó khăn, với lại con là đệ tử vừa nhập môn, sợ là muốn biết tung tích vạn niên xích đồng cũng khó. Lục Lâm Thiên nói ra. Đây là chuyện của ngươi, không phải chuyện của ta, còn nữa, trong Vân Dương Tông có một môn thân pháp vũ kỹ gọi là phù quang lược ảnh, cũng không tệ lắm, hẳn là vũ kỹ huyền cấp. Người không có vũ kỹ thân pháp, vậy tu luyện nó đi, mặt khác, người tự xem mà làm cho tốt. Nam Thúc nói nhỏ. Lục Lâm Thiên lập tức tái mặt, Nam Thúc quả thực coi Vân Dương Tông người ta như ba mẫu đất nhà mình, tùy tiện lấy là được. Nam Thúc, con sẽ tận lực a. Lục Lâm Thiên bất đắc dĩ nói ra. Không có tiền đồ, cái gì gọi là tận lực, quản ngươi ăn cướp trộm cắp cũng tốt, là nhất định phải đạt được, người đến Vân Dương Tông nên tôi luyện bản thân một phen. Không có việc gì nữa thì đi đi. Nam Thúc hạ lệnh đuổi khách. Lục Lâm Thiên bất đắc dĩ, cáo lui rời khỏi tiểu viện về phòng của mình. Sau khi trở về đình viện cũng không có việc gì, Lục Lâm Thiên đến gian phòng tiếp tục điều tức, thương thế trên người còn chưa khỏi hẳn, chuyện này cũng không ổn.
lại ăn một viên quy chân đan, Lục Lâm Thiên chậm rãi điều tức, quanh người có hào quang sáng ngời bao phủ. Lúc này ở trong Lục gia, mỗi người đều cao hứng không thôi, Lục gia lần này có hai người thành công tiến vào Vân Dương Tông, đặc biệt là Lục Lâm Thiên biểu hiện trong đọ sức ngày đó, danh tiếng đại thịnh, Lục gia cũng nở mày nở mặt, các trưởng lão Lục gia mấy ngày qua tâm tình thật tốt. Các đại gia tộc trong trấn Thanh Vân kỳ thật cũng biết, ai muốn lớn mạnh thì cũng chỉ có dựa vào Vân Dương Tông, nếu không thì không có khả năng, mà thế lực và địa vị của Vân Dương Tông cũng không thèm nhúng tay vào chuyện trấn Thanh Vân, cho nên đệ tử trong tộc nhà ai tiến vào Vân Dương Tông nhiều, thế lực trong Vân Dương Tông càng lớn, dĩ nhiên là có thể ảnh hưởng tới cách cục các đại gia tộc trên trấn Thanh Vân. Mà ở trong đó, nếu có thể trở thành đệ tử thân truyền Vân Dương Tông, địa vị chính là nước lên thuyền lên, càng có thể ảnh hưởng cách cục trên trấn Thanh Vân. Cơ hồ tất cả người trong đại gia tộc đều hy vọng có người trong tộc mình trở thành đệ tử thân truyền Vân Dương Tông. Lần này Tần gia xuất hiện một linh giả, trực tiếp liền trở thành đệ tử thân truyền Vân Dương Tông, chuyện này làm các gia tộc khác hâm mộ và lo lắng, mà bây giờ Lục gia xuất hiện vũ giả tam hệ, thiên phú đỉnh cấp, Lục gia cũng tính là có một người, muốn trở thành đệ tử thân truyền Vân Dương Tông hẳn không phải chuyện khó khăn, sau này sẽ mang chỗ tốt to lớn tới cho Lục gia. La Lan thị bây giờ ở Lục gia, địa vị tăng cao hơn trước, một ít trưởng lão Lục gia nhìn thấy cũng dừng lại chào hỏi, chuyện này lúc trước chưa từng có bao giờ. Sáng sớm hôm sau, Lục Lâm Thiên đình chỉ điều tức, thương thế trên người đã khỏi hẳn rồi, hai viên quy chân đan tăng thêm âm dương thể, thương thế của hắn khôi phục cực kỳ nhanh chóng. Vừa ra khỏi cửa phòng, Lục Lâm Thiên đã ngửi được hương thơm từ xa truyền tới, khí tức Lục Vô Song xuất hiện trong đình viện. Lâm Thiên, thương thế của đệ thế nào rồi? Lục Vô Song nhìn Lục Lâm Thiên hỏi. Thương thế khỏi hẳn rồi. Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhìn qua Lục Vô Song nói. Không thể nào, thương thế của đệ cũng không nhẹ, thật khỏi đã hẳn sao? Lục Vô Song nghi hoặc nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên, cảm giác khí tức trên người Lục Lâm Thiên, xác định thương thế đã khỏi hẳn, lúc này mới kinh ngạc nói. Đệ đúng là quái thai, bị thương nặng như vậy mà khỏi nhanh thật. Vô Song tỷ. Tỷ tới có việc gì thế? Lục Lâm Thiên mỉm cười hỏi. Thiếu chút nữa quên nói với đệ, Bạch Mi trưởng lão cùng mấy vị chấp sự đến Lục gia, bảo đệ đi một chuyến, chúng ta khả năng sắp xuất phát đi Vân Dương Tông. Lục Vô Song nói ra. Bạch Mi trưởng lão. Lục Lâm Thiên nghi hoặc, Bạch Mi trưởng lão vì sao tới Lục gia, thời điểm trên quảng trường ngày đó, Lục Lâm Thiên nhìn thấy thực lực Bạch Mi trưởng lão, đúng là rất mạnh. Về phần là cấp độ gì thì Lục Lâm Thiên lại nhìn không ra. Lục Lâm Thiên theo sau Lục Vô Song đến đại sảnh Lục gia, lúc này trong đại sảnh Lục gia đã có mấy trưởng lão Lục gia, còn có Lục Đông, Lục Nam, Lục Tây, Triệu Tuệ, Lục Thiếu Hổ đã ở đây. Trên vị trí thủ tịch, Bạch Mi trưởng lão cùng ba nam một nữ chấp sự Vân Dương Tông đang ngồi, người hầu Lục gia mang hoa quả tươi, trà nóng và điểm tâm lên. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên đã đến. Bạch Mi trưởng lão đang nói gì đó với Lục Đông, ánh mắt cũng nhìn qua Lục Lâm Thiên. Bái kiến Bạch Mi trưởng lão. Lục Lâm Thiên đi vào trong đại sảnh Lục gia hành lễ, đi ngang qua bên người đám người Triệu Tuệ cùng Lục Nam, Lục Lâm Thiên trực tiếp lựa chọn bỏ qua. Không cần đa lễ. Bạch Mi trưởng lão nói nhỏ, cảm giác khí tức trên người Lục Lâm Thiên, trong ánh mắt không tránh được vẻ kinh ngạc, khôi phục cũng quá nhanh, Vương Quang Vương gia hiện tại còn đang nằm trên giường đấy. Thương thế khôi phục quá nhanh a hát, xem ra thể chất rèn luyện không tệ. Bạch Mi trưởng lão nói ra. Lục Lâm Thiên mỉm cười không nói gì, bản thân mình được Nam Thúc huấn luyện một tháng, cũng ngâm tẩy tủy đan do Nam Thúc luyện chế, thể chất tự nhiên cũng hơn xa người cùng thế hệ. Lâm Thiên, Bạch Mi trưởng lão nói, ngày mai các ngươi lên đường đi Vân Dương Tông. Lục Đông nói ra. Ngày mốt sẽ lên đường. Lục Lâm Thiên lại không ngờ phải nhanh thế đi tới Vân Dương Tông, lập tức nghĩ cũng không sao cả, mình bây giờ cũng chẳng có chuyện gì phải làm cả. Như thế nào, còn có chuyện gì chưa xử lý xong sao? Bạch Mi trưởng lão hỏi. Không có, chỉ không nghĩ tới nhanh như vậy mà thôi. Lục Lâm Thiên nói ra. Vậy là tốt rồi, lần này trên trấn Thanh Vân có 5 người thiên phú không tầm thường, đặc biệt là Tần Thiên Hạo Tần gia và ngươi, một là linh giả. Một là vũ giả tam hệ, ta muốn sớm mang các ngươi trở về tông, mà từ đây tới Vân Dương Tông, yêu thú phi hành cần thời gian nửa tháng. Bạch Mi trưởng lão nói ra. Bạch Mi trưởng lão, xin hỏi tại Vân Dương Tông có thể tùy thời trở về không?
Lục Lâm Thiên hỏi. Thế nào, người nhớ nhà sao? Bạch Mi trưởng lão mỉm cười nói ra. Tiến vào Vân Dương Tông, bất kể là đệ tử thân truyền hay là đệ tử bình thường, 3 năm có 4 tháng trở về nhà, thời gian khác chỉ có thể ở bên trong Vân Dương Tông. Ngừng một chút, Bạch Mi trưởng lão tiếp tục nói. Nếu giữa đường muốn trở về, cũng có biện pháp, đệ tử bình thường phải có tu vị vũ phách, đệ tử thân truyền cần tới vũ tướng thì tùy thời rời khỏi Vân Dương Tông, nhưng mà những đệ tử mới nhập môn các ngươi thì không cần nghĩ. Thì ra là như thế. Lục Lâm Thiên sững sờ, nhưng mà chuyện cũng không có gì, 3 năm thì 3 năm a. Lâm Thiên, ngươi yên tâm đi, mẫu thân ngươi tại Lục gia sẽ không có việc gì, điểm này ngươi có thể tin tưởng đại bá. Lục Đông nói ra, dường như hiểu nội tâm Lục Lâm Thiên lo lắng cái gì. Ta đi trước một bước, vốn cho rằng có thể gặp được Lục Trung, ai biết hắn lại bế quan mất rồi. Bạch Mi trưởng lão nói nhỏ. Tiến bước Bạch Mi trưởng lão, Lục Lâm Thiên trực tiếp quay lại trong đình viện của mình, 2 ngày nữa phải khởi hành đi Vân Dương Tông, mình phải từ biệt mẫu thân, đến Vân Dương Tông sẽ có 3 năm không gặp mẫu thân nàng nhất định sẽ nhớ mình. Sau khi trở lại đình viện, Lục Lâm Thiên nói với mẫu thân ngày mai phải đi Vân Dương Tông, La Lan thì tuy trong lòng không nỡ xa hắn, nhưng mà nội tâm vẫn cao hứng, tiến vào Vân Dương Tông, đại biểu cho tiền đồ, về sau mình cũng không cần lo lắng cho nhi tử nữa rồi. Nghĩ đến 3 năm không thấy được nhi tử, La Lan thị vội vàng phân phó người hầu đi mua không ít nguyên liệu mỹ thực, ý định 2 ngày này sẽ làm món ngon cho nhi tử. Trong 2 ngày này, Lục Lâm Thiên không có đi đâu cả, ở trong đình viện với mẫu thân, cảm giác tình thương của mẫu thân, hắn sinh ra thỏa mãn chưa từng có. 2 ngày này Lục Mị cũng tới đình viện 2 lần, nhìn thấy bộ dáng phóng điện của Lục Mị, Lục Lâm Thiên có chút không chịu đựng nổi, Lục Mị này đúng là hồng nhan họa thủy. Lục Lâm Thiên từ trong miệng Lục Vô Song biết được, Lục Vô Song ban đầu ở Thiên Bảo Môn gặp được Vương Lương cùng Dương Mạn sẽ cùng tiến tới Vân Dương Tông, lần trước 3 người các nàng cũng chỉ trở về thăm nhà mà thôi, hết kỳ nghỉ nên cũng phải quay về Vân Dương Tông. Ngày mai chính là thời gian tiến tới Vân Dương Tông, vào đêm nay, Lục Lâm Thiên khoanh chân trên giường, ý định nghỉ ngơi một chút, lập tức bắt đầu chậm rãi điều tức, một lát sau quanh người có hào quang sáng ngời bao phủ. Đêm khuya, một giọng yếu ớt ngoài cửa truyền vào trong tai Lục Lâm Thiên, tiếng bước chân cực nhỏ, nếu không phải Lục Lâm Thiên đang điều tức, giác quan toàn thân tiến vào trạng thái thanh minh, nếu không cũng khó có thể phát hiện. Muộn như vậy còn có ai ở bên ngoài? Lục Lâm Thiên mở 2 mắt ra, thần sắc mang theo một tia nghi hoặc, đã hơn nửa đêm, tại sao có thể có người đi tới bên ngoài đình viện của mình? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Thần sắc Lục Lâm Thiên nghi hoặc nhìn qua hậu viện. Lập tức đứng dậy nhảy ra khỏi cửa sổ, trong mắt bắn ra tinh quang, một thân ảnh màu đen lóe lên. Muộn như vậy, là ai chứ? Trong nội tâm Lục Lâm Thiên trầm xuống, lập tức sinh ra lòng hiếu kỳ, thả người cẩn thận đuổi theo. Đêm khuya, trong Lục gia yên tĩnh, đêm nay ánh trăng mông lung càng đẹp và tịch mịch, thân ảnh phía trước không ngờ có người đuổi theo sau lưng, lướt qua mấy cái hành lang, lập tức tiến vào một đình viện. Lục Lâm Thiên đi theo xa xa. Phát hiện hắc y nhân kia rất quen thuộc, dường như gặp ở nơi nào, nhưng trong thời gian ngắn không nhớ ra nổi, mà hắc y nhân kia tiến vào đình viện chính là chỗ ở của Triệu Tuệ. Rất quen thuộc, người này nhất định là đã gặp qua ở nơi nào đó. Lục Lâm Thiên nghĩ thầm trong lòng, thân ảnh này cho hắn cảm giác rất quen. Lục Lâm Thiên không dám đi quá gần, chỉ nhìn chằm chằm vào, mình bây giờ là vũ sĩ tứ trọng, tu vị linh giả cũng là linh sĩ nhất trọng. Trong đêm tối ánh mắt không bị ngăn cản quá nhiều. Là người thần bí muốn đánh chết mình sau núi, thân ảnh giống như đúc, quả nhiên là có quan hệ với Triệu Tuệ. Đột nhiên trong nội tâm Lục Lâm Thiên nhớ lại, thân ảnh hắc y nhân kia giống như cường địch mình gặp ở sau núi, cuối cùng dựa vào Tiểu Long cùng phụ thân Lục Trung xuất hiện mới may mắn thoát chết. Lục Lâm Thiên không dám tới gần, thực lực người thần bí kia rất mạnh, nếu chính mình bị phát hiện, nói không chừng sẽ có nguy hiểm. Vẫn nên ở xa xem thì tốt hơn. Nhị ca, sao ngươi tới muộn thế? Trong phòng, thần sắc Triệu Tuệ kinh hoàng, nhìn qua hắc y nhân trong gian phòng hỏi. Yên tâm, Lục gia lão gia hỏa đang bế quan, đoán chừng trong Lục gia sẽ không có người nào phát hiện ra ta cả. Hắc y nhân nói nhỏ. Chuyện cha thế nào rồi? Vẫn như cũ, Lục gia căn bản đề phòng ta, còn không có cha ra tung tích của vật kia. Triệu Tuệ nói nhỏ một tiếng. Phải nhanh chóng điều tra, chúng ta chờ lâu như thế,
đã lãng phí không ít thời gian. Hắc y nhân nói ra. Ta biết rõ, ta sẽ gấp rút điều tra, nhưng mà hiện tại đột nhiên xuất hiện tên Lục Lâm Thiên, chỉ sợ đến lúc đó Lục gia sẽ lưu đường lui trên người hắn, chúng ta lại bận rộn không công. Triệu Tuệ nói ra. Lần trước vốn có cơ hội, chỉ tiếc Lục Trung đột nhiên xuất hiện, thực lực của hắn còn mạnh hơn ta, làm cho tiểu tử kia tránh được một kiếp. Hắc y nhân nói. Vậy làm sao bây giờ, tiểu tử kia sẽ tiến tới Vân Dương Tông, vũ giả tam hệ, đến lúc đó muốn trở thành đệ tử thân truyền cũng không khó, muốn động thủ thì càng cố kỵ nhiều. Triệu Tuệ nói ra. Hừ, tam muội, ngươi chẳng lẽ quên, trong Vân Dương Tông, tiểu tử kia phải có mệnh rời khỏi Vân Dương Tông mới được, Lục gia cho rằng tiến vào Vân Dương Tông là có thể bảo vệ mạng nhỏ tiểu tử kia, đáng tiếc không có ai biết, Vân Dương Tông xem như là địa bàn của Triệu gia chúng ta, hừ. Hắc y nhân hừ lạnh một tiếng nói. Đúng thế, nhưng mà Lục gia lão gia hỏa kia đúng là khó đối phó. Triệu Tuệ nói ra. Lão gia hỏa kia thực lực đúng là rất mạnh, nhưng mà đến lúc đó Triệu gia ta tự nhiên có người có thể đối phó hắn, ngươi chỉ cần nhanh chóng tìm ra tung tích của vật kia là được. Hắc y nhân nói ra. Ân. Triệu Tuệ đáp nhẹ một tiếng nói ra. Ta đi trước. Hắc y nhân nói xong liền rời khỏi đình viện, thân ảnh nhảy vài cái. Vô thanh vô tức rời khỏi Lục gia. Lục Lâm Thiên trốn ở một góc đình viện, nhìn xem Hắc y nhân kia biến mất, thân sắc trầm xuống, ý định đi về đình viện, hắn đã hiểu rõ ràng, Hắc y nhân kia có không ít quan hệ với Triệu Tuệ. Là ai? Vào thời điểm này, Lục Lâm Thiên cảm giác được phía sau có tiếng bước chân rất nhỏ truyền tới, quay đầu nhìn lại, thân hình như mèo đêm thả người tránh ra. Lục Lâm Thiên, ngươi đang làm gì ở đây? Một đạo thân ảnh xuất hiện trước người Lục Lâm Thiên, người này là Triệu Đại. Bị phát hiện. Trong nội tâm Lục Lâm Thiên trầm xuống, vừa rồi mình phát hiện Hắc y nhân kia, nếu như bị Triệu Tuệ biết rõ, chắc chắn sẽ có phiền toái. Lục Lâm Thiên không có chút do dự, vận chuyển chân khí trong người đánh ra. Tiểu tử, ngươi muốn. Triệu Đại biến sắc, quát lớn, nhưng hắn vừa há mồm, lời nói còn chưa dứt thì thân hình uể oải, đã bất tỉnh nhân sự. Nam thúc. Sau lưng Triệu Đại xuất hiện một thân ảnh, Lục Lâm Thiên kinh ngạc, người tới không ngờ là Nam Thúc. Tiểu tử, lần sau cẩn thận một chút. Nam Thúc nói nhỏ. Nam Thúc, tại sao Thúc ở nơi này? Lục Lâm Thiên kinh ngạc hỏi. Ta thấy có cường giả đến Lục gia, hiếu kỳ nghĩ tới xem một chút, không ngờ ngươi cũng ở đây. Lão bộc Nam Thúc nói nhỏ. Nam Thúc, Thúc biết người nọ là ai không? Lục Lâm Thiên hỏi. Hạng người vô danh. Ta tại sao phải biết, thực lực cũng bình thường. Lão bộc Nam Thúc nói nhỏ một tiếng, lập tức nhìn qua Lục Lâm Thiên, nói. Ngày mai phải đi Vân Dương Tông A, đến Vân Dương Tông thì cẩn thận, không được bạo lộ việc ngươi tu luyện âm dương linh vũ quyết, nghĩ biện pháp đạt được vạn niên xích đồng cùng phù quang lược ảnh, đường sau này phải do ngươi đi rồi. Con sẽ nhớ kỹ lời Nam Thúc dạy bảo. Lục Lâm Thiên nói ra, lập tức nghĩ tới cái gì đó, nói. Nam Thúc. Có chuyện muốn nhờ Thúc, là bảo ta chiếu cố mẫu thân ngươi sao, yên tâm đi, ngươi bây giờ trong mắt Lục gia là vũ giả tam hệ, Lục gia tuyệt đối sẽ không để mẫu thân ngươi gặp chuyện không may, ta cũng sẽ chú ý giúp ngươi. Lão bộc Nam Thúc nói ra, đúng rồi Nam Thúc, con đi rồi, nếu Thúc rảnh rỗi, có thể chỉ điểm Lục Tiểu Bạch 1-2A, có chuyện thì cứ bảo Lục Tiểu Bạch giúp Thúc xử lý, cũng đỡ làm lão nhân gia phải động tay chân. Trong mắt Lục Lâm Thiên mang theo hào quang giảo hoạt. Tiểu tử ngươi, dạy ngươi còn muốn ta dạy thêm một người sao? Lão bộc Nam Thúc trừng Lục Lâm Thiên, lập tức nói. Con đường sau này của ngươi còn dài, sau khi thực lực của ngươi đạt tới độ cao nhất định, nhưng mà sau lưng không có thế lực, thủy chung vẫn thế lực đơn bạc, ta sẽ vất vả một chút, có rảnh chỉ điểm Lục Tiểu Bạch mấy chiêu, tùy từ thiên phú, Lục Tiểu Bạch không cách nào đạt tới độ cao như ngươi. Nhưng mà sau này cũng có thể giúp ngươi một tay. Đa tạ Nam Thúc. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói ra. Ta cũng không biết có phải kiếp trước thiếu nợ ngươi hay không. Thôi đi, dù sao ta cũng rảnh rỗi, ngẫu nhiên chỉ điểm hắn một chút cũng không sao cả. Nam Thúc nói nhỏ. Nam Thúc, con đi, Thúc phải chiếu cố mình thật tốt. Lục Lâm Thiên nói ra, trong lòng hắn sớm xem Nam Thúc trở thành sư phụ và người thân của mình. Ta lớn như vậy còn cần tiểu tử miệng hôi sữa ngươi dặn sao, chiếu cố tốt cho ngươi là được rồi, Vân Dương Tông cũng không phải là Lục gia, ngươi phải cẩn thận, Triệu Đại này chính ngươi xử trí đi, ta phong tỏa chân khí trong người hắn rồi,
nửa canh giờ sẽ tỉnh lại. Nam Thúc nhìn Lục Lâm Thiên, thân ảnh biến mất tại chỗ. Lục Lâm Thiên nhìn chằm chằm vào Triệu Đại trên mặt đất, lập tức nhấc Triệu Đại lên, thả người bay về phòng của mình. Triệu Đại mơ mơ hồ hồ tỉnh lại, trong ánh mắt, nhìn thấy người không muốn gặp nhất. Tiểu tử, người muốn thế nào? Nhìn rõ ràng Lục Lâm Thiên, thần sắc Triệu Đại trầm xuống nói ra, trong mắt đầy kinh hoàng, Lục Lâm Thiên trước mặt không bao giờ là củi mục để hắn tùy ý khi nhục nữa, chính mình bị tiểu tử này đánh trọng thương, nếu không phải tiểu thư cho mấy viên đan dược chữa thương, chỉ sợ hiện tại còn nằm trên giường. Ngươi đoán thử xem, ta hỏi ngươi, không lâu trước là các ngươi tìm người gợi yêu ta ết ta. Lục Lâm Thiên hỏi, nhìn chằm chằm vào Triệu Đại, Lục Lâm Thiên vừa rồi đã kiểm tra thương thế trên người Triệu Đại, lần trước hắn bị mình đánh trọng thương, cũng chỉ tốt lên năm thành mà thôi, đoán chừng cũng ăn không ít đan dược chữa thương. Ta không biết ngươi nói cái gì. Triệu Đại nói ra, trong thần sắc đầy hoảng hốt. Hừ, cũng không thèm mất công hỏi ngươi nữa, dù sao ngươi cũng phải chết. Lục Lâm Thiên nói nhỏ một tiếng, Triệu Đại này không thể lưu, đánh chết là thỏa đáng. Ngươi muốn làm cái gì, ngươi dám động tới ta, tiểu thư nhà ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Triệu Đại lạnh nhạt nói, thân hình vẫn không tự chủ lui ra phía sau. Thật sao, không sao, ta chờ đây. Lục Lâm Thiên nói nhỏ một tiếng, ánh mắt đầy hàn ý nhìn qua Triệu Đại. Tiểu tử, ta liều với ngươi. Triệu Đại quát một tiếng, thối lui đến góc tường thì không còn đường lui, một chưởng đánh Lục Lâm Thiên. Vậy cho ngươi thử uy lực chính thức của âm dương linh vũ quyết A. Lục Lâm Thiên nói nhỏ một tiếng, hắn kết xuất thủ ấn, một tay tiếp chưởng của Triệu Đại, một đạo hào quang màu vàng nhạt lóe lên. Thần sắc Triệu Đại biến đổi, chỉ cảm thấy lực hấp xả cực lớn từ trong tay đối phương bắn qua, chân khí trong cơ thể không tự chủ bị đối phương hút đi. Thần sắc kinh hãi, Triệu Đại chưa bao giờ gặp qua chuyện này, lập tức vận công lui lại, thế nhưng mà mặc kệ hắn giãy giụa như thế nào, chân khí trong cơ thể mình không thể khống chế bị rút đi, căn bản không cách nào phản kháng. Loại tiêu hao chân khí này, không phải mình vận công làm tiêu hao chân khí, mà là chân khí thật sự trôi qua trên người mình, chân khí trong đan điền khí hải của mình nhanh chóng héo rút đi. Tiểu tử, ngươi đang dùng tà công gì, dừng tay, ngươi mau dừng tay. Sắc mặt Triệu Đại trắng bệch, đồng tử mở rộng ra, trong mắt đầy kinh hãi. Muộn rồi. Lục Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng, vận chuyển âm dương linh vũ quyết, trong nội tâm cũng kinh ngạc, thúc giục âm dương linh vũ quyết cắn nuốt chân khí đối phương, chân khí đối phương sau khi rót vào trong người của mình, sau đó hóa thành một loại năng lượng, dùng lại trong cơ thể chờ luyện hóa. Năng lượng này vô cùng tinh thuần, so với chân khí trong đan điền khí hải cũng kém không xa, còn tốt hơn phục dụng tăng nguyên đan, quán đính đan nhiều. Sau một lát, toàn thân Triệu Đại run rẩy, cơ bắp trên mặt run run. Đã nói không ra lời, mắt thường có thể thấy được huyết mạch toàn thân bành trướng, gân xanh lộ ra, hơi nước trên người mất đi, sắc mặt dữ tợn, dường như đang chịu thống khổ to lớn. Qua một thời gian, Triệu Đại giống như héo rút đi, trường bào trên người rơi xuống đất, trên mặt làn da khô héo bọc lấy xương cốt, hai mắt lõm vào hốc mắt, con mắt trắng dã khủng bố, sinh cơ toàn thân không còn, bị Lục Lâm Thiên hút sạch. Hô! Lục Lâm Thiên phun ra một ngụm trọc khí. Trọc khí này tới từ chân khí của Triệu Đại, cảm giác năng lượng khổng lồ trong cơ thể hoàn toàn là chân khí trên người Triệu Đại, nhưng mà vẫn không thể do mình sử dụng, chỉ có luyện hóa chân khí đối phương cho mình dùng mới có thể sử dụng. Âm dương linh vũ quyết, năng lực bía y thái nhất chính là thôn phệ chân khí đối phương cho mình sử dụng, mà Lục Lâm Thiên lúc này cũng chân chính cảm nhận được chỗ bía y thái của âm dương linh vũ quyết. Triệu Đại chỉ là vũ sĩ nhất trọng mà thôi, tăng thêm trọng thương chưa lành. Thực lực không bằng lúc trước, nhưng chân khí trong người rất lớn, thôn phệ chân khí của Triệu Đại biến thành năng lượng, Lục Lâm Thiên đoán chừng còn hấp thu nhiều năng lượng hơn 5 viên tăng nguyên đan. Cảm giác trong người có năng lượng khổng lồ, Lục Lâm Thiên đoán sau khi chính mình luyện hóa sẽ đột phá từ vũ sĩ tứ trọng lên vũ sĩ lục trọng cũng không thành vấn đề. Âm dương linh vũ quyết thôn phệ thực lực đối phương, nhưng cũng không cách nào cho bản thân sử dụng ngay, sau khi luyện hóa tạp chất sẽ còn lại năng lượng tinh thuần. Cũng chỉ có thể chiếm được 1/10 chân khí của đối phương đã là rất khủng bố rồi. Mà vào lúc này, Lục Lâm Thiên thôn phệ toàn bộ chân khí Triệu Đại mà thôi, cuối cùng còn phải luyện hóa chân khí cho mình sử dụng, giống như ăn đan dược, sau khi ăn xong còn cần bản thân mình luyện hóa. Thôn phệ chân khí của người ta so với ăn đan dược còn tốt hơn nhiều.
Lục Lâm Thiên nhìn không được sợ hãi thán phục nói ra, trong mắt xuất hiện tơ máu đỏ nhạt, quanh thân có sát khí như ẩn như hiện, thôn phệ chân khí trên người Triệu Đại, lần đầu tiên thúc dục lực thôn phệ của Âm Dương Linh Vũ Quyết, trong lúc vô hình trên người Lục Lâm Thiên xuất hiện một đạo sát khí. Hừ, nhìn chằm chằm vào thây khô Triệu Đại trên mặt đất, trong nội tâm Lục Lâm Thiên không có chút thương cảm nào, đối với địch thủ của mình, tuyệt đối không thể lưu thủ, Lục Lâm Thiên phát giác trong bản tính của mình, kỳ thật cũng có một tính cách khát máu, có lẽ trong dị giới này mình mới có thể phát huy nó tùy tâm sở dục. Biến mất đi. Lục Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng, kết xuất thủ ấn trong tay, linh lực rót vào tay phải ngưng tụ hỏa cầu, lập tức bao phủ thi thể Triệu Đại, chưa tới một phút sau, thây khô hóa thành cho tàn lại bị hào quang trong tay Lục Lâm Thiên bao phủ, ném vào bồn hoa ngoài cửa sổ. Sắc trời đã canh ba, Lục Lâm Thiên tiếp tục khoanh chân luyện hóa năng lượng trong cơ thể, thủ ấn không ngừng giao nhau, hai tay lập tức đặt lên gối, Âm Dương Linh Vũ Quyết bắt đầu luyện hóa năng lượng khổng lồ trong người. Luyện hóa năng lượng trong người so với luyện hóa năng lượng trong đan dược dễ dàng hơn một ít, chuyện này làm thôn phệ năng lượng của Triệu Đại hóa thành chân khí bản thân đã đạt tới tinh thuần nhất định, nhưng Âm Dương Linh Vũ Quyết dường như yêu cầu chân khí tinh thuần cao hơn không ít, cần luyện hóa lần nữa. Tăng thêm chân khí này và chân khí trong người Lục Lâm Thiên không phải giống nhau, hai luồng chân khí tự nhiên sẽ chịu bài xích, phải luyện hóa sau đó mới có thể dung nạp vào đan điền khí hải, trong quá trình luyện hóa trừ đi tạp chất, cuối cùng Lục Lâm Thiên hấp thu cũng chỉ là 1/10. Tất cả trở lại bình tĩnh, cảm giác Âm Dương Linh Vũ Quyết cường hãn, trong nội tâm Lục Lâm Thiên càng trở nên cao hứng hơn vài phần, chỉ là không thể trắng trợn thi triển lực cắn nuốt, nếu như bị người ta biết rõ mình có công pháp bía y thái như thế. Nhất định sẽ trở thành đối tượng bị linh giả và vũ giả trên đại lục đuổi giết. Thực lực, chờ khi bản thân mình có thực lực tuyệt đối, cũng không cần e ngại, Lục Lâm Thiên nghĩ thầm trong lòng, toàn lực bảo vệ tốt mẫu thân, bảo vệ tốt chính mình nhất định phải nhanh chóng trở thành cường giả, chỉ có trở thành cường giả mới có thể bảo vệ tốt tất cả, đồng thời đạt được tất cả những gì mình muốn. Thời gian chậm rãi trôi qua, canh năm đã tới, Lục Lâm Thiên thu hồi chân khí đình chỉ luyện hóa. Phun một ngụm chọc khí và mở mắt ra. Cảm giác luyện hóa chân khí trong hai canh giờ cũng đã mơ hồ sắp đột phá đến vũ sĩ ngũ trọng, trong nội tâm Lục Lâm Thiên cảm thán, Âm Dương Linh Vũ Quyết đúng là cường hãn đến bía y thái, muốn luyện hóa năng lượng trong cơ thể đoán chừng chỉ cần mấy ngày là đủ, đến lúc đó chính mình muốn đột phá tới vũ sĩ lục trọng, vấn đề cũng không lớn. Tu luyện linh lực đúng là phiền toái, cần phải linh vũ cùng đột phá mới được. Lục Lâm Thiên nghĩ thầm trong lòng. Mình lúc này đã là vũ sĩ tứ trọng, đoán chừng đến vũ sĩ lục trọng cần không bao lâu nữa, nhưng mà tu vị linh khí vẫn chỉ là linh sĩ nhất trọng, đến lúc đó cho dù mình đạt tới vũ sĩ cửu trọng, linh khí theo không kịp, mình cũng không cách nào đột phá, còn có thể bị kinh mạch nghịch chuyển mà chết. Lục Lâm Thiên lúc này cũng phải tu luyện linh khí, muốn tăng tu vị linh khí lên cao cũng chỉ có thôn phệ linh giả và linh đan trên người linh thú mà thôi, mà linh đan cũng chỉ có linh thú tứ giai mới có. Thực lực của mình bây giờ nếu đợi upsilon.ng linh thú tứ giai, đây tuyệt đối là có đi không về, chết chắc. Mà giá tiền một viên linh đan lại cao tới dọa người, một viên yêu đan tứ giai ít nhất cần hơn 5 vạn kim tệ, giá tiền linh đan tứ giai càng cao hơn nữa, linh đan có giá tiền cao hơn yêu đan không ít. Yêu đan cùng linh đan tại đại lục linh vũ có giá tiền cao nhưng bán rất nhanh, cho nên có không ít vũ giả và linh giả lập nhóm đi săn giết yêu thú. Linh thú, còn có một chút đoàn đội dòng binh cỡ lớn chuyên môn mua bán yêu đan và linh đan. Yêu đan cùng linh đan sở dĩ mắc như vậy, cũng là bởi vì chỉ có trên người yêu thú và linh thú mới có năng lượng khổng lồ, những năng lượng này trải qua linh giả luyện chế sẽ luyện thành đan dược đắt đỏ, cũng có thể dung nhập vào binh khí, càng tăng cấp độ binh khí không ít. Yêu đan cùng linh đan cũng không thể bị hấp thu trực tiếp, năng lượng khổng lồ đủ làm cho kinh mạch bất cứ kẻ nào bị đứt đoạn, bạo thể mà vong. Mà trải qua linh giả luyện hóa, tăng thêm một ít dược liệu sẽ biến thành đan dược tăng cường linh lực và chân khí. Những đan dược này giá tiền cao không hợp thói thường, nhưng một ít đại gia tộc, thế lực lớn lại không quan tâm giá tiền, mua sắm đan dược bồi dưỡng cường giả trẻ tuổi trong tộc, thế cho nên trong thế hệ trẻ bên ngoài trên căn bản không cách nào so sánh với thế hệ trẻ của đại gia tộc. Thế lực lớn, giá trị yêu đan cùng linh đan cao như thế, cũng làm cho giá tiền của chúng cao không bình thường. Đẳng cấp yêu đan và linh đan càng cao, giá tiền càng cực cao, hơn nữa vô cùng được hoan nghênh, có đôi khi một viên yêu đan và linh đan cao cấp thường thường sẽ có cục diện mấy ngàn người tranh mua, chuyện này không kỳ quái.
nhưng mà yêu đan cùng linh đan không dễ kiếm, yêu thú cùng linh thú cũng không dễ chọc, yêu thú và linh thú đến cấp độ tứ giai sẽ có trí khôn nhất định, huyết mạch cao, trí tuệ sẽ càng không dưới nhân loại, tăng thêm yêu thú cùng linh thú đều được ông trời chiếu cố, bản thân đều có thủ đoạn thiên phú, bản thể còn mạnh hơn nhân loại không ít, cực kỳ khó có thể đối phó. Có yêu thú cùng linh thú vô cùng hung hãn, nói thí dụ như yêu thú tứ giai có cấp độ ngang vũ phách trong nhân loại, nhưng mà thực lực yêu thú lại mạnh hơn nhân loại nhiều, nhân loại muốn săn gỡ yêu ta ít yêu thú đồng cấp cần có nhiều người, thường thường là ăn trộm gà không được còn mất nắm thóc, sẽ ném mạng của mình vào. Mà nhân loại săn gỡ yêu ta ít yêu thú cùng linh thú cũng săn gỡ yêu ta ít nhân loại, đến địa bàn yêu thú, ai săn gỡ yêu ta ít ai còn khó nói. Địa bàn yêu thú cùng linh thú không phải nhân loại bình thường có thể tới gần. Yêu thú cùng linh thú đến thực lực nhất định liền có thể biến hóa thành bộ dáng nhân loại, thực lực không đủ, cho dù yêu thú linh thú đến bên người cũng không nhất định phân biệt được. Đương nhiên, yêu thú và linh thú biến thành bộ dáng nhân loại, thực lực bản thân cần ít nhất đạt tới thất giai. Yêu thú cùng linh thú thất giai, cả đại lục linh vũ này không nhìn thấy mấy con, có lẽ không có cũng không nhất định, tới cấp độ này. Thực lực có thể di sơn đảo hải, vô cùng khủng bố. Dùng linh đan đột phá thực lực của mình, Lục Lâm Thiên tạm thời không nghĩ tới, chính mình không đủ tiền, cũng không có thực lực đi săn gỡ yêu ta ít linh thú, về phần thôn phệ linh giả, trước mắt chỉ sợ không có cơ hội. Lục Lâm Thiên nghĩ thật lâu, cũng chỉ có thể luyện ra một ít đan dược tăng cường linh khí mới được, linh khí và chân khí trong cơ thể phải bảo trì trạng thái cân đối, trong thời gian ngắn kế tiếp, tu vị vũ giả của mình phải thả thấp xuống mới được. Một lòng tăng cường linh khí lên. Hôm nay phải đi tới Vân Dương Tông, thu thập một phen, Lục Lâm Thiên đứng dậy ra khỏi phòng, La Lan Thị đã sớm chuẩn bị bữa sáng ngon mắt chờ sẵn. Ăn bữa sáng của mẫu thân xong, trong lòng Lục Lâm Thiên ấm áp, đến Vân Dương Tông, chính mình phải 3 năm sau mới trở về một chuyến, thời gian 3 năm không dài, nhưng mà tuyệt đối không ngắn. Thiếu gia, người đi Vân Dương Tông, nên chiếu cố bản thân cho tốt. Lục Tiểu Bạch sáng sớm đã rời giường, nghĩ đến thiếu gia hôm nay phải đi Vân Dương Tông, trong mắt đã ướt át. Tiểu Bạch, người về sau có rảnh đi làm chút chuyện cho Nam Thúc, không có việc gì thì đi thăm Nam Thúc nhiều. Lục Lâm Thiên nói, có Nam Thúc chỉ điểm Lục Tiểu Bạch, thực lực Lục Tiểu Bạch tiến bộ tuyệt đối không chậm. Ta biết rõ thiếu gia. Lục Tiểu Bạch nói, trong nội tâm còn cho rằng thiếu gia lo lắng cho Nam Thúc, bảo mình đi chiếu cố Nam Thúc. Lâm Thiên. Con đến Vân Dương Tông nên chiếu cố mình cho tốt, trong nhà không cần lo lắng cho ta. La Lan Thị nhìn Lục Lâm Thiên nói ra, trong mắt không tự chủ sinh ra ướt át, có chút không nỡ, nhi tử đã lớn như vậy nhưng chưa từng rời khỏi mình. Mẫu thân, con sẽ chiếu cố tốt chính mình. Lục Lâm Thiên nói. Lâm Thiên, chuẩn bị tốt chưa, chúng ta nên đi thôi. Lục Vô Song đến đình viện, một thân váy dài màu đỏ bó sát dáng người mỹ lệ, tóc dài như mực dán sau lưng. Trang phục thanh nhã nhưng trong vô hình tỏa ra khí chất trang nhã và cao quý. Xong rồi, chúng ta có thể xuất phát. Lục Lâm Thiên đứng dậy, nhìn qua Lục Vô Song, trong mắt nhìn nhiều thêm vài lần. Lâm Thiên, thả đồ của đệ vào túi không gian của ta này, cũng không cần cầm trong tay thế đâu. Lục Vô Song nhìn bao lớn bao nhỏ trong tay Lục Lâm Thiên nói ra. Tốt! Lục Lâm Thiên mỉm cười, cầm bao phục giao cho Lục Vô Song. Bản thân hắn có chữ vật giới chỉ, nhưng mà không muốn người ta hoài nghi, lúc này mới đem bao phục cầm trong tay, bên trong chỉ có một ít quần áo, mà quần áo thì có cũng được, không có chẳng sao, không có vật phẩm nào quý trọng cả. Tiếp nhận bao phục trong tay Lục Lâm Thiên, Lục Vô Song lấy ra một cái túi nhỏ giống như túi thơm, mở túi nhỏ ra và hào quang bắn ra ngoài, bao phục đã bị thu vào bên trong túi nhỏ. Nhìn qua túi không gian trong tay Lục Vô Song, Lục Lâm Thiên không xa lạ gì. Đây chính là túi không gian giá trị đắt đỏ, có tính chất giống như chữ vật giới chỉ của hắn, có thể sắp xếp không ít đồ vật, nhưng mà không gian trong túi không nhiều như hắn, nhiều nhất chỉ có thể bỏ đủ mấy mét vuông mà thôi, mà không gian trong chữ vật giới chỉ của hắn lại tới 100 mét vuông, không gian càng lớn, giá trị cũng càng lớn. Đồng thời chữ vật giới chỉ của mình còn có thể dung nhập trong cơ thể, càng thêm chân quý, không phải túi không gian có thể so sánh, nhưng túi không gian cũng là đồ vật đắt giá. Nói như vậy, giá trị ít nhất cũng hơn một viên đan dược nhị phẩm, đồng thời túi không gian giá trị cũng có cao có thấp, có chút túi không gian lớn, giá trị trên ngàn kim tệ cũng có khả năng. Chúng ta đi thôi, mọi người đang chờ chúng ta bên ngoài.
Lục Vô Song nói, người Lục gia đang chờ ở cửa lớn, hôm nay Lục gia có 3 người đi tới Vân Dương Tông, đối với Lục gia mà nói đây là chuyện hãnh diện, tự nhiên là phải đưa tiễn. Lâm Thiên, đi thôi, mẫu thân đi tiễn con. La Lan Thị nói ra. Ân. Lục Lâm Thiên không có cự tuyệt, hắn cảm nhận được tâm tình của mẫu thân đang muốn nhìn mình nhiều thêm vài lần. Lục Lâm Thiên, Lục Vô Song, La Lan Thị, Lục Tiểu Bạch 4 người đi tới trước cửa Lục gia, Lục Lâm Thiên nhìn thấy Lục gia Lục Đông, Lục Nam, Lục Tây còn có Triệu Tuệ, Lục Thiếu Hổ, Chu Lập Hưng, Chu Hải Minh, Lục Mị và mấy trưởng lão Lục gia đang đứng chờ ở cửa lớn Lục gia. Trước mặt mọi người còn có 5 cỗ xe ngựa, 10 thất ngựa cao lớn đen bóng uy phong lẫm lẫm, toàn thân không có sợi lông tạp nào cả, cũng đại biểu cho địa vị Lục gia tại trấn Thanh Vân, xe ngựa chú ý trang trí, biên giới bao phủ ngọc phiến giá trị xa xỉ, lộ ra hào quang long lanh. Nhìn thấy Triệu Tuệ, trong nội tâm Lục Lâm Thiên đoán chừng Triệu Tuệ còn không biết Triệu Đại đã chết a, hài cốt không còn, cho dù phát hiện cũng không biết ai làm. Lâm Thiên, chúng ta nên xuất phát rồi, đi thôi. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên, Lục Đông nói ra, nhìn ra được Lục Đông hôm nay tâm tình không tệ, lần này Lục gia có 2 người tiến vào Vân Dương Tông, đây là chuyện khó gặp. Lục Lâm Thiên khẽ gật đầu, vịn mẫu thân La Lan Thị, ngồi lên xe ngựa Lục gia sớm chuẩn bị sẵn, trong xe ngựa trang trí vô cùng thoải mái, bên trong trải lên da động vật không biết tên, êm ái thoải mái dễ chịu, một chiếc xe ngựa có thể chứa 7-8 người. La Lan Thị cùng Lục Tiểu Bạch lần đầu tiên ngồi lên xe ngựa này. Nhìn qua xe ngựa xa hoa thoải mái, trong lòng vô cùng kinh ngạc, La Lan Thị sống tại Lục gia 20 năm, trước giờ chưa bao giờ ngồi xe ngựa này bao giờ. Sau đó Lục Mị, Lục Đông, Lục Tây, Lục Vô Song 4 người cũng lên xe ngựa, mọi người ngồi vào chỗ của mình, tiếng ngựa xi. Xi, lập tức bụi đất tung bay, 5 xe ngựa tiến lên. Lâm Thiên, nơi này không có người ngoài, đến Vân Dương Tông thì phải cẩn thận, ta cũng không quanh co. Trong Vân Dương Tông cũng có người Triệu gia, người chú ý một ít. Lục Đông nói khẽ. Đại bá, con biết rõ. Lục Lâm Thiên nói ra, đối với đại bá, hắn không có phản cảm gì. Trên quảng trường trấn Thanh Vân, hôm nay cũng tụ tập không ít người, tuy không có tụ tập đông như ngày các đại gia tộc đọ sức, nhưng nhân số cũng không ít, trên vạn người. Top 5 trong lần đọ sức vừa rồi được đi Vân Dương Tông A. Tới Vân Dương Tông. Tiền đồ ngày sau sáng lạn, thật hâm mộ. Đúng vậy a, đáng tiếc chúng ta không đi được. Mau nhìn, người Dương gia tới rồi. Bụi mù tung bay, 4 cỗ xe ngựa chạy tới, thân ngựa đỏ hồng, đây chính là xe ngựa của Dương gia. Ngoài sân rộng, 4 cỗ xe ngựa chỉnh tề dừng lại, hơn 20 người đi xuống, đi đầu là gia chủ Dương gia Dương Hướng Phong, 2 bóng dáng xinh đẹp sau lưng chính là tỉ muội Dương Mạn cùng Dương Diệu. Dương Mạn mặc cẩm bào, đường nét nổi bật, cái thân thái lồi lõm lung linh quả thật upsilon bản quyền võ IG của nam nhân. Dương Diệu thì mang theo phong tình khác, mặc một bộ trang phục nhẹ nhàng, toàn thân đường cong trẻ trung nổi bật, bộ dáng yêu mị mang theo 3 phần thanh thuần, 3 phần đáng yêu, 3 phần phong tình, nam nhân nào cũng không cự tuyệt nữ nhân như thế. 2 tỷ muội Dương gia xuất hiện làm không ít nam nhân máu mũi chảy ròng ròng, 2 tỷ muội này trong cả trấn Thanh Vân cũng là đối tượng đàm luận của không ít nam nhân. Hận không thể âu yếm, nhưng mà 2 nữ trên trấn Thanh Vân không có mấy người dám trêu chọc. Chỉ sau một lát, 4 chiếc xe ngựa chạy tới, khí thế không thua Dương gia chút nào, người trên trấn Thanh Vân không khó nhìn ra, đây là xe ngựa Tần gia, xe ngựa dừng lại, gia chủ Tần gia và Tần Thiên Hạo xuất hiện trước mặt mọi người. Đạp đạp đạp, trong bụi mù tung bay, 5 cỗ xe ngựa chạy như bay xuất hiện trong tầm mắt mọi người, nhìn thấy 5 xe ngựa này. Trong mắt người Tần gia cùng Dương gia hơi đổi, thần sắc trầm xuống, bởi vì lần này Lục gia đã chiếm được danh tiếng rất lớn. 5 cỗ xe ngựa dừng lại, người Lục gia xuất hiện, Lục Lâm Thiên vịn mẫu thân đi xuống xe ngựa. Thấy không, đó chính là Lục Lâm Thiên, vũ giả tam hệ, thực lực vũ sĩ tứ trọng đánh bại vũ sĩ cửu trọng, lúc trước trong trận đọ sức với Vương Quang Vương gia thi triển vũ kỹ khủng bố, nếu không phải trưởng lão Vân Dương Tông ra tay, Vương Quang chết chắc rồi. Ai là Lục Lâm Thiên thế? Chính là người mặc áo xanh, bên người còn có một đại mỹ nữ đấy. Hắn chính là Lục Lâm Thiên A Hát, không phải nói hắn trước kia là củi mục sao, vì sao thoáng cái biến thành vũ giả tam hệ? Người biết cái gì, hiện tại người bên ngoài đều nói, đây là Lục gia an bài từ sớm, chính là sợ gia tộc khác chú ý, hiện tại bỗng nhiên nổi tiếng rồi.
Lục Lâm Thiên xuất hiện, lập tức làm cho không ít người kích động, lúc trước trong Đọ Sức với Vương Quang, một cảnh kinh khủng kia vẫn còn mới mẻ trong trí nhớ của mọi người. Lục Đông, các ngươi tới rồi sao, đúng là long trọng mà. Dương Hướng Phong nói ra. Các ngươi cũng không kém A Hát, cũng vậy. Lục Đông mỉm cười. Lần này Lục gia các ngươi khó lường, hai người tiến vào Vân Dương Tông, thật khó được, tiếp qua vài năm, Lục gia ngươi sẽ trở thành đệ nhất gia tộc trong thành Trấn Thanh rồi. Gia chủ Tần gia cười nói. Không dám, Tần gia lần này có linh giả A, làm sao mà vượt qua Tần gia được. Lục Đông cũng khẽ cười nói ra. Lục Lâm Thiên nhìn qua người Tần gia cùng Dương gia, ánh mắt nhìn lên người Tần Thiên Hạo, ánh mắt Tần Thiên Hạo vẫn đang nhìn chằm chằm vào chính mình. Lục Lâm Thiên không có để ý, ánh mắt cuối cùng nhìn qua người Dương Diệu cùng Dương Mạn hai nữ nhân này, một yêu mị mang theo thanh thuần, người khác là vũ mị hấp dẫn, hai tỷ muội Dương gia này đúng là vưu vật, nhưng Dương Diệu càng tốt hơn, dung nhan tuyệt mỹ phối hợp khí chất thanh thuần và yêu mị, chừng hai năm nữa Dương Mạn không thể so sánh được. Giá! Một chiếc xe ngựa chạy tới, lộ ra vẻ đơn bạc, nhưng chiếc xe ngựa có bốn thất ngựa màu xanh, xe ngựa trang trí cũng không tầm thường. Mọi người xem xét cũng biết là xe ngựa vương gia. Xe ngựa dừng lại, một thân ảnh mặc hoa phục đi xuống, đúng là Vương Lương vương gia, lần này vương gia không có người tiến vào Vân Dương Tông, tự nhiên sẽ không náo nhiệt đưa tiễn, tăng thêm Vương Quang vũ sĩ cửu trọng vương gia thua trong tay Lục gia Lục Lâm Thiên vũ sĩ tứ trọng, gần đây vương gia tại thành Trấn Thanh Vân biến thành trò cười của người ta. Vương Lương lần này cũng phải về Vân Dương Tông, hôm nay cũng phải xuất phát, đi xuống xe ngựa. Lần đầu tiên hắn nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên, trong ánh mắt mang theo lạnh ý, sau đó hắn đi tới bên cạnh Dương gia, chào hỏi Dương Hướng Phong, sau đó đứng bên cạnh Dương Mạn. Mọi người cũng không có kỳ quái, Vương gia cùng Dương gia quan hệ không tệ, hơn nữa không ít người cũng biết, Vương Lương đang theo đuổi Dương Mạn, hai đại gia tộc cũng có ý thúc đẩy chuyện này, đến lúc đó Vương Dương hai nhà quan hệ thông gia, thế lực sẽ càng mạnh hơn nữa, muốn áp chế ba gia tộc khác không khó. Độc Cô Băng Lan vì sao chưa tới? Lục Lâm Thiên nhìn chằm chằm vào mọi người, Tần Thiên Hạo, Dương Diệu, đều đến, cũng chỉ có Độc Cô Băng Lan chưa tới. Cạc cạc. Thời điểm này trên không trung có tiếng thú giống cạc cạc, lập tức có khí lưu thổi qua, trên bầu trời, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy hai con chim lớn đang xoay vòng. Hai con chim lớn này hai cánh mở ra rộng 8 mét, thân hình to lớn dài 10 mét, toàn thân có màu nâu xanh. Mỏ nhọn móng vuốt sắc bén, trong mắt bắn ra hào quang lăng lệ. Yêu thú phi hành. Trên quảng trường sinh ra bạo động, đây chính là yêu thú phi hành, trên Trấn Thanh Vân số lần nhìn thấy yêu thú không nhiều, một ít người chưa từng gặp qua yêu thú, lúc này đều vô cùng kinh ngạc. Yêu thú. Lục Lâm Thiên cũng kinh ngạc nhìn chằm chằm vào hai con yêu thú này, thân hình hai con yêu thú này khổng lồ, nhưng mà Lục Lâm Thiên lại hơi kinh ngạc, cũng cảm giác không có gì. Ban đầu ở dưới vách núi chính mình gặp được hai con linh thú, so với hai con yêu thú này, khí tức còn mạnh hơn rất nhiều. Độc Cô Băng Lan, Thúy Ngọc. Lúc này trên người một con yêu thú có hai đạo thân ảnh làm cho Lục Lâm Thiên hơi giật mình, đúng là hai người Độc Cô Băng Lan cùng Thúy Ngọc. Lục Lâm Thiên thật không ngờ Độc Cô Băng Lan lại ở trên lưng yêu thú, mà trên lưng yêu thú khác đúng là Bác Mi trưởng lão và bốn chấp sự Vân Dương Tông. Lâm Thiên. Đây là yêu thú phi hành nham thú của Vân Dương Tông nuôi dưỡng, bây giờ là yêu thú cấp 2, tốc độ phi hành cực nhanh, lực công kích cũng rất mạnh, vũ sư đấu upsilon.ng phải cũng phải cẩn thận, khó chiếm được tiện nghi. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên tò mò, Lục Vô Song nói bên tai Lục Lâm Thiên. Yêu thú thổ hệ cấp 2. Lục Lâm Thiên nhìn chằm chằm vào nham thú kia, yêu thú phi hành cấp 2, nếu là vũ sĩ cửu trọng gặp phải, trên căn bản là không có phần thắng. Không nghĩ tới Vân Dương Tông còn nuôi yêu thú riêng cho mình, không hổ là đại môn đại phái. Cạc cạc, hai yêu thú này đáp xuống quảng trường rộng rãi, hai cánh thu liếm lại cũng rộng mấy mét, cao hơn 2 mét, đám người Độc Cô Băng Lan, Bạch Mi trưởng lão nhảy khỏi lưng yêu thú, lập tức đi tới bên cạnh các đại gia tộc. Bái kiến Bạch Mi trưởng lão, chư vị chấp sự. Các đại gia tộc hành lễ. Độc Cô Băng Lan đi tới, Lục Lâm Thiên gật đầu chào. Đã tới đủ rồi, chúng ta xuất phát thôi. Bạch Mi trưởng lão nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên, Tần Thiên Hạo nói ra. Lần này phải phiền toái Bạch Mi trưởng lão. Lục Đông nói ra. Chuyện này cũng không có gì phiền toái cả, làm việc cho tông môn là chức trách của ta. Bạch Mi trưởng lão cười cười,
lập tức nói. Tần Thiên Hạo, Lục Lâm Thiên, Lục Thiếu Hổ, Dương Diệu, Độc Cô Băng Lan, Thúy Ngọc, các ngươi cùng ngồi một nham thứ với ta, Vương Lương, Dương Mạn, Lục Vô Song, ba người các ngươi và bốn chấp sự ngồi chung với nhau, chúng ta cùng lên đường. Vâng, trưởng lão. Lục Vô Song, Vương Lương, Dương Mạn ba người đáp, lập tức đi tới chỗ bốn chấp sự. Chúng ta cũng đi thôi, phải nhanh chóng đi về trong tông mới được, không thể trì hoãn thời gian. Bạch Mi trưởng lão nói ra, trong miệng lập tức phát ra tiếng ô. Hai nham thứ vỗ cánh bay lên, khí lưu to lớn sinh ra, mấy người chung quanh hiếu kỳ tới gần một chút lập tức bị khí lưu làm ngã xuống đất. Hai nham thứ khổng lồ bay cao 4 mét, vỗ cánh ngang đầu, hai cánh mang theo khí lưu to lớn. Siêu siêu siêu. Bốn chấp sự Vân Dương Tông và Lục Vô Song, Dương Mạn, Vương Lương ba người tụ chân khí quanh chân, lập tức thả người bay lên lưng nham thứ. Đi thôi. Bạch Mi trưởng lão cũng nhảy lên, rơi vào trên lưng nham thứ, độ cao 4 mét với Bạch Mi trưởng lão mà nói chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng mà độ cao 4 mét với vũ sĩ bình thường mà nói thì hơi khó khăn, chân khí tụ tập quanh người Lục Thiếu Hổ, thân ảnh của hắn bay lên, mũi chân điểm xuống đất đạp lên lưng nham thứ. Dương Diệu cũng không cam lòng rớt lại phía sau, chân khí chuyển động quanh thân thể, mang theo hào quang sáng bóng nhảy lên, rơi lên lưng nham thứ. Tần Thiên Hạo cũng không biết thi triển thủ đoạn gì, hào quang bao phủ quanh người, cũng nhảy lên lưng nham thứ. Lâm Thiên, chúng ta cũng lên đi. Độc Cô Băng Lan nhìn Lục Lâm Thiên nói ra, mũi chân điểm xuống đất, một đạo khí kình bay lên, thân ảnh lập tức xoay tròn đáp lên lưng nham thứ. Nha hoàn Thúy Ngọc khẽ gật đầu với Lục Lâm Thiên, hào quang sáng ngời bao phủ quanh người, thân thể lập tức lăng không bay lên, cũng rơi vào lưng nham thứ. Nhìn thấy một màn này, Lục Lâm Thiên thầm than, không nghĩ tới nha hoàn Thúy Ngọc này thực lực mạnh như thế, chỉ sợ còn trên Độc Cô Băng Lan. Mẫu thân, con đi. Lục Lâm Thiên quay đầu nhìn lại mẫu thân một lần, nhìn Lục Tiểu Bạch nói ra. Tiểu Bạch, chiếu cố tốt mẫu thân ta. Công tử, người yên tâm đi. Ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố tốt phu nhân. Lục Tiểu Bạch nói. Lục Lâm Thiên khẽ gật đầu, lập tức không chần chờ, vận dụng chân khí, hai chân điểm xuống dưới đất, mượn xung lực thân hình xoay tròn bay lên cao, lập tức rơi vào lưng nham thứ. Chúng ta đi. Bạch Mi trưởng lão nói nhỏ một tiếng. Cạc cạc. Hai nham thứ kêu to một tiếng, vỗ cánh bay lên, lập tức bay về phía trước, càng bay càng cao, mọi người đưa mắt nhìn xuống. Một lát sau đã quảng trường đã biến mất. Lục Lâm Thiên nhìn từ không trung xuống, nhìn thấy thân ảnh mẫu thân mơ hồi rồi biến mất không thấy gì nữa, thầm nghĩ trong lòng, mình phải mau chóng trở thành cường giả để quay về. Ngồi trên lưng yêu thú, làm cho nội tâm Lục Lâm Thiên lo lắng, nếu té xuống chính là phiền toái lớn, độ cao này chỉ sợ hơn ngàn mét. Tất cả mọi người ngồi xuống đi, các ngươi hiện tại tuy thành đệ tử Vân Dương Tông, thiên phú đều không tệ. Nhưng mà đến Vân Dương Tông thì các ngươi phải cố gắng mới được, trên Vân Dương Tông đều là đệ tử thiên phú cực cao, chỉ có dựa vào thiên phú và thực lực mới tìm được cơ hội được trong tông bồi dưỡng. Bạch Mi trưởng lão nói ra. Bạch Mi trưởng lão, chúng ta bao lâu mới đến Vân Dương Tông? Độc Cô Băng Lan hỏi. Một tháng rưỡi, đến lúc đó trong tông sẽ từ trong các đệ tử mới chọn ra 10 người trở thành đệ tử thân truyền, bỏ qua cơ hội lần này. Các người cũng chỉ có chờ 3 năm sau mới có cơ hội khác, mỗi một đệ tử mới có 2 cơ hội, có thể trở thành đệ tử thân truyền hay không, phải nhờ vào cố gắng của các người mới được. Bạch Mi trưởng lão nói. Trưởng lão, đệ tử thân truyền và đệ tử bình thường có gì khác nhau? Lục Lâm Thiên hỏi, đối với đệ tử thân truyền Vân Dương Tông, Lục Lâm Thiên cảm thấy có khác biệt lớn. Người vậy mà không biết đệ tử thân truyền khác đệ tử bình thường thế nào sao? Bạch Mi trưởng lão nhìn qua Lục Lâm Thiên, lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức nói. Xem ra không ai nói qua với ngươi a. Nghe được Lục Lâm Thiên hỏi, Lục Thiếu Hổ khinh thị nhìn qua Lục Lâm Thiên, Dương Diệu cùng Tần Thiên Hạo cũng kinh ngạc. Lục Lâm Thiên khẽ lắc đầu, Lục gia không có người nào nói qua chuyện này với mình cả, lần trước Lục Vô Song cũng không có nói rõ ràng. Bạch Mi trưởng lão nhìn qua Lục Lâm Thiên nói ra. Trong Vân Dương Tông. Đệ tử bình thường rất nhiều, đệ tử thân truyền cực ít, muốn trở thành đệ tử thân truyền, đầu tiên phải có thiên phú hơn người. Tuy đệ tử bình thường trong Vân Dương Tông đạt được bồi dưỡng tốt hơn so với bên ngoài, nhưng mà vẫn chỉ là đệ tử bình thường của Vân Dương Tông, không cách nào tiếp xúc với vũ khí và tâm pháp trọng yếu của Vân Dương Tông, đó mới là truyền thừa của Vân Dương Tông,
mà chỉ có trở thành đệ tử thân truyền mới có thể có được những thứ này. Hơn nữa đệ tử thân truyền chỉ cần tu luyện, mỗi người đều do trưởng lão nội môn dạy bảo, mỗi một đệ tử thân truyền, địa vị sẽ không dưới ta, mặt khác còn đạt được rất nhiều chỗ tốt. Khác biệt thế nào thì các ngươi cũng có thể tưởng tượng đến, về phần đệ tử bình thường, trừ tu luyện ra, muốn sống trong tông, cũng cần làm việc, cũng không có đãi ngộ giống như đệ tử thân truyền. Đệ tử thân truyền mới có thể có được truyền thừa chính thức của Vân Dương Tông. Lục Lâm Thiên xem như hiểu lý do vì sao đệ tử thân truyền và đệ tử bình thường lại khác nhau lớn tới như thế, đây chẳng nghi ngờ đệ tử thân truyền mới chính là người một nhà của Vân Dương Tông, đệ tử bình thường chỉ là người ngoài mà thôi, sau khi trở thành đệ tử thân truyền mới có thể trở thành nhân vật trọng yếu của Vân Dương Tông, được bồi dưỡng thế nào thì có thể hiểu.